Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 81. Lúc này, Trác Phàm đầy mặt nghiêm túc, lần nữa đứng ra, khom người nói, cái này Minh Hải địa đồ tuy nhiên chân quý, nhưng nước xa giải không gần khát, cho dù có thể phá giải bên trong quan trọng, cũng là lúc sau sự tình. Nhưng bây giờ Kiếm Hoàng cùng Diễm Hoàng hai vị đại nhân như thay ma hoàng đại nhân tranh thủ địa bàn lời nói, nhất định cũng sẽ có điều tổn thương, không có điểm bổ khuyết có thể vạn vạn không còn gì để nói. Ta đề nghị, đợi đem Ưng Hoàng hai người địa bàn túm lấy về sau, ma hoàng đại nhân có thể đem chia đều, tặng cùng hai vị đại nhân, cũng coi như cộng đồng kháng địch trả thù lao. Lại thêm hai phần địa đồ bản dập, cần phải có chỗ giá trị. Hỗn trướng. Thế mà, hắn vừa dứt lời, Triệu Thành đã là mắng to một tiếng nói, ngươi thế mà để cho ta chia đều thắng lợi thành quả, đây có phải hay không là quá nhiều. Trác Phàm, ngươi đến tột cùng là ai người? Đại nhân, ta đương nhiên là ngài người, nhưng là mua bán coi trọng cái hợp lý hợp quy, ngài ra giá quá thấp, người ta dùng cái gì tới giúp ngươi? Không được, nhiều lắm là lại cho bọn hắn 20 thành trì, ta thế nhưng là còn dựng lấy hai phần địa đồ đây. Ma Hoàng. Thế nhưng là, hắn lời còn chưa dứt, lại bị một đạo khẽ kêu đánh gãy, bổn tọa cho rằng Trác quản gia nói hợp lý, đến lúc đó thành quả, chúng ta muốn chia 1/3, không phải vậy dùng cái gì xuất binh. Diễm Hoàng, ngươi không muốn ngay tại chỗ lên giá, ta còn cho ngươi một phần địa đồ đâu. Song đồng ngưng tụ, Triệu Thành nhịn không được hét lớn lên tiếng. Cười lạnh, Diễm Hoàng từ chối cho ý kiến, trước khác nay khác, ngươi bây giờ bốn bề thọ địch, cần là binh lực giải vây, tấm bản đồ kia có thể giúp ngươi giải vây sao? Tóm lại, đã muốn chiến, chúng ta cũng không thèm đếm xỉa, nhưng không có chiến quả chiến tranh, chúng ta lại là không tiếc tham dự. Kiếm Hoàng đại nhân, chẳng lẽ ngươi nguyện ý vô duyên vô cớ cho người ta làm thuê sao? Ha ha ha, lão phu không phải người ngu, không có quyết định này. Ngươi, các ngươi, ra mặt ngăn không được co rúm, Ma Hoàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau cùng cuối cùng hung hăng hơi vung tay, cả giận nói tốt, tùy các ngươi liền, đã lần này chúng ta ba phe chia đều thắng lợi thành quả, cái kia coi như ba nhà chúng ta kết minh. Cái này hai phần địa đồ, các ngươi cũng liền đừng. Chúng ta còn muốn. Vì sao, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hai người kia là hướng ngươi đến, chúng ta xuất thủ hay không đều không là vấn đề, ngươi lại là nhất định phải xuất thủ. Liếc mắt liếc một cái hắn, Kiếm Hoàng không khỏi cười lạnh, cái kia địa đồ liền xem như ngươi mời liên minh chúng ta thủ lao đi. Từng ngụm địa thở hổn hển, Ma Hoàng hung hăng nhìn hắn chằm chằm nhóm, sau cùng cuối cùng bỗng nhiên vung lên ống tay áo, quay người rời đi, tốt a, tùy các ngươi thuận tiện, lần này coi như lão tử bồi. Còn có ngươi, lắm miệng, hừ. Sau cùng, đi ngang qua Trác Phàm trước mặt lúc, Triệu Thành hung hăng chỉ hắn, trong mắt đều là lửa giận, hét lớn một tiếng, trực tiếp từ rời đi, tiến vào nội đường. Chỉ để lại liên tục cười khổ Trác Phàm, còn có đầy mặt tốt sắc Kiếm Hoàng cùng Diễm Hoàng bọn họ. Chỉ có Đổ Hoàng thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, khóe miệng xẹt qua từng đạo tà dị đường cong. Tiểu tử này, thật không đơn giản a. Trác quản gia, chúng ta muốn tự mình vẽ nguyên đồ, có thể chứ? Triệu Thành đã sớm tức giận đến không thấy tăm hơi, Diễm Hoàng liền tới đến Trác Phàm trước mặt, thỉnh giáo. Chố mắt nhìn, Trác Phàm tà dị địa liếc nhìn nàng một cái, chúng ta đã chuẩn bị tốt hai bộ bản dập, hai vị vì sao còn muốn bị mệt đâu? Phải chăng hoài nghi chúng ta? À không không không, chúng ta chỉ là muốn tự mình cảm thụ một chút cái này Minh Hải địa đồ mị lực. Trác quản gia, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Mí mắt hơi rủ xuống, Trác Phàm trầm ngâm một chút, mỉm cười, gật đầu nói, các vị tùy ý a, nhưng xin đem vẽ tốt bản vẽ, giao cho Đổ Hoàng đại nhân. Đổ Hoàng đại nhân công chính, từ trước đến nay thế nhân cùng nhìn. Đợi lần này hợp tác xong, các vị mới có thể theo Đổ Hoàng đại nhân chỗ đó cầm lại bản dập, hoàn thành giao dịch. Chúng ta minh bạch. Mỉm cười, Diễm Hoàng cùng Kiếm Hoàng liếc mắt nhìn nhau, liền tự mình xuất ra trang giấy, bắt đầu đối với Minh Hải địa đồ bản thật vẽ lên. Nhìn lấy đây hết thảy, Trác Phàm cảm thấy một trận cười nhạo. Cái này hai cái lão gia hỏa, còn như trước kia một dạng. Chú ý cẩn thận cực kỳ a, ha ha ha. Kiếm Hoàng cùng Diễm Hoàng hai người, đối với tấm bản đồ này, coi là thật dùng tâm dị thường, cẩn thận vẽ sau đó, còn phải tỉ mỉ so với, thẳng đến 7 ngày 7 đêm về sau, vừa rồi yên tâm gật đầu, đem hai tấm bản dập giao cho người trung gian, Đổ Hoàng bảo quản. Đón lấy, Trác Phàm liền đại biểu Thiên Ma Sơn,
đem ba vị lão đại đưa đi, chuẩn bị liên hợp xuất binh thủ tục. Tựa hồ vẫn như cũ đối với cái này đầy mình lửa giận, cảm thấy mình lỗ lớn. Từ đầu đến cuối, Ma Hoàng Triệu Thành đúng là đều không lộ diện, đại mất nghi thái. Bất quá đối với điểm này, Kiếm Hoàng hai người lại là càng yên tâm hơn, cảm thấy cái này mua bán, chính mình không có thua thiệt. Hướng Trác Phàm hơi hơi ôm một cái quyền về sau, liền hài lòng dẫn người rời đi. Chỉ có Đỗ Hoàng rời đi trước, giống như có thâm ý xem Trác Phàm liếc một chút, cười nói, Ma Hoàng đại nhân có Trác quản gia ở bên phụ tá, coi là thật thiên đại phúc khí a. Vừa mới nói xong, liền cũng cười lớn một tiếng bay đi, chỉ để lại Trác Phàm một người đứng lặng đỉnh núi, khóe miệng hiện ra không hiểu ý cười. Thế nào, sự tình còn thuận lợi sao? Lúc này, Ma Hoàng Triệu Thành mới du du nhiên địa từ bên trong đi tới, nhìn về phía Trác Phàm, ý cười đầy mặt, đâu còn có lúc trước sắc mặt giận dữ. Quả thực là đắc chí còn đến không kịp đây. Cúi người hành lễ, Trác Phàm trên mặt mang theo vui vẻ nụ cười, đại nhân yên tâm, hết thảy cũng rất thuận lợi. Nghĩ đến bọn họ vì mau chóng cầm tới Đỗ Hoàng trên tay địa đồ, sẽ mau chóng xuất binh, giúp bọn ta san bằng Ưng Hoàng hai người. Ha ha ha, Trác quản gia thật là thần nhân a, thế mà thật dăm ba câu liền đem bọn hắn lừa gạt vào cuộc đến, đuổi tới xuất binh cứu ta. Nếu như lúc trước, phiền toái như vậy, bọn họ sao lại trêu chọc. Ma Hoàng đại nhân quá khen, thực đây bất quá là hai người tâm lý quấy phá a. Gật đầu cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt hiện ra thâm thúy ánh sáng, nếu là chúng ta trực tiếp yêu cầu bọn họ xuất binh cứu giúp, cho dù xuất ra Minh Hải địa đồ làm mồi, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên chúng ta trước để bọn hắn làm hòa sự lão, lừa bọn họ ngồi ở trên bàn đàm phán, sau đó tại đối mặt biến đổi quẻ. Nếu là nói ngay từ đầu đồng ý địa đồ, chỉ là trang giấy vẽ bánh nướng lời nói, như vậy hiện tại tránh thức để bọn hắn nhìn thấy vật thật, còn có Đỗ Hoàng làm chứng, dễ như trở bàn tay, bọn họ còn muốn cự tuyệt, trong lòng thì có không muốn. Tiếp đó, chúng ta lại cố ý tranh chấp, một cái giả trang mặt trắng, một cái giả trang mặt đỏ. Ngay sau đó, Triệu Thành cười lớn một tiếng, tiếp tục nói ta cho bọn hắn thêm lợi nhỏ, mà Trác quản gia vì hai người tranh thủ lợi lớn. Hai bên so sánh dưới, bọn họ tự nhiên sẽ không chút do dự đứng tại Trác quản gia bên này, lại quên, phải chăng tham chiến mới là bọn họ cái kia cân nhắc sự tình. Dạng này thuận nước đẩy thuyền, liền chính bọn hắn đều không ý thức được, bị chúng ta kéo vào trận này bọn họ vốn có thể tránh thoát trong cuộc chiến tới. Trác quản gia xuất thủ, coi là thật tuyệt diệu a, so bản hoàng trước kia chút đầu heo tham mưu mạnh hơn, ha ha ha. Thản nhiên cười, Trác Phàm lần nữa khom người. Ma Hoàng đại nhân khách khí, chỉ là để Ma Hoàng đại nhân giả trang ác nhân, ủy khuất đại nhân. Không quan hệ, dù sao cái này ác nhân chỉ có bản hoàng đến giả trang mới thuận lý thành chương, từ ngươi đến giả trang cũng quá làm ra vẻ, sợ rằng sẽ bị bọn họ xem thấu. Mấu chốt nhất là, việc này đạt thành trọng yếu nhất a. Mà lại, bọn họ muốn Minh Hải địa đồ bản dập. Hừ hừ, cười lạnh, Triệu Thành nhìn về phía Trác Phàm, khóe miệng xẹt qua quỷ dị đường cong. Trác Phàm cũng là ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, ta cười một tiếng, xuất ra tấm bản đồ kia bản thật, trong tay kia còn có một cái bình sứ, mở ra hướng lên một dội, từng đạo thanh liêm liền nhuộm dần chỉnh tấm bản đồ. Bọn họ muốn đích thân vẽ bút tích thực, đáng tiếc cái này thật đồ phía trên chúng ta cũng làm tay chân, chỉ cần đem cái này đan dịch dội lên, đồ phía trên thêm ra điểm đen tự nhiên biến mất. Trong tay bọn họ, vẫn là một chương giả đồ. Đây là Trác quản gia thần cơ diệu toán. Đã sớm ngờ tới trong lòng bọn họ không yên lòng, sẽ đích thân vẽ, bản hoàng thật sự là bội phục vạn phần a. Trong mắt lóe lên một đạo dị dạng tinh mang, Triệu Thành cùng Trác Phàm liếc nhìn nhau, cùng nhau cười to lên. Chờ hai người ngưng cười, Triệu Thành thần thái phi dương, tiếp tục nói, như vậy tiếp đó, chúng ta là không phải cái kia chỉnh quân xuất phát, phối hợp hai người kia, nhất cử tiêu diệt Ưng Hoàng cái kia hai cái lão già kia. Không, Ma Hoàng đại nhân lời ấy sai rồi. Trận chiến này chúng ta không có thể tham dự. Há, vì sao? Không khỏi sững sờ, Triệu Thành ngạc nhiên nói, cái kia hai cái lão quỷ cũng là hướng ta tới, người nào không tham dự, ta đều được tham dự a. Trác quản gia, phải chăng lại có gì diệu kế? Trên mặt lộ ra một đạo thần bí nụ cười, Trác Phàm nhẹ bước đi thong thả hai bước, tỉ mỉ phân tích, Ma Hoàng đại nhân có thể tưởng tượng một chút, tam phương liên thủ, Ưng Hoàng hai người thất bại. Nhưng chó gấp còn nhảy tường đây, huống chi là hai vị tám hoàng. Đến lúc đó biết mình chắc chắn thất bại bọn họ,
đáng giận nhất là ai, thì nhất định sẽ đem hết toàn lực, cùng đồng quy vu tận. Khi đó, chúng ta tất tổn thất nặng nề, mà kiếm hoàng hai người, khả năng liền làm ra bình chân như vậy cử động, tuy nhiên cũng tham chiến, nhưng lại sẽ không hết sức, chỉ chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, bọn họ ngư nhân đến lợi. Không sai, mấy cái này tám hoàng không có một cái tốt, loại sự tình này nhất định có thể làm ra được. Ánh mắt khẽ híp một cái, Triệu Thành cắn răng nói. Thản nhiên cười, Trác Phàm tiếp tục, như vậy, nếu là ở bọn họ song phương mở chiến thời điểm, chúng ta tạm thời bất động lời nói, Ưng Hoàng hai người nhất định tích lũy đủ toàn lực ứng phó kiếm hoàng bọn họ, sau cùng chiến đến thương vong thảm trọng, bình chân như vậy chính là chúng ta. Chờ thắng bại nhanh tiến hành cùng lúc, chúng ta lại lấy đồng minh thân phận tham gia, nhất cử lưỡng tiện, ngư ông đắc lợi, chẳng phải rượu quá thay. Đúng vậy a, chúng ta không uổng phí một binh một tốt, liền có thể cầm xuống cái kia hai cái lão quỷ một phần ba địa bàn, cớ sao mà không làm. Trước mắt chưa phát giác sáng lên, Triệu Thành không khỏi vui mừng quá đỗi, Trác quản gia, kế này rất hay a. Ta nói qua, muốn thay Ma Hoàng đại nhân tìm hai cái làm thuê, mà không phải đồng minh, ta Trác Phàm nói được thì làm được. Trong mắt lóe lên một đạo giảo quyệt, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng. Triệu Thành liếc hắn một cái, càng là cười to liên tục, tán thưởng không ngừng. Ai không biết, cái này vì hắn chăm chú bện thành thắng lợi chi võng, cũng là kéo hắn tiến vào quỷ môn quan âm ti xiềng xích, một khi bao lấy, liền rốt cuộc dẫy không ra. Một tháng sau, Ma Hoàng chỗ đã bị liền hạ hơn 20 tòa thành trì, Ưng Hoàng cùng Quỷ Hoàng liên quân tay năm tay 10, thế như trẻ tre, căn bản không ai có thể ngăn cản. Điều này không khỏi làm ngoại giới dị thường kỳ quái, liền xem như nhị hoàng liên thủ, cũng không có lý do từ đem Ma Hoàng đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực a. Làm sao lại dễ dàng như vậy thì đánh hạ nhiều như vậy địa bàn, liền một tia ngăn cản đều không có. Cho dù là Ưng Hoàng cùng Quỷ Hoàng hai người, cũng là nổi lên mơ hồ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, không biết phát sinh cái quỷ gì, luôn luôn trung lập kiếm hoàng cùng diễm hoàng hai người, lại đồng thời hướng Ưng Hoàng hai người tuyên chiến. Mà lại, vừa tuyên chiến thì xuất binh, giống như sớm liền chuẩn bị tốt đồng dạng. Kết quả là, bên này chiến sự còn không có kết thúc, bên kia lại có nhị hoàng hãm thành, có thể nói hai mặt thụ địch. Bất quá, nhìn thấy Ma Hoàng lúc này còn không có bất kỳ cái gì động tác, Ưng Hoàng hai người một hàng nghĩ, thẳng thắn trước cùng cái kia hai cái cường thế bệnh thần kinh đánh đi, liền lại lui ra Ma Hoàng lĩnh vực. Ma Hoàng bên này, không có phái một binh một tốt, tận che mất đất. Có lẽ vẫn là không yên lòng a, tại lui binh về sau, hai người triển khai quân biên cảnh, các loại một tuần, xem động tĩnh, gặp Ma Hoàng vẫn như cũ không có phản ứng gì, mới thật lui binh, đem tất cả binh lực phát hướng kiếm hoàng cùng diễm hoàng hai người chỗ đó. Mà giờ này khắc này, hai người đã là cho bọn hắn mượn biên cảnh yếu kém cơ hội, liền hạ 10 thành, chiến quả từng đống. Cái này không khỏi đem Ưng Hoàng bọn họ tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức xua binh hồi cứu, cảm thấy chửi mắng không ngừng. Ngươi nói chúng ta liền không có trêu chọc ngươi, các ngươi nhà làm hai chúng ta làm gì? Thực sự quá không chính cống. Kết quả là, hai người binh lực vừa đến, lập tức binh hùng tướng mạnh, bắt đầu phản công. Tuy nhiên kiếm hoàng cùng diễm hoàng binh lực vẫn như cũ cường hãn, nhưng cũng bởi vậy tổn thất nặng nề. Lại là một tháng đi qua, kiếm hoàng hai người xuống lần nữa ngũ thành, thế bất khả kháng, nhưng tổn thất cũng có một phần tư. Lần này, kiếm hoàng cùng diễm hoàng trong lòng hơi hơi đau, mà lại cũng bắt đầu chửi mắng không ngừng. Bất quá, bọn họ không phải mắng Ưng Hoàng hai người, dù sao người ta bảo vệ chính mình địa bàn, chuyện đương nhiên, có gì có thể mắng. Trong lòng bọn họ oán thầm, là cái kia đáng chết Ma Hoàng Triệu Thành. Vốn là sự kiện này hoàn toàn là hắn bốc lên đến, kết quả cái này hơn một tháng, hắn đổ án binh bất động, tiêu diêu tự tại, trận chiến tranh này phản thành bọn họ tứ hoàng sự tình. Muốn là Ma Hoàng có thể sớm một chút xuất binh, lưng bụng giáp công, hai người này chẳng phải sớm hết sao. Bất quá bây giờ, tứ hoàng đã là rằng co cùng một chỗ, muốn tùy tiện ngưng chiến, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Riêng là Ma Hoàng Triệu Thành, rất có thể coi đây là từ, cự tuyệt cho bọn hắn địa đồ bản dập, vậy bọn hắn chẳng phải đánh không sao. Cho nên cái này chiến tranh một khi bắt đầu, liền không lại từ bất luận kẻ nào chủ đạo, không dừng được. Mà cái này tất cả mọi thứ, cũng là Trác Phàm vui thấy thành. Hừ hừ, thánh vực tám hoàng, làm nơi này một nửa địa vực người thống trị, tự giết lẫn nhau là nhanh nhất vẫn lạc đường lối.
các ngươi lẫn nhau có thể kéo nhiều nát a, ha ha ha. Tức, rít lên một tiếng, vang vọng bầu trời, tại cái kia khói lửa tràn ngập chỗ, khắp nơi thi hài chỗ, một cái chiều cao 100 trượng, đỉnh đầu liệt dương hùng ưng, quạt cánh, già thiên tế nhật. Trên lưng nó, là cái mặt mũi tràn đầy âm độc khô gầy nam tử, trong mắt hiện ra nói đạo tinh mang, như chim ưng. Sư tỷ, ưng hoàng tự thân lên chiến trường, một đỉnh bao quát lều vải lớn bên trong, mảnh lều bị hung hăng nhấc lên, Mai Tam cô cuống cuồng bận bịu hoảng địa chạy vào nói. Mi mắt lắc một cái, Diễm Hoàng thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ưng hoàng lão gia hỏa kia đến. Đáng chết, tám hoàng chiến vẫn là tránh không, xem ra trận đại chiến này phải kết thúc, còn phải lại sau này kéo. Tam cô, người dẫn ta Đan Hà Tông thế lực lui lại 50 dặm, khác bị liên lụy. Vâng. Một chút đầu, Mai Tam cô ngay lập tức đi xuống truyền lệnh. Diễm Hoàng thì là trong mắt hiện ra hung ác mang, đạp chân xuống, liền bay ra ngoài trướng, đảo mắt đi vào chiến trường hư không bên trên, vừa vặn đối đầu ưng hoàng cái kia âm trầm sắc mặt. Lão gia hỏa, người rốt cục xuất thủ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh đến sau cùng một binh một tốt mới hiện thân đâu. Diễm Hoàng, lão phu chỗ nào đắc tội ngươi, người muốn đánh bất ngờ ta thần ưng lĩnh vực. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngài chỗ nào đều không có đắc tội qua ta. Ta chỉ là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác a. Khẽ cười một tiếng, Diễm Hoàng trong mắt chớp động lên từng đạo lệ mang. Trong mắt hơi híp, ưng hoàng cảm thấy không sai, là ma hoàng nhờ vả sao. Hừ hừ, ta nói sao, êm đẹp, người cùng kiếm hoàng làm sao lại đột nhiên hướng chúng ta làm khó dễ. Nói đi, hắn cho phép lấy các ngươi chỗ tốt gì, ta ưng hoàng gấp đôi dâng lên. Ha ha ha, ưng hoàng. Ngươi cho rằng chuyện tầm thường vật có thể mời động hai người chúng ta sao? Hắn cho phép đồ vật, ngươi cũng không có. Thật sao, vậy liền không có cách, chỉ có khai chiến. Hai con ngươi chợt nhất định, ưng hoàng vung lên ống tay áo, dưới thân cự ưng liền mang theo hắn bỗng nhiên hướng Diễm Hoàng lao xuống mà đi. Lăng lệ sát ý, ngăn không được tiêu tán đi ra. Ưng kích trường không? Cảm thấy hét lớn một tiếng, ưng hoàng vung tay lên một cái. Một cái chớp động lên ánh sáng màu vàng cự ưng liền đột ngột đến từ trong cơ thể bay ra, thẳng lên bầu trời, càng biến càng lớn, sau cùng che đậy toàn bộ 9 ngày. Hai cánh mở ra, kim vũ bay lượn giữa trời, giống như thiên thạch phô thiên cái địa nện xuống. Chỉ là trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm bên trong, hoàn toàn biến thành một vùng phế tích hố mỏ. Giống như động đất bầu trời tại chấn động, khắp nơi đang gầm thét, mãnh liệt khí thế tứ tán ra ngoài. Lúc này đem tất cả mọi thứ đều chấn thành phấn vụn. May mà song phương đều đã đem mỗi người nhân mã đều xua tan, nếu không lần này, chỉ sợ lại có mấy 100.000 sinh linh gặp nạn, cho dù là linh vương cao thủ, cũng vạn vạn không tránh thoát. Chỉ bất quá, cho dù rời xa cái này đáng sợ chi địa, ở phía xa xem chừng đây hết thảy mọi người, cũng là ngăn không được hít sâu một hơi, cảm thấy may mắn chính mình chạy nhanh. Đồng thời cũng sợ hãi thán phục tám hoàng thực lực. Quả nhiên không phải tầm thường, không phải tầm thường hoàng giai cao thủ có thể so ra mà vượt. Sư tỷ, mi mắt hơi hơi lắc một cái, Mai Tam cô xa xa nhìn qua đây hết thảy, riêng là điếu thuốc kia bụi tràn ngập chỗ, có chút lo lắng. Nhưng rất nhanh, một tiếng cười khẽ liền dường như bình an chim nhất thời liền truyền vào bọn họ trong tai, ha ha ha. Ưng hoàng, vừa ra tay thì dùng ra bản thân hoàng cực thiên ấn, ngươi thật đúng là liều mạng a. Bạch. Một cỗ gió xoáy bỗng nhiên bao phủ bốn phía, đem cái kia đầy trời bụi mù tất cả đều thổi đến không thấy tăm hơi. Một chi dài chừng 10 trượng, cắm rễ lòng đất, hiện ra điểm sáng màu vàng óng cùng đạm mạc mùi thơm cánh hoa, uốn lượn hướng lên, nở rộ nhân gian. Diễm Hoàng chậm rãi ngồi tại nhánh hoa trên đầu, tuy là ăn mặc đạo cô, lại là quyến rũ động lòng người, khóe miệng còn hiện ra một tia tà tiếu. Hoàng cực thiên ấn, cửu thiên quỳnh hoa. Ánh mắt nhẹ nhàng một xuyệt. Ưng hoàng chưa phát giác cười khẽ một tiếng, lão phu thần hồn chính là bay trên trời thần ưng, trường thiên khung lĩnh vực, người thần hồn là cửu thiên quỳnh hoa, cắm rễ vô tận khắp nơi. Bây giờ hai người chúng ta giao thủ, quả nhiên là thiên địa chi chiến a. Nhếch miệng lên, Diễm Hoàng từ chối cho ý kiến, thiên địa cùng tồn tại, nhất âm nhất dương, cho dù tương khắc, cũng không phân thắng thua. Nhưng hai người chúng ta lại khác, cuối cùng cũng có một người muốn bại trận. Hừ. Từ xưa thiên tôn địa ti, muốn bại tuyệt đối là ngươi. Vậy chúng ta thì thử một chút. Lông mày nhíu lại, Diễm Hoàng cười lạnh, sau đó liền mãnh liệt phung tay áo bào,
tiếng hét lớn nói, địa giai cao cấp vũ khí, trăm hoa đua nở, mặc thiên nhân lâm. Rầm rầm rầm. Vừa mới nói xong, nhưng nghe từng đạo tiếng vang phát ra, cả vùng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, từng cái kim sắc dây leo, như chỉ linh xà giống như phá đất mà lên, chỉ là trong nháy mắt, liền thoát ra mấy trăm ngàn điều nhiều, thẳng hướng về bầu trời. Chỉ một thoáng, thần hồn nát thần tính, bóng roi bay tứ tung, cảm thụ lấy cái kia tựa hồ có thể đem thiên đô bổ ra khí thế cường đại, cho dù là ưng hoàng, cũng không thấy sắc mặt nghiêm một chút, điều khiển dưới thân phi ưng không ngừng hướng không trung tránh đi, rời đi cái này vô số mạn điều dây leo ảnh bay lượn chỗ. Khinh thường liếc một cái miệng, Diễm Hoàng gặp này, cười lạnh, thế nào, người bầu trời này chúa tể, không dám rơi xuống đất sao? Diễm Hoàng, người nghỉ muốn đắc ý, lão phu muốn đem người cái này hoa nhổ tận gốc, thế nhưng không cần tốn nhiều sức. Ánh mắt lạnh lẽo, ưng hoàng bỗng dưng một kết ấn quyết, địa giai cao cấp vũ khí, huyễn ảnh thần ưng, phi không lược thực. Soạt, tiếng nói vừa dứt, đỉnh đầu cái kia to lớn kim sắc ưng mang chợt lóe lên một cái, hoàn toàn băng vỡ đi ra, hóa thành nói nói điểm sáng màu vàng óng. Sau đó những điểm sáng kia, lại run run một hồi, lần nữa biến vì một con hung tàn nhỏ bé kim ưng, run run cánh, hưu một tiếng, liền hướng mặt đất mấy trăm ngàn dây leo bay lượn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đúng là một triệu kim ưng lướt xuống, khí thế mãnh liệt không gì sánh được. Diễm Hoàng nhìn thấy, cũng là ngăn không được sắc mặt trầm xuống, tâm niệm nhất động, lập tức liền có dây leo tầng tầng bao trùm tại nàng phía trước, đem nàng bao vây lại. Phanh phanh phanh, đụng kịch liệt âm thanh, liên tiếp vang lên, tại những thứ này lớn chừng ngón cái kim ưng bay lượn dưới, cho dù là cái kia dây leo mạnh hơn, cũng là chuẩn bị vỡ vụn, bắn tung tóe tứ phương. Bất quá dây lát công phu, liền đã là đầy đất thi thể. Ưng hoàng gặp này, không khỏi lộ ra đắc ý cười lạnh. Thế nhưng là, khi tất cả dây leo đều bị đập vào thành bã vụn lúc, xa vời đại địa phía trên, lại là không gặp lại Diễm Hoàng bóng người. Đồng thời, nàng cái kia hoàng cực thiên ấn, cửu thiên quỳnh hoa cũng không thấy. Chỉ có đại địa trung ương, một cái một mét vuông lỗ tròn, sâu không thấy đáy. Mí mắt hơi hơi nhẹ rung. Ưng hoàng âm thầm suy nghĩ, hoa lấy địa mà lưu giữ, chẳng lẽ nói là độn địa chạy. Đụng. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn lại nổi lên, nhất thời bụi đất tung bay. Tại ưng hoàng còn không có kịp phản ứng trước, hưu một tiếng, một cái như trường xà giống như địa cành mận gai đã là chợt từ sâu trong lòng đất thoát ra, thẳng tắp hướng trước người hắn đánh tới. Cái kia cố kinh khủng sát khí, chưa phát giác làm hắn nhất thời giật mình, còn đến không kịp xem. Liền đã là bản năng một bước lưng chim ưng, cấp tốc thăng lên không trung thoát đi. Phốc, tức, một tiếng vang trầm đột nhiên phát ra, đồng thời cái kia dưới thân cự ưng kêu thảm, cũng là ngột vang lên. Thân thể lắc một cái, ưng hoàng vội vàng quay đầu nhìn lại là nhìn không được nhất thời giật mình, trên trán không khỏi chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia dài chừng 10 trượng cự ưng, đã không có nửa thân thể, máu tươi như suối thủy phẫn dâng trào. Sắc mặt cũng là cực kỳ thống khổ, rơi xuống dưới. Mà hắn vừa mới nơi ở, thì là đứng sừng sững lấy một cái thẳng lên mây trời dây leo phần cuối, là một đóa đường kính mấy chục trượng diễm lệ đĩa tuyến. Chỉ bất quá cái này đĩa tuyến, lại là mở to miệng to như chậu máu, tiêm nha lợi chủy, trong miệng còn ngậm cái kia phi ưng nửa thân thể, từng đạo đỏ thấm, theo nó cành lá chảy vào đất đai, trong nháy mắt bị bên trong rễ chùm hấp thu, thật là đẫm máu khủng bố. Diễm Hoàng thì là vẫn như cũ đứng ngồi hoa trên bàn, nhìn về phía ưng hoàng ánh mắt, tràn đầy tà dị cùng khinh miệt. Không nghĩ tới, cái này cửu thiên quỳnh hoa, đúng là hoa ăn thịt người a. Song quyền chăm chú nắm lại, ưng hoàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vùng vùng tay lên, nói đạo kim quang lần nữa tập kết tại hắn sau lưng, lại hình thành một cái 100 trượng kim ưng, quát, Diễm Hoàng, người dám giết ta tọa kỵ, hôm nay lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lấy tế ta cái kia thần ưng trên trời có linh thiêng. Thản nhiên cười, Diễm Hoàng từ chối cho ý kiến, vừa mới nếu không phải ngươi trốn đến nhanh, bị chết nhưng là không chỉ là ngươi cái kia 10 cấp linh thú, còn có ngươi mạng nhỏ mình, cũng đừng hòng bảo vệ. Rõ ràng là tướng bên thua, nhưng lại an dám nói dũng. Diễm Hoàng, ngươi chớ có ý, lão phu hôm nay không phải đem ngươi cái này tàn hoa bại liễu, xé thành mảnh nhỏ không thể. Ngươi nói cái gì, biến sắc. Diễm Hoàng hung hăng nguýt hắn một cái. Ta nói ngươi tàn hoa bại liễu. Muốn chết, trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý,
Diễm Hoàng lúc này vừa bấm thủ quyết, ngồi xuống cái kia hoa ăn thịt người bàn liền đột ngột đến hướng lên bầu trời phóng đi. Đồng thời, trên mặt đất cũng là phanh 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 loạn hưởng một mảnh, ngàn vạn nhánh dây cùng nhau thoát ra, như vạn tiễn xuyên tâm giống như, trực chỉ Ưng Hoàng phương hướng. Bất quá, Ưng Hoàng cũng không phải dễ trêu đến, chỉ thấy thân thể lắc một cái, một đạo chín ngày ưng gáy ngột vang lên, nương theo lấy cái kia kim sắc cự ưng đáp xuống, đỉnh đầu liệt dương giữa trời, cũng là phát ra nóng rực ánh sáng, hóa thành từng đạo hỏa điểu, vì Ưng Hoàng trợ trận. Thả mắt nhìn đi, đủ có vài chục vạn chi chúng. Bỗng dưng, cây kim so với cọng dâu, bầu trời đúng lung, dường như 1 triệu quân sĩ chém giết song phương chấn thiên hám địa toàn lực nhất kích, lập tức liền muốn hung hăng đụng vào nhau. Cái kia mãnh liệt khí thế, khủng bố phong cương, còn chưa phát ra hướng 4 phương 8 hướng, liền đã cho người ta một loại tử vong khí tức. Mọi người xa xa gặp này, cũng là ngăn không được thân thể phát run, lo sợ bất an. Hai vị tám hoàng đối chiến, cuốn vào thật sự là chết không có chỗ chôn a. Dừng tay. Thế mà, đúng lúc này, một đạo quát nhẹ chợt phát ra, vang vọng đất trời ở giữa. Diễm Hoàng hai người nghe đến, chưa phát giác giật mình, lại là chiêu đã ra tay, lại khó thu hồi. Vù vù. Có lẽ cũng là minh bạch bọn họ tình huống, người kia rất rõ ràng không nghĩ tới để bọn hắn có thể thu hồi tuyệt chiêu. Chỉ là các ngươi thu không trở lại lời nói, chỉ có ta tự bỏ ra tay ngăn cản. Nhưng nghe hai đạo tiếng xé gió đột ngột vang lên, để tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi một màn phát sinh. Chỉ thấy bầu trời phần cuối, chẳng biết lúc nào, đúng là bay tới hai đạo thương bạch kiếm mang, dài trăm trượng, chỉ là phút chốc thời gian, liền từ Diễm Hoàng hai người trước người bay qua. Xoạt, hướng lên thẳng nhảy lên dây leo, cùng nhau chặt đứt, vỡ thành hư vô, những cái kia đáp xuống kim sắc phỉ ưng, cũng là chớp mắt gãy thành hai nửa, hóa thành ánh sáng, tiêu tán không thấy. Chỉ có cả người dài trăm trượng cự hình bóng người, cõng ở sau lưng 18 thanh đồng dạng dài ngắn kiếm phong, song quyền duỗi ra, trong nháy mắt liền đem Diễm Hoàng hoa ăn thịt người cùng Ưng Hoàng cái kia to lớn kim ưng cho nắm ở trong tay, không cách nào đang di động mảy may. Đây là... Trong mắt ngăn không được hung hăng co rụt lại, hai người đều là quá sợ hãi, thần hồn hóa linh thân thể. Thánh giả! Không tệ, ta chính là đệ lục Thánh Sơn Thánh giả, Hà Hiểu Phong. Cái kia cự hình bóng người trong đầu, nổi lơ lửng một cái anh tuấn tiêu sái thanh niên, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói, nghe nói thánh vực tám hoàng đại chiến, dẫn tới sinh linh đổ thán, chuyên tới để ngăn lại. Dừng tay a, vừa mới ta cái kia lưỡng kiếm nếu là bổ vào các ngươi cái này hoàng cực thiên ấn phía trên, các ngươi sớm đã thần hồn đều tán, cưỡi hạc tây quy. Thân thể nhịn không được lắc một cái, hai người cảm thấy hoảng hốt, ao ao hạ bái, đa tạ gì thánh giả thủ hạ lưu tình. Hai người chúng ta vô cùng cảm kích. Bớt nói nhiều lời, chúng ta lần xuống núi này là phụng sư mệnh mà đến, cùng tám hoàng thương thảo chuyện quan trọng, ai ngờ các ngươi lại làm cái này tranh danh trục lợi chuyện ngu xuẩn. Hừ, nhẹ hừ một tiếng, Hà Hiểu Phong vinh mặt hất hàm sai khiến nói, sau 1 tháng, đến kiếm hoàng nơi đó đi, chúng ta có chuyện quan trọng phân phó. Vừa mới nói xong, Hà Hiểu Phong chậm rãi buông ra bàn tay khổng lồ kia, một cái lắc mình. Biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Diễm Hoàng hai người sợ mất mật, tê cả ra đầu. Liếc nhìn nhau, lại không rảnh đoán chừng vừa mới cửu oán, chỉ là cau mày, mặt hiện sầu lo. Ngọn Thánh Sơn này thánh giả, một mực bế quan tu hành, êm đẹp, làm sao lại rời núi đâu. Lần trước rời núi, cũng là bởi vì cửu u bí lục hiện thế, lần này, chẳng lẽ là. Trong lòng tựa hồ đã có đáp án, Diễm Hoàng không khỏi cảm thấy trầm xuống, thở dài một hơi. Mẹ hắn, vừa có bảo bối thì tranh giành, ngọn Thánh Sơn này người cũng không phải vật gì tốt, hừ. Cùng một thời gian, Kiếm Hoàng cùng Quỷ Hoàng cũng đang liều hôn thiên hắc địa, khó bỏ khó phân lúc, một cái lão giả cũng là đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn ngăn lại, sau đó nói cho bọn hắn tụ tập tám hoàng mệnh lệnh. Lần này, trận này bao phủ ngũ đại hoàng giai cao thủ chiến tranh, trong nháy mắt lắng lại, nhưng là không có người nào vì thế vui vẻ. Bởi vì... Trong núi lão hổ rốt cục rời núi, bọn họ những thứ này xưng vương xưng bá con khỉ không kiêng nể gì cả thời gian, một đi không trở lại. Cái gì, Thánh Sơn người tới? Thiên Ma Sơn, trong đại sảnh, Ma Hoàng nghe đến Kiếm Hoàng phái người tới đưa tin về sau, chưa phát giác giật nảy cả mình, sau đó liền đầy mặt nộ khí, đụng một tiếng, liền đem cạnh bên cái bàn cho đập thành phấn vụn. Mẹ hắn Thánh Sơn, không tới sớm không tới trễ,
hết lần này tới lần khác cái này giờ phút quan trọng tới. Bản hoàng đều nhanh muốn xuất binh tranh thủ thành quả thắng lợi, bọn họ đổ ra thêm phiền, mồm mép xoạch hai lần, trận chiến tranh này thì ngừng. Tất cả mọi người tổn thất nhiều như vậy, người nào đều không có vơ vét đến chỗ tốt gì, thật sự là buồn cười, hừ. Đứa ngốc a, ngươi lại không có cái gì tổn thất, ngươi phát cái gì lửa. Coi như muốn lửa, cũng là kiếm hoàng, diễm hoàng, còn có ngươi sư phụ, lão tử ta lửa. Thật vất vả bốc lên lớn như vậy một trận chiến sự, đem cái kia đến vào cuộc người đều kéo vào, kết quả hiện tại thất bại trong gang tấc, ta mới là cái kia tổn thất to nhất người a. Chỉ là cái này thất thánh sơn không lợi không dậy sớm, hôm nay lại chạy ra đến, có phải là vì... Sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, Trác Phàm nhìn về phía Triệu Thành nói, Ma Hoàng đại nhân, xem ra Minh Hải địa đồ sự tình cuối cùng truyền vào thánh sơn trong tai, chúng ta muốn đem địa đồ giao ra. Giao ra, dựa vào cái gì a? Hung hăng phất ống tay áo một cái, Triệu Thành giận. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm cũng là thở dài một tiếng, đúng vậy a, tốn sức trăm cay nghìn đắng, bảo vệ bản thật, hiện tại muốn giao ra, ta đều thay đại nhân không đáng. Chỉ bất quá so lên tính mạng mình, một tấm bản đồ lại chân quý, cái kia dứt bỏ còn phải dứt bỏ. Thân thể lắc một cái, Triệu Thành thật sâu liếc hắn một cái, lại nhớ ngày đó chính mình sư phụ bởi vì cửu u bí lục đưa tới thánh giả giáo huấn, cũng là ngăn không được ai thán một tiếng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Đúng vậy a, lúc trước sư phụ dũng quan tám hoàng, cho dù bị cái kia thất hoàng vây công, y nguyên đứng ở thế bất bại, nếu không phải sau cùng thánh giả xuất thủ. Đáng chết thất thánh sơn. Cảm thấy giận hừ một tiếng, Triệu Thành từng ngụm địa thở vài tiếng khí thô, sắc mặt đã là có chút đỏ bừng. Nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm cảm thấy trầm ngâm, đột nhiên nói, Ma Hoàng đại nhân, không biết ngươi phá giải cái kia địa đồ không có đâu. Nếu là phá giải, đem bản thật giao ra cũng không quan trọng. Phá giải, thâm ảo như vậy địa đồ, không phải trong thời gian ngắn phá giải đến. Bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Thành thở dài một tiếng, ta nếu là thật sự phá giải, cũng liền không quan tâm đem thứ này giao ra. Trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, đối với cái này Minh Hải địa đồ, tại hạ ngược lại là có ngộ hiểu. Há, Trác quản gia, người phá giải địa đồ. Phá giải không dám nói, chỉ là đại khái có cái phương hướng. Có phương hướng liền tốt a, nếu không chúng ta cũng vẽ một bộ bản dập, tỉ mỉ nghiên cứu. Trước mắt chưa phát giác sáng lên, Triệu Thành lúc này đại hỉ, xuất ra địa đồ bày ở trước mặt hắn nói, Trác quản gia, người phương hướng là cái gì, nhanh cho bản hoàng ra hiệu một phen. Mỉm cười, Trác Phàm đầu tiên là cúi đầu, liền tiến lên chỉ cái kia đồ góc phiền nói, căn cứ tại hạ gần nhất lĩnh hội, cảm thấy này đồ tựa như một chương chiêm tinh đồ. Chiêm tinh, Trác quản gia còn hiểu chiêm tinh. Có biết một hai, ngài cũng biết, ta tu vi thấp. Tự nhiên muốn tại khác phương diện nhiều chịu khổ cực, không phải vậy thì thật thành phế nhân. Nhạt cười một tiếng, Trác Phàm tiếp tục nói, đại nhân ngài nhìn, mấy cái này nơi hẻo lánh, tựa hồ là đại biểu phương hướng một mảnh tinh vực, mà trong lúc này một ít địa phương, cũng có cùng chiêm tinh chỗ tương tự. Chỉ không gì hơn cái này dày đặc điểm đen, lại là không dễ phán đoán. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Triệu Thành suy nghĩ một chút, chợt bừng tỉnh đại ngộ, đúng. Cái này còn lại điểm đen nhất định là quấy nhiễu chúng ta chỗ. Trác quản gia, người cũng chỉ đem cùng chiêm tinh tương tự địa phương đặc biệt quy kết đi ra liền tốt, còn lại những cái kia xem không hiểu, thì không cần để ý. Ma Hoàng đại nhân thánh minh, ta cũng là như thế nghĩ, mà lại đã quy kết tốt. Mỉm cười, Trác Phàm tiện tay lấy ra một tấm giấy trắng, đưa tiến lên, đại nhân mời xem, đây chính là quy kết đại khái tinh đồ. Vội vàng cầm qua, tỉ mỉ xem một phen. Triệu Thành dừng gật đầu không ngừng. Bỗng nhiên, Triệu Thành hai mắt tỏa sáng, nhìn lấy những thứ này tinh đồ lui thành đồ án, đại kêu ra tiếng, đây không phải thánh vực địa hình sao? Đại nhân anh minh, những ngôi sao này chỗ vây, chính là thánh vực địa hình. Ha ha ha, cái này thì đúng, lấy ngôi sao vì phương hướng, phác họa ra thánh vực địa hình đến, Minh Hải chỗ, tất tại cái này đồ bên trong vị trí. Chỉ là, ở nơi nào đâu? Khóe miệng cười nhạo chớp mắt là qua, Trác Phàm cũng là giả bộ nghi hoặc, chỉ cái này đồ nói, ta đây không được rõ lắm, địa hình này bên trong, đều là chút ngôi sao bố trí, đây là văn khúc tinh vực, đây là cửu hoàn tinh vực, đây là hoàng tuyền tinh vực. Chờ một chút, hoàng tuyền. Đúng vậy a, xem sao người nhìn này tinh vực, đoạn người sinh tử.
Riêng là hoàng tuyền trong tinh vực có vừa chết ngôi sao, nếu là đặc biệt sáng ngời, thì đại biểu người này muốn vong vậy. Nhìn chằm chằm hắn, Trác Phàm đặc biệt nói rõ. Triệu Thành thì là ngưng lông mày suy tư, chợt hai mắt tỏa sáng, cười nói, đúng vậy a, cái này Minh Hải cũng là địa phủ, hoàng tuyền chỗ đối lại chỗ, không phải liền là Minh Hải chỗ có ở đây không? Mà chết ngôi sao chỗ chiếu, cũng là cái này Minh Hải chi môn. Cởi ra, Minh Hải địa đồ huyền cơ, ta cởi ra, ha ha ha. Nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, Triệu Thành cao hứng bừng bừng. Trác Phàm thì là khom người cúi đầu, chúc mừng nói, đại nhân cơ trí, có 102, chúc mừng đại nhân. Trác quản gia, người cái này quá lấy lòng ta, nếu là ta không có đoán sai lời nói, người cần phải sớm đã cởi ra đi. Bây giờ đến trước mặt ta, chỉ là đến thông báo ta một tiếng mà thôi. Bật cười lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, đại nhân khách khí, tại hạ ngu dốt. Tốt, người cũng không cần đem công lao đẩy trên người của ta, đùa ta vui vẻ. Giống Trác quản gia dạng này thiên túng kỳ tài, bản hoàng nhưng là muốn cả đời nể trọng, không nỡ tùy tiện vứt bỏ. Ngài cũng liền khác giống những cái kia kẻ bất lực một dạng, vuốt mông ngựa, lấy lòng ta. Khắp khuôn mặt là vui ý, Triệu Thành đem cái kia địa đồ thu hồi giới chỉ, trùng điệp vỗ vỗ Trác Phàm bả vai nói, đợi bản hoàng cầm tới Minh Đế còn sót lại công pháp, trở thành thánh giả. Không, là trở thành đế quân lúc, thâu tóm thiên hạ. Người Trác quản gia vẫn là ta trợ thủ đắc lực, dưới một người trên vạn người, bản đế nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, ha ha ha. Đa tạ đế quân. Liếc mắt liếc một cái hắn, Trác Phàm khom người cúi đầu, cảm thấy cười thầm. Đã ngươi nghĩ như vậy đến Minh Đế truyền thừa, ta thành toàn ngươi tốt, chỉ là mấy người khác, cũng phải lại lừa gạt tiến đến, ha ha ha. Một tháng sau, tám hoàng đều mang chính mình thân tín, toàn tụ kiếm hoàng chỗ. Chỉ bất quá giờ này khắc này, cho dù là kiếm hoàng tại chính mình địa bàn, cũng không tới phiên hắn làm chủ. Chủ vị ngồi đấy là một người trẻ tuổi, chính là Hà Hiểu Phong. Một cái người lớn tuổi, mặt mũi hiền lành, nhưng trong mắt chỗ sâu hung ác mang, lại là lóe lên liền biến mất. Bái kiến hai vị thánh giả. Tất cả mọi người khom người bái hạ, lão giả kia cũng không nói chuyện, chỉ có Hà Hiểu Phong hơi hơi nhấc nhấc tay, kiêu căng nói, đều đứng lên đi. Tạ thánh giả. Mọi người đứng dậy, ngồi tại trên chỗ ngồi, Hà Hiểu Phong lạnh lùng quét bọn họ liếc một chút, chỉ cao khí dương nói, Ma Hoàng Triệu Thành ở đâu? Thánh giả có gì phân phó? Vội vàng đi tới gần, Triệu Thành cung kính lễ độ, lại không giống ngày thường bá đạo như vậy. Nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Hà Hiểu Phong sâu xa nói, nghe nói người gần nhất đến Minh Hải địa đồ, nhưng có sự tình. Bẩm thánh giả, thật có sự tình. Có thể giải bắn chúng huyền bí. Bẩm thánh giả, tại hạ ngu dốt, không có. Như thế bảo vật, há lại các ngươi có thể tùy tiện phá giải đến. Không khỏi suy cười một tiếng. Hà Hiểu Phong một mặt khinh miệt xem hắn, thanh âm giống như nhẹ nhàng, nhưng lại giống như nghiêm khắc nói, vậy liền đem địa đồ giao lên đi. Sớm có sở liệu, Triệu Thành cảm thấy cười lạnh, nhưng trong tay lại là ánh sáng lóe lên, cung kính đem đồ trình lên, cần tuân thánh giả ý chỉ, địa đồ ở đây, mời thánh giả xem qua. Hơi hơi gật gật đầu, cái kia Hà Hiểu Phong thuận tay cởi ra, mở ra tỉ mỉ nhìn một chút, thỏa mãn cười cười, sau đó lại đưa cho bên cạnh lão giả kia nhìn xem. Người cứ như vậy đem đồ giao ra, không có không muốn sao. Chỉ là nhẹ liếc mắt một cái kia đồ mà thôi, lão giả liền vừa nhìn về phía Triệu Thành, lạnh lùng hỏi. Lộ ra khiêm tốn nụ cười, Triệu Thành mười phần kính cẩn nghe theo, có thể đem này đồ hiến cùng thánh giả đại nhân, là Triệu Thành tâm nguyện, nào có nửa phần không muốn lý lẽ. Trên thực tế, nếu không phải sợ quấy rầy các vị thánh sơn thánh giả tu hành, Triệu Thành đã là sớm muốn tự mình tới cửa, đem này đồ dâng lên. Vô sỉ. Nhìn lấy hắn cái này một bộ giống như nô tài sắc mặt, còn lại các hoàng trên mặt vẫn như cũ rực rỡ cười, nhưng trong lòng lại là từng trận xem thường. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, người ta Triệu Thành đã sớm phá giải này đồ, cái nào còn quan tâm lên hay không lên giao đâu. Rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Trong mắt tựa hồ có chút hồ nghi, nhưng lão giả kia vẫn như cũ chăm chú nhìn Triệu Thành hỏi, đúng, ngươi có tồn tại bản dập sao? Nếu là không có lời nói, này đồ có thể lại cho ngươi trở về mở đất một bản, lưu làm kỷ niệm. Cười nhẹ lắc lắc đầu, Triệu Thành biểu hiện rất thoải mái, thánh giả đại nhân cái này bẩn thỉu tại hạ đã thành tâm thành ý muốn đem đồ kính hiến, nơi nào sẽ lưu bản dập. Lại giả thuyết,
tại hạ cả đời tâm nguyện, thì là có thể thay Thánh Sơn làm việc, chúng ta tám hoàng trách nhiệm, không phải cũng là vì Thánh Sơn ổn định thế tục, để các vị an tâm lĩnh hội đại đạo sao? Đối với cái này đế cấp đạo tràng, không phải chúng ta có thể cái kia ngấp nghé tồn tại. Bản dập loại vật này, ta làm sao lại lưu? Ha ha ha, chuyện cười. Không tệ, người coi như không tệ. Hài lòng gật đầu, lão giả kia khóe miệng xẹt qua quái dị nụ cười, người so sư phụ người Trác Nhất Phàm muốn tốt nhiều, tiểu tử kia cũng là không biết đủ, mưu toan bằng vào ma đế truyền thừa, đứng ở thất thánh sơn phía trên. Nhưng người không tệ, không có ý nghĩ xấu, có thể an thân lập mệnh vậy. Nhận được thánh giả đại nhân khích lệ. Khom người cúi đầu, Triệu Thành trên mặt cười giống như đóa hoa, nhưng trong lòng lại là một trận chửi mắng. Hừ hừ, lão tử là không có cơ hội, không phải vậy ai muốn vĩnh viễn tại các ngươi đám lão đầu tử này phía dưới. Nơi này tám hoàng, cái nào không muốn đem các ngươi đạp đi xuống. Có điều rất nhanh, ta liền sẽ có cơ hội này, hắc hắc hắc. Triệu Thành trong lòng một trận cười lạnh, cách đó không xa Trác Phàm, cũng là sắc mặt âm trầm, tựa hồ lại nghĩ tới năm đó bị thánh giả giết chết chẳng diệt, không khỏi quyền đầu hơi hơi chặt lên. Những thứ này thất thánh sơn đám lão già này, dựa vào thế tục cung cấp nuôi dưỡng, tham ngộ thiên đạo. Nhưng là bọn họ tâm, làm sao từng rời xa thế tục. Thánh vực tuy nhiên một nửa bị tám hoàng trưởng quản, nhưng tám hoàng lại làm sao chạy ra qua bọn họ trưởng khống. Một đám thân ở thế ngoại, tâm lại một mực bị thế tục liên lụy người, sống đến lượt các ngươi một đám lão gia hỏa, đệ nhất đổi lại một đời, hao hết thánh vực tư nguyên, đều không thể ngộ đến đế cảnh. Các ngươi nếu có thể thành công, chó đều có thể đắc đạo thành tiên. Nếu như nói, thật có người có thể sờ đến đế cảnh cánh cửa lời nói, lão tử theo phàm giai mang đến những cái kia trải qua thế gian tang thương, nhất tâm hướng đạo tránh thức các tiền bối, tựa hồ còn có cái này khả năng. Các ngươi đám này ngụy quân tử, đời sau a, hừ. Đem địa đồ bản thật thu nhập trong giới chỉ, lão giả kia lại quét về phía còn lại mấy cái hoàng, hình như có chỉ nói, các ngươi lúc này lấy ma hoàng làm gương mẫu, tâm muốn thả chính, cái gì cái kia cầm, cái gì không nên cầm, phải có cái tính toán, chớ quá giới. Đúng vậy a, đại nhân nói có lý, ha ha ha. Mọi người một mặt rực rỡ cười, liên tục gật đầu, sau đó Diễm Hoàng cùng Kiếm Hoàng liếc nhìn nhau, cảm thấy bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là dẫn đầu khom người cúi đầu nói, khởi bẩm đại nhân, lúc trước chúng ta theo ma hoàng chỗ đó vẽ qua bản dập, bây giờ đang ở đổ hoàng trong tay, không dám lưu dư tư, mời đại nhân minh giám. Khẽ gật đầu, lão giả kia khóe miệng một mực treo cười yếu ớt, tựa hồ đã sớm biết. Đổ hoàng cảm thấy run lên, không dám thất lễ. Đuổi bước lên phía trước thi lễ, theo trong giới chỉ xuất ra hai tờ giấy trắng, cung kính trình lên, đây chính là Kiếm Hoàng đại nhân nâng ở phía dưới bản dập, mời đại nhân xem qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhẹ hừ một tiếng, lão giả kia thuận tay tiếp nhận, lại là triển khai tùy ý liếc mắt một cái, liền không còn đi xem, mà chính là chăm chú nhìn đổ hoàng, cười tà nói cái này Minh Hải địa đồ đầu tiên là tại trên tay ngươi chảy ra. Ngươi không có cái gì muốn nói sao? Cười khổ một tiếng, đổ hoàng tiếp lấy lại lấy ra một tấm giấy trắng trình lên, đàng hoàng nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ từ lâu dự phòng một chương bản dập, mời đại nhân xem qua. Ai, đổ hoàng a, tại tám hoàng bên trong ngươi tâm nhãn nhiều nhất, cái này Minh Hải địa đồ trong tay ngươi không biết bao nhiêu năm, đúng là một chút tiếng gió đều không lộ. Đại nhân minh giám, tại hạ không phải có ý giấu giếm, chỉ là muốn phá giải bên trong quan trọng. Tìm tới Minh Hải chỗ về sau, lại cùng nhau trình lên cho. Không đợi lão giả kia nói xong, đổ hoàng đã là vội vã tỏ thái độ, giải thích tất cả, nhưng lại bị lão giả kia phất phất tay đánh gãy tốt, ngươi không cần nói nữa, trong lòng các ngươi suy nghĩ gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chỉ là lão phu muốn xin khuyên các vị một câu, chớ có thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Các ngươi điểm này tính toán, Thánh Sơn người cũng đều biết. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng lại bước năm đó ma hoàng theo gót. Thân thể cùng nhau lắc một cái, tám hoàng cúi đầu thấp xuống, cung kính có thêm, lặng yên không lên tiếng, nhưng trong lòng lại tràn đầy hoảng sợ. Thánh Sơn thánh tài, không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Ánh mắt nhẹ nhàng suyệt híp mắt một chút, Trác Phàm lại là đáy lòng phát lên sự hận thù. Tốt, lời nói đã đến nước này, sự tình đã, các ngươi liền đều lui ra đi, ta cùng Hiểu Phong còn phải lại thương lượng một số chuyện. Bất quá, các ngươi tốt nhất cũng chú ý một chút,
gần nhất tám hoàng có thể có chút biến động, trong lòng các ngươi có cái dự định. Sau cùng, lão giả kia lạnh lùng quét vào chàng tất cả mọi người liếc một chút, vung tay lên, để mọi người ra ngoài, chỉ là hắn lớn nhất một câu, lại là làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được tâm cái kế tiếp thông minh, mặt sắc ngưng trọng lên. Tám hoàng phải có biến động, chẳng lẽ nói, có người muốn lấy thay bọn họ sao? Trong lòng không hiểu, mọi người khom người lui về phía sau ra, thế nhưng là rất nhanh, cái kia Hà Hiểu Phong tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, kêu lớn, Diễm Hoàng lưu lại. Thân thể trì trệ, Diễm Hoàng quay đầu nhìn mọi người liếc một chút, tại tất cả mọi người nghi hoặc ánh mắt bên trong, một mình ở lại đại sảnh, sau đó tiến lên hai bước, khom người cúi đầu, không biết đại nhân còn có chuyện gì. Diễm Hoàng, ngươi là phụ thân ta dốc hết sức nâng, lên đến tám hoàng. Vạch vạch ngón tay, Hà Hiểu Phong đem Diễm Hoàng triệu đến trước người, thì thầm nói, phụ thân ta đối ngươi, cũng tín nhiệm nhất, như vậy trăm năm trước, người bí truyền cho ta phụ thân sự tình, hiện tại thế nào? Cảm thấy rõ ràng, Diễm Hoàng mỉm cười, gật đầu nói, đại nhân yên tâm, khuynh thành nàng rất tốt. Đã như vậy, có phải cái kia an bài chúng ta gặp một lần? Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, cái kia Hà Hiểu Phong trong mắt hiện ra tinh quang, nhà đầu này tại chỗ ngươi dưỡng thời gian dài như vậy, có hay không có thể cùng ta hồi Thánh Sơn? Cái này, quá vội vàng đi. Cũng đúng, ấn sách cổ ghi chép, nàng như không nguyện ý, chuyện này là có chút phiền phức. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Hà Hiểu Phong không khỏi thở dài, ai, nếu không phải ta thân phận đặc thù, trước kia không liền rời đi Thánh Sơn. Nàng lại không thể vô duyên vô cớ bị tiếp nhập thánh núi, khiến người hoài nghi, ta thật cái kia cùng nàng thanh mai trúc mã mới đúng. Như thế tới nói, sự tình thiết lập đến cũng thuận tiện rất nhiều. Nghe được lời này, Diễm Hoàng cũng là tán đồng gật đầu, bên cạnh vị lão giả kia thì là thản nhiên cười, từ chối cho ý kiến nói, Hiểu Phong, ngươi không cần quá sầu lo, lấy ngươi đệ lục thánh sơn thiếu chủ thân phận, muốn bắt được một nữ tử trái tim, không phải đơn giản rất sao. Diễm Hoàng, người nói đúng không? Ách, vâng vâng, ha ha ha. Liên tục không ngừng gật đầu, nhưng Diễm Hoàng nhưng trong lòng thì một trận đắng chát. Ai, cái này nếu như lúc trước còn dễ nói, hiện tại nha đầu kia tựa hồ cùng một người khác càng ngày càng thân cận, không biết còn có thể không? Cần phải tạm được, dù sao, cùng đường đường Thánh Sơn thiếu chủ so sánh, tiểu tử kia lại tính được cái gì đâu. Một phương diện khác, Thất Hoàng mới vừa đi ra đại sảnh. Liền cấp tốc tụ thành một đống, tất tất dẫn dẫn địa nghiên cứu thảo luận lên, đem Diễm Hoàng người bài trừ bên ngoài. Chớ nhìn bọn họ ngày bình thường đánh đến túi bụi, Ma Hoàng, Ưng Hoàng bọn họ một tháng trước còn tại khai chiến đây, nhưng đối mặt Thánh Sơn cao thủ áp bách, bọn họ nhưng lại dường như hợp tác lên giống như, trao đổi lấy tình báo, phân tích mỗi người được mất. Cái này Diễm Hoàng cùng cái kia hai cái thánh giả, đến tột cùng có cái gì mờ ám, làm sao hết lần này tới lần khác giữ nàng lại. Cái kia ai biết, cái này nha một giới nữ lưu, nhưng kết giao có phần phổ biến, khi đó đối phó Trác Nhất Phàm lúc, rõ ràng chỉ có chúng ta tám người biết, hành động còn như vậy cấp tốc, nhưng người nào biết rõ lại có thánh giả đến, ta hoài nghi chính là nàng trong bóng tối thông báo. Nàng, không thể nào, thánh giả vừa đến, cửu u bí lục ai cũng không có phần, nàng làm cái này hại người không lợi mình chuyện thất đức làm gì. Tốt, trước kia sự tình, sách nó làm gì, mấu chốt là hiện tại. Thánh Sơn giống như có lẽ đã lộ ra trọng chỉnh tám hoàng ý tứ, chúng ta cái kia vì lẫn nhau đường lui suy tính một chút. Mọi người một trận nghiên cứu thảo luận, mỗi một cái đều mặt ủ mày trao, than thở. Trác Phàm ở một bên nghe lấy, thỉnh thoảng nhìn về phía đại sảnh đóng chặt cửa lớn, cảm thấy trầm ngâm. Cái này đàn bà lẳng lơ cùng Thánh Sơn người, cũng có một chân. Tốt, mặc kệ Thánh Sơn đối với chúng ta thái độ gì, chúng ta đều bất lực. Cùng ở chỗ này lo lắng hãi hùng, không bằng mỗi người hồi phủ tu thân dưỡng tính, chỉnh đốn công vụ, phó thác cho trời đi. Thế nhưng là rất nhanh, Triệu Thành liền hướng mọi người ôm một cái quyền, khởi hành rời đi cáo từ. Trác Phàm đi theo hắn, cũng cùng rời đi. Điều này không khỏi làm mọi người tại đây một trận mê hoặc, cái này Ma Hoàng, từ trước đến nay là tính tình nóng nảy, ngày bình thường một chút liền lấy, làm sao hôm nay đại sự như thế, còn chẳng hề để ý bộ dáng đâu. Thật sự là kỳ quái. Đổ Hoàng nhìn chằm chằm bọn họ rời đi bóng lưng, trong mắt chớp động lên vẻ ngờ vực, tựa hồ nhìn ra chút gì, sự tình có kỳ quặc tất là yêu, chẳng lẽ. Hắn đã không quan tâm Thánh Sơn thái độ, tê, nói như vậy, không thể nào. Một tuần sau,
Ma Hoàng Triệu Thành trở lại Thiên Ma Sơn, vừa vào đại sảnh, chỉ có Trác Phàm đi theo một bên, hắn liền ngăn không được cười ha ha. Ha ha ha, Thánh Sơn, chờ lão tử tìm tới Minh Đế đạo tràng, đến Minh Đế truyền thừa, còn dùng quan tâm các ngươi. Ta nhổ vào, Thánh Sơn thống lĩnh thánh vực thời gian, một đi không trở lại. Tương lai thống lĩnh cái này mảnh đất giới vương giả, chỉ có một người, chính là ta Triệu Thành. Ngửa mặt lên trời hét lớn, Triệu Thành trong mắt chớp động lên tinh quang, sau đó không kịp chờ đợi nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, lập tức điểm người tốt lập tức, gọi mấy cái tin được, cùng bản hoàng cùng đi tìm kiếm Minh Hải chỗ. Mỉm cười, Trác Phàm cúi người hành lễ, lại là dao động cái đầu nói, đại nhân chớ nóng lòng, bây giờ hai cái thánh giả còn không có về núi đây, chúng ta bây giờ động thủ, chẳng lẽ không sợ bọn họ chim sẻ núp đằng sau sao? Đúng đúng đúng, Trác quản gia nói có lý. Có hai tên khốn kiếp kia tại, xác thực không tốt động thủ, ta cũng không thể dẫm vào sư phụ ta năm đó vết xe đổ. Không sai gật đầu, Triệu Thành rất tán thành, như vậy Trác quản gia, chúng ta nên làm cái gì? Khi nào động thủ a? Không vội, dù sao cái kia Minh Hải trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người có thể phá giải đến, chúng ta đợi các loại không quan trọng. Đợi cái kia hai phiền phức nhân vật rời đi về sau, lại động thủ không muộn. Trong khoảng thời gian này, đại nhân liền theo đối ngoại tuyên bố như thế, thật tốt chỉnh đốn trong lĩnh vực sự vụ, làm bé ngoan a, lấy che giấu tai mắt người. Tốt, liền theo Trác quản gia nói, người tới. Hét lớn một tiếng, Triệu Thành đem Trác Phàm đề nghị truyền lệnh xuống, hơn nữa lại vẽ 30 thành trì, cho Lạc gia quản lý, ngoài ra còn có mấy trăm tài nguyên khoáng sản cùng Linh Sơn Đại Xuyên. Chỉ một thoáng, Lạc gia thực sự trở thành Thiên Ma Sơn nhân vật có tiếng tăm. Quyền thế ngập trời, trước đó chưa từng có. Tất cả ma hoàng thủ hạ, đều biết cái này ma hoàng bên người đại nhân đệ nhất ma vệ, đã lũng đoạn Thiên Ma Sơn một nửa quyền lực. Mà Trác Phàm cái này đại quản gia, càng là vinh quang tột đỉnh, đừng nhìn chỉ là cái đoán cốt cảnh thôi. Mà Lạc gia cũng là tài năng xuất chúng, rất nhanh liền tiếp quản những địa phương này, đồng thời xử lý đến thong dong tự tại. Vẹn vẹn tháng ba thời gian, ma hoàng tất cả địa vực rực rỡ hẳn lên, sinh cơ bừng bừng. Trật tự rành mạch, thật đúng là như Triệu Thành lúc trước nói đem tất cả tinh lực đều tiêu vào công vụ phía trên. Thậm chí, hai vị kia thánh giả đối với cái này cũng là liên tục gật đầu, tán thưởng có thêm. Sau cùng, Dương Dương tự đắc địa trở về bên trong ngọn Thánh Sơn. Mà nhìn thấy thánh giả rốt cục rời đi, Triệu Thành viên kia sao động tâm, lần nữa ngứa lên, Trác quản gia, chúng ta bây giờ có thể động thủ đi. Lý do an toàn, lại đợi tháng 3. Như là một cái lồng sắt, Trác Phàm một lời nói, lần nữa đem Triệu Thành cái kia nôn nóng hồng tâm giam lại. Giờ này khắc này, Triệu Thành cái này ma hoàng, đã là đối Trác Phàm nói gì nghe nấy, lại không giống trước kia như thế tùy hứng. Ai bảo Trác Phàm người ta thần cơ diệu toán, bách phát bách chúng đâu. Có như thế một quân sư ở bên cạnh, chủ công nếu là phát cáu không nghe, xấu đại sự, chịu tổn thất còn không phải mình. Triệu Thành lại không ngốc, cũng có điểm ấy tự chủ. Nếu không mà nói, đổi thành trước kia heo đồng đội, Triệu Thành cái này bạo tính khí đã sớm một bàn tay đập đi qua. Mẹ hắn, ngươi là ma hoàng vẫn là lão tử ma hoàng, lão tử phải nghe ngươi. Rốt cục, lại ba tháng trôi qua, hết thảy đều rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả Thánh Sơn đều rất bình tĩnh, không còn thánh giả lộ mặt qua, Triệu Thành cái kia kích động tâm lại đang rung động không thôi, Trác quản gia, lần này không có vấn đề đi. Đại nhân, chúng ta lên đường đi. Đi tìm Minh Hải chỗ. Mỉm cười, Trác Phàm gật đầu hẳn là. Triệu Thành thấy một lần, nhất thời vui vẻ hấp tấp, cười to không ngừng, tựa hồ cái kia Minh Đế công pháp bảo vật, đã rơi xuống trong tay hắn giống như. Nhìn lấy hắn cái này một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng, Trác Phàm không khỏi bật cười một tiếng, lại nhìn ra phía ngoài bầu trời, tự lẩm bẩm tốt tĩnh a, giống như trước khi mưa bão tới ha ha ha. Hiu hiu hiu. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, tại xanh tươi tốt giữa rừng núi, chợt rơi hạ mấy đạo quen thuộc bóng người, người cầm đầu, chính là ma hoàng Triệu Thành. Sau lưng thì là Bách Lý Ngự Vũ mang theo Trác Phàm, còn có một cái tiểu cô nương, đang không ngừng hai bên xem, lại là Sương Nhi không thể nghi ngờ. Trác quản gia, người xác định Minh Hải cửa vào, thì ở phụ cận đây sao? Trong mắt mang theo vội vàng, Triệu Thành quay đầu nhìn về phía Trác Phàm hỏi. Bất quá ngươi hỏi hắn, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là lại quay đầu nhìn về phía Sương Nhi, thăm thẳm lên tiếng, phương vị sẽ không sai a,
đây chính là Ma Hoàng đại nhân chuyện quan trọng, không cho phép một chút qua loa. Trác đại ca yên tâm, nơi này phương vị ta đều căn cứ chiêm tinh xác nhận qua, không có kém. Mỉm cười, Sương Nhi lộ ra rất tự tin, sau đó lại sắc mặt nghiêm một chút, nhìn về phía mặt trời chói chang trên cao bầu trời, nhẹ nhàng duyệt híp mắt một chút ánh mắt nói, chỉ là hành tinh chết hội theo chu thiên tinh thần cùng mặt đất nhân khí vận động mà biến hóa, ta nhất định phải xác định nó hôm nay vị trí mới được. Theo như cái này thì, cái này Minh Hải thông đạo, cũng là đang tùy thời biến hóa. Bình tĩnh gật gật đầu, Trác Phàm vừa nhìn về phía Triệu Thành nói, Ma Hoàng đại nhân, nơi này giao cho Sương Nhi A, nàng nhất định có thể rất mau tìm đến cửa vào. Lạc gia thật đúng là gia nhân tài A, như thế một cái tiểu cô nương, cư nhiên như thế tinh thông tinh tượng chi đạo, thực sự khó được. Không sai gật đầu, Triệu Thành một trận tán thưởng, các ngươi Lạc gia có thể đến tìm nơi nương tựa bản hoàng, thật đúng là bản hoàng tạo hóa A. Thản nhiên cười, Trác Phàm hơi cúi người, Ma Hoàng đại nhân quá khen, chúng ta Lạc gia bất quá kỳ môn dị thuật, đủ hạng người người tụ tập. Nói đến làm đại sự, còn muốn Ma Hoàng đại nhân dẫn dắt. Hy vọng đại nhân tại nhất phi trùng thiên về sau, cũng có thể bận tâm chúng ta hôm nay chi công, nhiều hơn chiếu cố, chúng ta cũng liền vừa lòng thỏa ý. Cái này ngươi yên tâm, bản hoàng không phải vong ân phụ nghĩa người, ha ha ha. Cười lớn một tiếng, Triệu Thành từ chối cho ý kiến, sau đó liền chăm chú nhìn Sương Nhi không thả, nhìn nàng một hồi đi hướng đông hai bước, một hồi lại hướng tây lui ba bước, cảm thấy rất gấp gáp. Tiểu nha đầu này, xem ra cũng có chút tài năng, nhưng đến tột cùng được hay không a, thật làm cho người bắt gấp. Kết quả là, tại một đoạn thời gian rất dài hết sức trong khi chờ đợi, Sương Nhi vẫn như cũ mặt ủ mày trao, bao quanh bốn phía rừng cây đi qua đi lại, từng bước xác định. Rất nhanh, liền đến hoàng hôn, mặt trời cũng muốn xuống núi. Bất quá, nàng vẫn là không có tìm đến bất kỳ đầu mối nào. Triệu Thành Tâm, cũng là từng bước một trầm xuống. Đáy lòng sinh ra hồ nghi. Nhà đầu này, đến cùng được hay không a? Chỉ bất quá, hắn hiện trong tay cũng không có chiêm tinh bói tướng người, cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Rốt cục, Sương Nhi hai mắt tỏa sáng, chợt đứng vững, vui vẻ nói, tìm tới, hoàng đạo 128 độ, hành tinh chết chết đi, trong cung dịch bước, thiên hạ đại biến, chính là chỗ này. Hung hăng dẫm dẫm chân xuống vị trí, Sương Nhi 10 phần khẳng định. Hai mắt tỏa sáng, Trác Phàm Ngạch hai người không khỏi cùng nhau đại hỉ, sau đó liền cùng nhau đến tới đó xem. Nơi này chính là Minh Hải cửa vào, thế nhưng là, làm sao đi vào, nhìn lấy lúc này cái kia một mảnh xanh tươi tốt cỏ dại, Triệu Thành chăm chú nhìn Trác Phàm, trong mắt mang theo chờ mong. Mỉm cười, Trác Phàm đã sớm chuẩn bị, lập tức xuất ra mấy trăm khối thánh linh thạch, bá 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 thì ở chỗ đó, bố trí xuống một cái thần bí trận thức, Phàm là bí ẩn thông đạo. Tất nhiên cùng vô hình không gian tương liên, trận này chính là thượng cổ trận thức, xuyên vân trận, chỉ cần trận môn tìm đúng, liền có thể liên thông hai thế giới, mở ra kết giới, xuyên thẳng qua âm dương ở giữa. Thượng cổ trận thức, không khỏi giật mình, Triệu Thành kỳ dị xem Trác Phàm liếc một chút, ngươi còn hiểu cái này. Đồng dạng thượng cổ trận thức đồ, đều tại Thánh Sơn bảo quản, ngươi làm sao? Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, gia truyền. Cũng cứ như vậy một hai cái mà thôi, sao có thể cùng Thánh Sơn cái kia khổng lồ số lượng dự trữ so đâu. Hắc hắc hắc, đối đại nhân, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian mở ra cái lối đi này a, Minh Hải đã gần ngay trước mắt. Gặp Triệu Thành vẫn còn có chút nghi hoặc, Trác Phàm vội vàng đề nghị, dẫn dắt rời đi hắn chú ý lực. Quả nhiên, đối với Minh Hải sự tình, làm hắn lập tức để xuống đối Trác Phàm nghi ngờ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà gật đầu. Ngay sau đó, Trác Phàm liền bắt đầu đánh tới thủ quyết, Minh Hải cửa lớn vì ta mở, u hồn oán linh chớ quá đến, chuyến này chỉ vì Minh đế lộ, chư quân dẫn dắt làm trước xem, quát. Ông, một đạo vô hình ba động vang lên, trận kia thức chợt phát ra đạo đạo chói mắt bạch quang, sau đó hô một chút, một đạo ngút trời quang trụ liền thẳng lên 9 tầng trời, trong nháy mắt liền liên thông bầu trời một khỏa ngôi sao, phát ra sáng vô cùng ánh sáng. Sương Nhi thấy một lần, chưa phát giác kêu sợ hãi. Là hành tinh chết, con đường này là đúng, Minh đế nhất định là mượn hành tinh chết bố kết giới. Cho nên mở đường, cũng nhất định muốn đi qua hành tinh chết làm môi giới, mới có thể đi hướng Minh Hải. Lần này, thì cùng Minh Hải địa đồ đối đầu. Tốt, bản hoàng cái này tiến đến Minh Hải, tìm Minh đế công pháp. Nhìn không được quát to một tiếng, Triệu Thành hưng phấn không thôi,
xem ra đây là thiên ý a, thiên muốn để ta xưng đế, ha ha ha. Thế mà, hắn tiếng cười vừa lên, một đạo khác càng thêm ồn ào tiếng cười lại là đột nhiên vang lên, ha ha ha. Ma Hoàng, người quả nhiên phá vỡ Minh Hải địa đồ, không uổng công lão phu, chờ ngươi nửa năm a. Người nào? Mi mắt lắc một cái, Triệu Thành sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn lại, lại là chính gặp nói đạo bóng đen lóe qua, một cái quen thuộc bàn tử, chợt xuất hiện ở trước mặt mọi người, Ma Hoàng lão đệ, nghĩ không ra lão phu phí mấy chục năm đều không giải được câu đố, người ngắn ngủi một năm không đến thì cởi ra, bội phục bội phục. Đổ Hoàng! Sắc mặt trầm xuống, Triệu Thành tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm sao lại đến nơi này, chẳng lẽ có người cho ngươi mật báo? Cái này còn dùng mật báo a, lão phu ném ra địa đồ, tự nhiên muốn tùy thời giám thị động tĩnh. Thế nhưng là ta đã đem đất đồ giao ra, ngươi làm sao còn nhìn ta chằm chằm không thả? Đúng vậy a, ngươi là giao ra, thế nhưng là ngươi giao thái độ lại là quá cổ quái. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị, Đổ Hoàng khẽ cười một tiếng, thăm thẳm lên tiếng, cái này toàn bộ thánh vực, người nào không biết ngươi Ma Hoàng tính khí nóng nảy dễ giận, thật vất vả được đến địa đồ. Lại bị bức ép giao ra, người lúc đó như vậy cam tâm tình nguyện, ta liền biết có vấn đề. Về sau chúng ta ra đến đại sảnh, người càng là một câu bực tức không có, vội vàng rời đi, thì càng chọc người hoài nghi. Tuy nói kết quả này có chút khó có thể tin, nhưng ta vẫn là khẳng định, người phá giải địa đồ bí mật, cho nên nửa năm qua này, ta thì cho tới bây giờ không có buông lỏng qua đối người giám thị. Quả nhiên, công phu không phụ lòng người, người thật đúng là mang ta tìm tới cửa vào. Ma Hoàng, đa tạ, ha ha ha. Da mặt không khỏi hung hăng rút rút, Triệu Thành song quyền liên tục bạo hưởng, trong mắt đã là lóe qua trần trụi sát ý. Hắn vất vả tìm tới bảo địa, há có thể dễ dàng như thế nhường ra. Trác Phàm ở một bên mặt không thay đổi nhìn lấy, nhưng đáy lòng lại là âm thầm bật cười. Thực Đổ Hoàng phỏng đoán, Trác Phàm sớm đã nghĩ đến, hơn nữa còn là hắn cố ý hành động. Cho nên, khi biết thánh giả rời núi lúc, hắn mới có thể đem địa đồ phá giải sự tình tiết lộ cho Triệu Thành. Cứ như vậy, Triệu Thành tại kính hiến địa đồ lúc, liền sẽ từ lòi đuôi, cũng sẽ dẫn tới người khác tranh đoạt. Lần trước Ngũ Hoàng đại chiến không có đánh lên, lần này các ngươi thì đánh tiếp chứ sao? Mà lại lần này có thể là sinh tử chiến, Minh Đế truyền thừa chỉ có một cái, hơn nữa còn phải giữ bí mật, nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Như thế sống còn thời khắc, các ngươi còn không vật lộn sống mái. Hừ hừ, cảm thấy cười nhạo liên tục, Trác Phàm mắt lạnh nhìn hai người kéo bức. Thế mà, đúng lúc này, hai người đều dương cung bạt kiếm thời khắc, một đạo êm tai tiếng cười khẽ lại là đột ngột đến vang lên, u, Ma Hoàng, Đổ Hoàng, hai người các ngươi phát hiện Minh Hải cửa vào, thì muốn nuốt một mình sao? Tốt xấu chúng ta cũng là làm qua giao dịch, không nên cho chúng ta Đan Hà Tông kiếm một chén canh sao? Diễm Hoàng, mi mắt lắc một cái. Hai người chuyển một cái bài, cùng nhau nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Bá bá bá. Lại là từng đạo thần hồn nát thần tính chi âm vang lên, Diễm Hoàng mang theo hơn 10 người nữ đệ tử, chậm rãi rơi xuống trước mặt mọi người, khóe môi nhếch lên đạm mạc cười yếu ớt. Liếc nhìn nhau, hai người không khỏi cùng nhau lạnh hừ một tiếng, chốc lát, Ma Hoàng nhãn châu xoay động, chợt hướng Đổ Hoàng đề nghị, Đổ Hoàng, này nương môn miệng không tốn sức. Chúng ta muốn hay không trước liên thủ, đem nàng xử lý, sau đó cái này Minh Hải bảo vật, làm tiếp định đoạt. Tốt, thiếu một người phân, tổng tựa như thêm một người phân, ta tán thành. Hai người ăn nhịp với nhau, Đổ Hoàng cười lạnh, trong mắt lóe lên trần trụi sát ý, toàn thân khí thế đã là bỗng nhiên phát ra. Ma Hoàng cũng là tiến về phía trước một bước, bất thiện nhìn về phía Diễm Hoàng, trong mắt đều là băng lãnh. Không có sợ hãi chút nào. Diễm Hoàng suy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, hai vị, các ngươi cái này không khỏi quá vô tình a. Trước đây không lâu chúng ta vẫn là hợp tác đồng bọn, Đổ Hoàng ngươi còn là người công chứng đây, hiện tại các ngươi ngược lại liên thủ lại đối phó ta một cái cô gái yếu đuối, thích hợp sao? Xác thực không thích hợp, nhưng ngươi quá nhiều chuyện. Cười lạnh, Triệu Thành trên thân hắc khí đã là càng ngày càng nghiêm trọng, lúc trước bản Hoàng đã đem bản dập cho ngươi, là chính ngươi nộp lên. Hiện tại chúng ta có thể không có bất kỳ cái gì quan hệ hợp tác. Đây không phải chiếu bạc, ta cũng không còn là công chứng. Đổ Hoàng cũng là khóe miệng một phát, ta cười ra tiếng. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Diễm Hoàng lộ ra xem thường nụ cười, ta biết các ngươi không muốn làm công chứng,
cho nên lần này ta tìm tới một cái công chứng. Các ngươi muốn như thế đem ta diệt trừ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Biến sắc, hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Cái này lão nương môn có chuẩn bị mà đến, tìm trợ thủ. Là ai đâu, kiếm hoàng vẫn là. Uy, tiểu tử, người có phải hay không còn si tâm vọng tưởng muốn dẫn đi sư muội a? Khác làm xuân thu đại mộng, hiện tại sư muội bên người đã có người, người không có cơ hội, hừ hừ. Lúc này, Phương Mẫn không biết từ nơi nào chui ra, đi vào Trác Phàm trước mặt, mỉa mai lên tiếng. Nhướng mày, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là chợt một đạo cuồng phong gào thét, hai đạo quen thuộc bóng người đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Bên trong một trong là Sở Khuynh Thành, một cái khác đúng là lúc trước tám hoàng bái kiến cái kia cái trẻ tuổi thánh giả, Mạnh Hiểu Phong. Mà lại chẳng biết tại sao, cái này thời điểm Mạnh Hiểu Phong nhẹ ôm lấy Sở Khuynh Thành vòng eo, từ trên 9 tầng trời chậm rãi rơi xuống, khóe miệng mang theo lạnh nhạt đường cong, rất là thân mật. Em gái ngươi, nửa năm không thấy, lão bà bị cướp chạy. Thân thể chưa phát giác lắc một cái, Trác Phàm nhất thời giật mình, quyền đầu không khỏi chăm chú nắm lại tới. Triệu Thành cùng Đổ Hoàng hai người gặp này, thì là càng thêm nhịn không được quá sợ hãi, kêu ra tiếng thánh. Thánh giả, người không có về núi sao? Giống như kim đồng ngọc nữ, chậm rãi bay xuống nhân gian, Mạnh Hiểu Phong khóe miệng vĩnh viễn treo một đạo khinh miệt ý cười. Sở Khuynh Thành thì là có chút khó chịu, riêng là nhìn đến phía dưới Trác Phàm cái kia ngơ ngơ ngẩn ngẩn ánh mắt lúc. Càng là đầu một thấp, không dám nhìn tới. Hai cái non mềm tay ngọc vạch lên Mạnh Hiểu Phong cái kia tranh tranh thiết chảo, lại là làm sao cũng tách ra không ra. Cái này thối lưu manh. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, Trác Phàm cảm thấy thầm hừ, liền muốn tiến lên đánh hắn, nhưng lại sợ đánh không lại hắn. Vừa nghĩ tới còn có đại sự muốn làm, cũng liền tạm thời nhịn xuống. Bất quá cơn giận này, lại là sớm muộn muốn xuất. Ngươi chờ đó cho ta, hừ. Thế nào, hai vị tựa hồ cũng không vui nhìn thấy ta xuất hiện ở đây a, ha ha ha. Sốt cục ra đủ danh tiếng, hai người chậm rãi rơi xuống mặt đất, Mạnh Hiểu Phong không khỏi tà cười một tiếng, nhìn một bên Sở Khuynh Thành một cái nói, ta tại Đan Hà Tông lưu lại mấy ngày, cùng Khuynh Thành cô nương mới quen đã thân, liền trước hết để cho sư thúc trở về, các ngươi có ý kiến gì không? Cảm thấy run lên, hai người khom người cúi đầu, không dám. Đã không ý kiến lời nói. Chúng ta thì đến nói một chút hiện tại là tình huống như thế nào đi. Nhếch miệng lên, Mạnh Hiểu Phong nhìn một chút cái kia ngút trời trắng trụ, khoan thai lên tiếng, Ma Hoàng, Đổ Hoàng, các ngươi người nào giải thích cho ta một chút, các ngươi đến tột cùng ở chỗ này làm cái gì, cái này lại là cái gì? Biết rõ còn cố hỏi. Cảm thấy cùng nhau thầm hừ một tiếng, nhưng trên mặt bọn hắn cũng không dám có chút biểu lộ. Trầm ngâm một chút, Ma Hoàng mới khẽ khom người bái nói. Khởi bẩm thánh giả đại nhân, tại hạ cảm thấy quang kính hiến một phần địa đồ, thực sự khó bề ngoài tại hạ đối thánh sơn quyền quyền lòng kính trọng. Cho nên nửa năm qua này, một mực minh tư khổ tưởng, rốt cục phá giải minh hải địa đồ, tìm tới cái này minh hải cửa vào chỗ. Hiện tại chính muốn đi vào dò xét một phen, cho các vị thánh giả đại nhân làm đầy tớ. Há, ngươi liền địa đồ bản dập đều không có, đều có thể phá giải đi ra a? Ma Hoàng! Bổn công tử thật sự là không thể không cho ngươi viết cái chữ phục a. Suy cười một tiếng, Mạnh Hiểu Phong giọng mỉa mai nói. Không để bụng, Triệu Thành tiếp tục bái nói, chính là bởi vì tại hạ đối Thánh Sơn quyền quyền xích thành chi tâm, cho nên thời khắc không quên vì Thánh Sơn làm việc, mới có như thần trợ, đây cũng là nắm các vị thánh giả đại nhân phúc a. Nếu không chỉ dựa vào ta tài trí, nào có cái này năng lực a, ha ha ha. Thật sự là đập đến một tay ngựa tốt cái rắm. Cười lạnh, Mạnh Hiểu Phong chưa phát giác khinh bỉ nói, tiền nhiệm Ma Hoàng Bàn Nhất Phàm là sư phụ ngươi a, ta mặc dù chưa thấy qua hắn mặt, nhưng cũng nghe nói hắn là cái ăn nói có ý tứ, cho dù đối thánh giai cao thủ cũng không làm để ý tới cao ngạo người, làm sao lại dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ đâu. Ra mặt lắc một cái, Triệu Thành mặt có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh lại bật cười lắc lắc đầu, thở dài, cho nên. Hắn mới chết, ta muốn sống. Cho nên tuyệt không dám nghịch lại thánh giả đại nhân ý tứ. Cảm thấy run lên, tất cả mọi người vừa mới còn tại xem thường chế giễu Triệu Thành vô sỉ, nhưng nghe được câu này, lại không có một người có thể cười được. Cho dù là Diễm Hoàng, cũng là chưa phát giác tâm lý chịu nặng. Có can đảm lật trời cái kia Ma Hoàng chết, còn lại cái này Ma Hoàng, lại không còn như thế dũng khí,
biến thành một đầu thuận theo chó. Mà bọn họ những người này, sao lại không phải như thế? Có lẽ, bọn họ đã sớm biến, chỉ có lúc trước Trác Nhất Phàm không thay đổi, cho nên mới sẽ chết. Nghĩ tới đây, Diễm Hoàng cùng Đổ Hoàng cũng không khỏi hơi hơi cúi thấp đầu, cảm khái rất nhiều, thậm chí đáy lòng có chút mê mang. Trác Phàm hai con người hơi hơi suýt híp mắt một chút, thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí. Hắn lần này trở lại thánh vực, lo lắng nhất là bị thiên đế phát hiện, trọng yếu nhất mục đích là tìm kiếm Khuynh Thành Hạ Lạc. Nhưng có lẽ, những thứ này đều không phải là hắn tránh thức trở về nguyên nhân. Trong cõi U Minh tự có thiên ý, hắn lần này trở về, có thể là vì hoàn thành lúc trước Trác Nhất Phàm không hoàn thành sự tình mà quay về đi. Nhìn ngươi như thế thuận theo, bổn công tử thì tạm thời tin ngươi một lần. Coi là thật giống như nhìn chó đồng dạng tại đối đãi hắn, Mạnh Hiểu Phong không khỏi tà cười một tiếng, lại đi tới cái kia quang trụ bên người, hỏi, đây chính là Minh Hải cửa vào sao? Làm sao đi vào? Trầm ngâm một chút, Ma Hoàng khom người trả lời, chúng ta cũng không biết, đang nghiên cứu, ngài liền đến. Thật sao, cái kia nghiên cứu ra kết quả gì không có? Liếc nhìn nhau, hai người đều là lắc đầu, Đổ Hoàng nhìn cái kia quang trụ liếc một chút, đề nghị có lẽ cửa vào này là cái truyền tống trận, chỉ cần đi vào bên trong cột ánh sáng, liền có thể lập tức đến Minh Hải. Há, đã như vậy, Đổ Hoàng ngươi đi thử xem. Ta, đúng, cũng là ngươi. Không, thánh giả, loại sự tình này vẫn là để một cái thủ hạ đi thử xem cho thỏa đáng, vạn nhất có chuyện gì lời nói. Ta thì cho ngươi đi, ngươi không dám đi. Hung hăng nguyết hắn một cái, Mạnh Hiểu Phong quát to, nơi này trừ ta, thì tám hoàng thực lực mạnh nhất, nếu như các ngươi ở bên trong không có việc gì lời nói, ta cũng liền có thể yên tâm. Nếu như các ngươi xảy ra chuyện, ta muốn phải cân nhắc một phen. Mụ nội nó cái chân, cầm lão tử làm thí nghiệm a, thật đúng là coi chúng ta là chó. Cảm thấy thầm hừ một tiếng, Đổ Hoàng một mặt giận bộ dáng, nhưng là không có cách nào. Hắn đi cái kia trong cột ánh sáng, khả năng không có vấn đề gì, nhưng hắn nếu không đi lời nói, đoán chừng thì chỉ có một con đường chết. Sau cùng suy nghĩ một chút, vẫn là đi đi. Bất đắc dĩ thở dài, Đổ Hoàng chịu lấy cái kia tia sáng chói mắt, một đường hướng về phía trước, chỉ là tại tiến vào cái kia quang trụ trước, lại chần chờ một chút, mới cắn răng, bỗng nhiên xông đi vào. Chỉ một thoáng, nói đạo bạch quang đem hắn bao khỏa, Đổ Hoàng nhắm chặt hai mắt, cảm thụ một chút, không có chuyện gì. Đợi hắn mở hai mắt ra, hướng nhìn bốn phía lúc, nhưng như cũ tại nguyên chỗ, cũng không có truyền tống đi dấu hiệu. À, đây là có chuyện gì? Trong mắt hiện ra nghi hoặc, Mạnh Hiểu Phong hét lớn, Đổ Hoàng, ngươi ở bên trong có phát hiện gì, nhưng có phát hiện thông đạo loại hình sao? Không có a, cùng bên ngoài giống như không sai biệt lắm, chỉ là cảm giác thân thể tựa hồ có chút cứng ngắc giống như. Chậm rãi lắc đầu, Đổ Hoàng một mặt mê mang, nhưng rất nhanh liền chau mày một cái, động động tay chân, phát ra rắc thanh âm, phảng phất đứt gãy thanh âm, lại là có chút kỳ quái. Thế nhưng là, còn không đợi hắn xem đến tột cùng, hưu một tiếng, một đạo u ám ánh sáng nhất thời do trời phía trên cái ngôi sao kia rơi xuống, thẳng tắp theo quang trụ, nện ở trên người hắn. Rắc rắc rắc, bỗng dưng, đáng sợ sự tình phát sinh, Đổ Hoàng cái kia đầu đầy đen nhánh tóc xanh chính đang từ từ biến trắng khô héo, tròn béo sáng loáng da thịt, cũng là dần dần khô quắt đi xuống, từng cái nếp nhăn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bò lên trên hắn gương mặt. Chưa phát giác kinh hãi, Đổ Hoàng hiểu không thỏa, vội vàng nhấc chân muốn chạy. Thế nhưng là răng rắc một tiếng, hắn vừa mới động một cái, toàn bộ thân thể đã là một tiếng ầm vang vỡ vụn ra, hóa thành bột mịn. Thậm chí, liền cái kia hoa phục, đều là trong chớp mắt biến thành một đống mảnh vụn, nghênh phong bay múa, giống như trong nháy mắt mục nát ngàn năm đồ vật đồng dạng. T. Ngăn không được cùng nhau hít sâu một hơi, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cho dù là cái kia Mạnh Hiểu Phong xuất thân Thánh Sơn, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như thế chẳng diện. Nào có người tử trạng, là tại như thế trong thời gian ngắn, mục nát mà chết. Quả thực cũng là tận mắt hắn tại một trong nháy mắt, hơn vạn năm a. Ừng ực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh đã là ướt nhẹp lưng. Mạnh Hiểu Phong cũng là dừng không ngừng run rẩy lên, sau đó hung hăng nhìn chăm chú về phía Triệu Thành, chất vấn, Ma Hoàng, cuối cùng chuyện gì xảy ra, người xác định đây là Minh Hải cửa vào. Thánh giả đại nhân, cái này thật là Minh Hải cửa vào a.
chỉ là nên như thế nào đi vào, chỉ sợ là khảo nghiệm. Sắc mặt một khổ, Triệu Thành lại vội vàng nhìn về phía một bên Trác Phàm, vội la lên, Trác quản gia, cuối cùng chuyện gì xảy ra, vì sao cửa vào sẽ đem người biến thành một đống mảnh vỡ a? Mi mắt sâu nhăn, Trác Phàm cúi đầu suy nghĩ, sắc mặt nghiêm túc, lặng yên không lên tiếng. Một bên Sương Nhi, lại là bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ vì sao trên trời nói, là cái kia hành tinh chết, Phàm là muốn mượn cái này cửa vào tiến vào Minh Hải, cái này chết ngôi sao đều sẽ hạ xuống đại lượng tử khí, trong nháy mắt đoạt tánh mạng. Có thừa tử khí quá lượng, thâm nhập cốt tủy, cho nên hắn mới giống chết vạn năm lâu dài một dạng, thi hài đều hóa thành tro. Cái gì, cửa vào này còn thiết lập đến như thế một cửa? Không khỏi giật mình, Mạnh Hiểu Phong không sai địa gật đầu, hô lấy hơi lạnh, không hổ là Minh Đế đạo tràng, quả nhiên không phải cái gì phàm phu tục tử đều có thể đi vào đến khu vực. Nói như thế, Mạnh Hiểu Phong trong tay ánh sáng lóe lên, lại lấy ra tấm bản đồ kia bản thật, nhìn lấy phía trên tiểu thơ, gần từng chữ một, Minh Hải địa ngục vô tận đường, chuyên đưa âm hồn lưu vong người, bình thường có đặt chân của ta bối Phật, phàm thai mắt thường vĩnh trầm luân. Đây rõ ràng cũng là cảnh cáo a, không có người có thể đặt chân Minh Đế đạo tràng, nếu không chỉ có chết. Xem ra cho dù cởi ra cái này Minh Hải cửa vào, cũng không làm nên chuyện gì, cái này căn bản là cái tử cục, chúng ta căn bản vào không được, vẫn là quên đi. Khẽ than dao động cái đầu, Mạnh Hiểu Phong than thở, nhìn về phía cái kia quang trụ chỗ, có chút không muốn, nhưng càng nhiều lại là kiêng kỵ. Bọn người người nhìn thấy, cũng là ngăn không được lắc đầu thở dài, cảm thấy hưu quạnh. Minh Đế truyền thừa tuy nhiên tràn ngập dụ hoặc, nhưng mình mệnh càng trọng yếu. Liền mệnh đều không, còn nơi nào đến truyền thừa, cái này Minh Hải tuyệt địa, không đi cũng được. Chờ một chút. Thế mà, đúng lúc này, Trác Phàm lại là chợt hét lớn một tiếng, trong mắt chớp động lên dạng rỡ tinh mang, có lẽ, ta có biện pháp đi vào. Cái gì, người có? Thật sâu liếc hắn một cái, Mạnh Hiểu Phong không khỏi suy cười một tiếng, cái này Minh Hải liền tám hoàng dính vào đều phải chết, bổn công tử đường đường thánh giai cao thủ cũng không dám tiến. Ngươi chỉ là một cái đoán cốt cảnh, nào có tư cách này. Muốn chết à, hừ hừ. Mỉm cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, Minh Đế chính là thượng cổ đế quân, muốn đi hắn nói chàng, há có thể mặc người xông loạn. Chỉ có theo hắn phân phó, mới có thể có nhìn lén thiên cơ, đăng đường nhập thất. Theo hắn phân phó cái gì? Nghe được lời này, Mạnh Hiểu Phong chưa phát giác sững sờ, bọn người người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Thản nhiên cười, Trác Phàm chỉ trong tay hắn địa đồ nói, ngươi vừa mới không phải đã nói qua a, cũng là phía trên viết. Phía trên này viết rõ ràng là cảnh cáo, không cho ngoại nhân tiến vào ý tứ. Chân dũng sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào đầm đìa máu tươi. Ngươi nhìn bài này tiểu thơ là cảnh cáo, nhưng ta nhìn thấy lại là mời. Khóe miệng xẹt qua đạm mạc đường cong, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, Minh Đế hắn. Đã nói cho chúng ta biết đi vào phương pháp. Cái gì? Không khỏi giật mình, mọi người cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm, đều là khó có thể tin. Bài thơ này nào có viết phương pháp a, chúng ta viết thiếu, ngươi có thể đừng có gạt bọn ta a. Nhẹ nhàng bước đi thong thả hai bước, Trác Phàm đạm mạc xuất khẩu, Minh Đế lưu lại câu thơ bắt đầu đã nói, cái này Minh Hải muốn nhập bên trong, hẳn là âm hồn lưu vong người, phàm thai mắt thường đều là hội bị hủy diệt. Cho nên vừa mới đổ hoàng đứng đường kia trên miệng, mới có thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cảm thấy hơi hơi lắc một cái, mọi người cùng nhau gật đầu, có đạo lý. Vậy ngươi là ý nói, chỉ có người chết mới có thể đi vào. Nheo mắt, Mạnh Hiểu Phong chăm chú nhìn hắn, thế nhưng là người mà chết, cho dù đi vào còn để làm gì. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, Minh Đế lưu thơ đã nói là nhục thể phàm thai không thể nhập. Nhưng không nói muốn hy sinh vì nghĩa lớn, mới có thể vào. Âm hồn lưu vong người ý là, từ bỏ thân thể, nước chảy bèo trôi, mới có thể đến Minh Hải chỗ sâu. Từ bỏ thân thể, lời ấy ý gì? Cũng là thần hồn xuất khiếu, thân thể lưu lại, mới có thể vào thông đạo. Ánh mắt nhất định, Trác Phàm cực kỳ kiên quyết nói. Cảm thấy run lên, tất cả mọi người liếc nhìn nhau, đều là có chút do dự lên. Để thần hồn thoát ly thân thể. Cái này thực sự quá mạo hiểm a, nếu là Trác Phàm suy đoán có sai lời nói, bọn họ không lúc này thì cho diệt. Mặt sắc mặt ngưng trọng càng sâu, Mạnh Hiểu Phong trầm ngâm thật lâu,
Bỗng dưng Nhất Chỉ Trác Phàm nói, đây là ngươi đề nghị, ngươi trước đi thử xem. Ngươi tại sao không đi thử? Mọi người giật mình, mặt có không cam lòng, Bách Lý Ngự Vũ càng là ngăn không được đại kêu ra tiếng, một mặt nộ khí. Thế nhưng là rất nhanh, liền bị Trác Phàm phất phất tay ngăn lại. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Trác Phàm hơi hơi cúi người, sáng sủa nói, xin lỗi, thần hồn xuất khiếu tối thiểu nhất là hóa hư cảnh mới có thể làm đến, ta một cái đoán cốt cảnh, không có cách nào, ha ha ha. Thật sao, vậy thì ngươi đi. Cười lạnh, Mạnh Hiểu Phong lại lập tức nhất chỉ Bách Lý Ngự Vũ phương hướng, quát ai để ngươi vừa mới lắm mồm như vậy. Hiện tại hắn đi không, thì ngươi thay hắn đi thôi, hừ hừ. Phổi đều sắp tức giận nổ, Bách Lý Ngự Vũ trợn mắt nhìn, song quyền nắm chặt, đầy mặt không cam lòng chi sắc. Nếu không phải người này chân thực lực trí cường, thâm bất khả chắc lời nói, nàng thật nghĩ lúc này liền quay phía dưới cổ hắn. Trong mắt chớp động lên hai đạo hào quang, Trác Phàm trầm ngâm một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi, tính toán, vẫn là ta tới đi, Ngự Vũ, lui ra. Thế nào, người không phải không cách nào xuất khiếu sao? Ta vừa mới nghĩ lên, chúng ta ra truyền bí pháp, đoán cốt cảnh liền có thể xuất khiếu. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái này còn may mà thánh giả đại nhân đề điểm, không phải vậy ta đều nhanh đem cái này không dùng bí pháp quên. Trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo ánh sáng, Mạnh Hiểu Phong không khỏi suy cười một tiếng, thật sao, vậy ngươi còn không mau đi, dùng hành động thực tế báo đáp bổn công tử đại ân đại đức. Tốt, ta cái này vì thánh giả đại nhân nghiệm chứng tại hạ suy đoán. Cơ hồ là cắn răng, Trác Phàm chăm chú nhìn hắn không thả, tản ra âm u nụ cười. Sau đó bỗng nhiên ở trên mặt đất ngồi xuống, liền muốn vận công xuất khiếu. Bách Lý Ngự Vũ quính lên, chặn lại nói, chờ một chút. Ta thay ngươi đi đi. Không dùng, ta không sao, ngươi cùng Sương Nhi bên ngoài lưu thủ, chăm sóc ta thân thể, miễn cho xảy ra sự cố. Quả quyết cự tuyệt, Trác Phàm căn dặn vài câu, vừa nhìn về phía cái kia quang trụ chướng mắt chỗ, ánh mắt không khỏi hơi hơi suýt nheo lại, cảm thấy cũng không chắc chắn. Nói trắng ra, vừa mới hắn bất quá cũng là đối cái kia bài thơ suy đoán thôi, nếu là đoán đúng còn tốt, nhưng nếu một khi sai, hắn thần hồn thì ngay lập tức sẽ vạn kiếp bất phục. Hiện tại, hắn không thể nghi ngờ đang đánh cược mệnh. Vốn là loại sự tình này để một cái tiểu lâu lâu đến liền tốt, nhưng trước mặt cái này thánh giả, tựa hồ có ý nhằm vào hắn giống như, muốn mượn đao giết người. Hắn nếu là cự tuyệt, ngược lại cho đối phương làm khó dễ lấy cớ. Bây giờ hắn đã phía trên chiếu bạc, quả cân cũng ném ra, lại là muốn phó thác cho trời. Hy vọng lần này vận khí ta, so cái kia đổ hoàng tốt ha. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm sắc mặt nhất định, hai con người đã hơi hơi đóng lại tới. Ngay sau đó, đỉnh đầu hắn một đạo u ám cái bóng bay ra, chậm rãi hướng cái kia quang trụ rời đi, lại là hắn thần hồn xuất khiếu. Chăm chú nhìn cái kia bóng xám bất động, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi thăm dò kết quả. Nếu là liền hắn cái đoán cốt cảnh tu giả linh hồn, đều có thể bình yên vô sự lời nói, vậy đã nói rõ việc này đáng tin. Bất quá. Nếu là linh hồn hắn trong nháy mắt bị diệt, bọn họ liền muốn lại suy nghĩ giải quyết kế sách. Trong tay đã tràn đầy mồ hôi, tất cả mọi người một trái tim đều chặt lên, chỉ bất quá có người là đang khẩn trương kết quả, có người thì là đang khẩn trương Trác Phàm an toàn. Sở Khuynh Thành nhìn lấy đây hết thảy, cũng đồng dạng lo lắng, mắt thấy Trác Phàm linh hồn tại từng bước tới gần cái kia chùm sáng đáng sợ, lại là không có cách nào. Hiện tại nàng, bị Mạnh Hiểu Phong khống chế. Căn bản làm không bất cứ chuyện gì. Nhanh lên, đi vào nhanh một chút, thân thể đều có chút run rẩy lên, Mạnh Hiểu Phong trên mặt chớp động lên hưng phấn ánh sáng. Nắm lấy Sở Khuynh Thành tay, cũng dần dần buông ra tới. Cơ hội mất đi là không trở lại, thừa dịp cái này thời điểm, Sở Khuynh Thành bỗng nhiên đẩy hắn thân thể, liền nhất thời thoát đi hắn ma chảo, sau đó vội vàng ngồi trên mặt đất, công pháp vận khởi, một đạo hào quang màu xám. Cũng là hưu một tiếng lui ra ngoài thân thể, thẳng hướng cái kia quang trụ bay đi, Trác Phàm, dừng lại, ta thay ngươi thử. Không khỏi trì trệ, Trác Phàm còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, siêu một tiếng, bên cạnh một đạo bóng xám đã là sượt qua người, trong nháy mắt cắm nhập cái kia trong cột sáng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phân biệt rõ ràng chủ nhân thanh âm, chưa phát giác kinh hãi, Khuynh Thành, không muốn. Đón lấy, hắn cũng cùng một chỗ theo sông đi vào. Vù vù. Chỉ một thoáng,
hai đạo bóng xám cơ hồ là không phân trước sau, đồng thời tiến vào cái kia trong cột ánh sáng. Mọi người giật mình, sắc mặt hoảng hốt, Diễm Hoàng càng là không khỏi hét lớn, Khuynh Thành. Thế nhưng là hết thảy đã muộn, trong lòng bọn họ lại nôn nóng, cũng không có người nào có can đảm này, xâm nhập bên trong cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ sinh tử do trời định bình tĩnh. Ông! Bỗng nhiên, một đạo cường đại ba động từ cái này quang trụ chợt phát tán ra, quang trụ liên tiếp bầu trời phần cuối, viên kia hành tinh chết cũng là bỗng dưng tản mát ra hào quang óng ánh. Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành cái kia hai đạo màu xám linh hồn, cũng là siêu một chút, tại tất cả mọi người mắt trần có thể thấy bên trong, dọc theo cái kia quang trụ thông đạo, một đường thẳng hướng đầu đỉnh tinh thần bay đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Hai người bọn họ linh hồn không có bị diệt, mà chính là bị truyền tống đi. Trong mắt ngăn không được run run, Triệu Thành không khỏi đại hỉ, kêu lên, nói như vậy, Trác quản gia phỏng đoán là chính xác, quả nhiên chỉ muốn từ bỏ thân thể, liền có thể thông qua cái lối đi này, đến Minh Hải. Ha ha ha, Trác quản gia quả nhiên là kỳ tài a, dạng này bí ẩn cũng có thể bị hắn phá giải. Xem ra chúng ta lần này tiến vào Minh Hải, là an toàn không sai. Hơi hơi gật đầu, Bách Lý Ngự Vũ mấy người cũng là một trận vui vẻ, nhịn không được thở phào một hơi, yên lòng. Bọn họ ngược lại không quan tâm Minh Hải cửa vào phá giải hay không, chỉ cần Trác Phàm bình yên vô sự, thì an tâm. Diễm Hoàng bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn về phía Mạnh Hiểu Phong nói, Thánh giả đại nhân, xem ra không có vấn đề, chúng ta cũng lập tức lên đường đi. Ừm, khẽ gật đầu, Mạnh Hiểu Phong kích động càng sâu, nhưng là rất nhanh lại liếc Ma Hoàng người bên kia lập tức liếc một chút, cười nói, Ma Hoàng, ngươi theo bổn công tử đi một chuyến đi. Diễm Hoàng, ngươi thì lưu lại chiếu xem chúng ta đường lui, tránh cho ngoài ý muốn. Ách, không khỏi trì trệ, Diễm Hoàng sắc mặt khẩn trương, không phải. Mạnh công tử, vì sao để hắn đi cùng ngài đi, lão thân cũng muốn nhập Minh Biển tìm tòi đâu. Diễm Hoàng, mi mắt lắc một cái, Mạnh Hiểu Phong khẽ quát một tiếng, sau đó ngoắc ngoắc tay đem nàng chiêu đến trước người, mật ngữ truyền âm nói, ngươi là gia phụ người, ta tin tưởng nhất ngươi. Ma Hoàng quá mức xảo trá, ta đem hắn mang theo trên người nhìn lấy, để phòng hắn dở trò quỷ. Ngươi ở bên ngoài dám thì tốt người khác, chứ có để bọn hắn động tay chân gì, dạng này mới có thể an toàn không ngại. Ngươi có thể tuyệt đối đừng cô phụ bổn công tử đối ngươi tín nhiệm a. Không sai gật đầu, Diễm Hoàng liên tục xưng phải, khen, vẫn là Mạnh công tử suy nghĩ chu toàn, lão thân bội phục. Còn có cái kia Trác Phàm. Đột nhiên, Mạnh Hiểu Phong trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý, ngươi nói không tệ, Khuynh Thành đối hắn thật đúng là có tình có nghĩa, vừa mới vừa không chú ý, thế mà liền chạy đi thay hắn thám hiểm. Nếu là hắn còn sống lời nói, chỉ sợ sau này là ta cùng Nghiêm Thành trung gian một cái chướng ngại vật, tuy nói chẳng qua là cái đoán cốt cảnh mà thôi. Thế nào, ngài muốn? Đúng, ngay tại Minh trong biển, bổn công tử muốn cầm đầu hắn. Không thể không thể a. Nghe xong lời ấy, Diễm Hoàng lúc này liên tục khoát tay, khuyên nhủ, nhìn vừa mới Khuynh Thành đối với hắn chi tình nghĩa, người như giết hắn, như thế nào được đến Khuynh Thành thực tình. Khuynh Thành nếu không thể thực tình mà đối đãi, các ngươi kế hoạch. Ta biết, được đến nàng tâm, so được đến nàng người quan trọng, ta không biết như vậy lỗ mãng hành sự. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Mạnh Hiểu Phong cười lạnh, hừ, chỉ bất quá cái này Minh Hải hẳn là hung hiểm dị thường chi địa. Hắn ở chỗ này ra cái gì ngoài ý muốn, không kỳ quái đi. Đến lúc đó chỉ cần không cho Khuynh Thành phát hiện, hết thảy đều không quan trọng gì. Hơi hơi gật gật đầu, Diễm Hoàng trong lòng không sai tốt, hết thảy bằng Mạnh công tử quyết đoán, chỉ là nhất định muốn bí ẩn a. Yên tâm đi, ta còn cần ngươi quan tâm. Nhẹ hừ một tiếng, Mạnh Hiểu Phong vung tay lên, thẳng ở trên mặt đất mà làm, từng đoàn u ám thần hồn, liền bỗng dưng suy nghĩ viễn vong. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, Ma Hoàng, tranh thủ thời gian, theo bổn công tử đi. Sớm đã đoán ra hắn suy nghĩ trong lòng, Triệu Thành cho Bách Lý Ngự Vũ bọn họ ra hiệu một phen, để chính bọn hắn làm tốt phòng bị, liền cũng ở trên mặt đất ngồi xuống, thần hồn xuất khiếu, đi vào Mạnh Hiểu Phong bên người. Sau đó hai người siêu một tiếng, cùng nhau tiến vào trong cột sáng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi này, chỉ còn lại có song phương nhân mã. Đối mắt nhìn nhau, đang nhìn bọn họ thân thể. Một phương diện khác, phù vù hai đạo ánh sáng trụ rơi xuống, hiện ra hai bóng người, một nam một nữ, lại chính là Sở Khuynh Thành cùng Trác Phàm hai người.
nhìn xem chính mình dáng người, giống như thực chất, cùng có thân thể lúc không có gì khác biệt, Sở Khuynh Thành giật mình, ngạc nhiên nói a, chúng ta ở chỗ này còn có thể lấy diện mục thật sự xuất hiện. Ta còn tưởng rằng là chính mình thần hồn đây, ngươi có biết hay không, ta thần hồn là một đóa hoa sen trắng, ta còn sợ ngươi không nhận ra ta đây. Chúng ta bây giờ là âm thân thể, đại khái là bởi vì đến Minh Đế đạo tràng duyên cớ đi. Thản nhiên cười, Trác Phàm chậm rãi đi vào Sở Khuynh Thành trước mặt, thật sâu nhìn lấy hắn, thở dài, đứa ngốc, vừa mới vì sao muốn thay ta thử hiểm. Nếu là ta suy đoán sai lời nói, người thế nhưng là lúc này liền sẽ hồn phi phách tán a. Hơi hơi cúi thấp đầu, Sở Khuynh Thành sắc mặt có chút ngượng ngùng, ta vừa mới không có nghĩ nhiều như vậy, liền muốn nếu là có nguy hiểm lời nói, ta thay ngươi thử, ngươi liền không lại dùng thử còn hậu quả. Mặc kệ sinh tử, cũng không đáng kể. Ha ha ha, ngươi vẫn là như trước kia một dạng không thay đổi. Nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực, Trác Phàm vỗ vỗ nàng lưng, lộ ra vui vẻ nụ cười. Sở Khuynh Thành tựa ở Trác Phàm đầu vai, giống như thật dựa vào ở trên người hắn một dạng, trong lòng tràn đầy an tâm cùng thỏa mãn. Chợt, nàng dường như nhớ tới chuyện gì giống như, nâng người lên, kêu lên, đúng, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì, không khỏi sững sờ, Trác Phàm ngạc nhiên nói. Sắc mặt một đỏ, Sở Khuynh Thành xoa ngón tay, có chút xấu hổ chính là. Cũng là cái kia Mạnh Hiểu Phong a, ta cũng không biết vì sao, hắn đường đường một cái thánh giả, lần kia đi vào ta Đan Hà Tông, gặp gỡ ta sau liền hết lần này tới lần khác quấn lấy ta không thả, cực điểm nịnh nọt. Ta đã nói với hắn, ta có người trong lòng. Sở Khuynh Thành lắp bắp nói không nên lời, gương mặt đỏ đều nhanh lửa cháy, Trác Phàm mỉm cười, trêu đùa nói. Không có phủ nhận, Sở Khuynh Thành chỉ là ngượng ngùng gật đầu, nhưng rất nhanh có lộ ra buồn rầu chi sắc, nhưng người kia quá bá đạo, căn bản không để ý tới ta cảm thụ, còn là mỗi ngày quấn lấy không thả. Tựa như vừa mới, hắn một mực nắm lấy ta không tránh thoát, còn để ngươi đụng tới, cho nên ta nói, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Ta biết, ta cũng sẽ không hiểu lầm. Nhẹ nhàng địa sờ sờ nàng đầu, Trác Phàm lộ ra lạnh nhạt nụ cười, ta nói qua, ngươi là ta, nhưng ta không phải là nói, ta đem chiếm hữu ngươi. Mà là ta thủy chung tin tưởng vững chắc, trong lòng ngươi chỉ có ta, trong lòng ta cũng chỉ có ngươi, vĩnh sinh không bỏ. Cho nên ta tuyệt sẽ không hoài nghi, cũng sẽ không hiểu lầm ngươi cái gì, ngươi cũng không cần hướng ta giải thích cái gì. Hoàn toàn không ngờ tới Trác Phàm hội đối nàng nói ra những lời ấy, Sở Khuynh Thành cảm thấy nhất thời một dòng nước ấm chảy qua, sau đó liền bỗng nhiên bổ nhào vào trong ngực hắn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, Trác Phàm, cảm ơn ngươi. Chỗ nào, đây là nhất định phải. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm vỗ nàng lưng dỗ dành lấy, nhưng cảm thấy lại là cuồn cuộn sát ý. Sớm đã ngập trời dâng lên. Cái kia Mạnh Hiểu Phong đường đường thánh giả, thế mà lại đối Khuynh Thành dây dưa đến cùng không thả, khẳng định không có ý tốt, chẳng lẽ là hướng về phía vật kia đến. Chỉ là lấy hắn thánh giả thực lực, muốn thần không biết quỷ không hay diệt trừ hắn, tại bên ngoài cơ bản là không thể nào. Thế nhưng là tại cái này Minh Hải chi địa, phải chăng có cơ hội này đâu. Hai con người đã là híp thành một đầu dây nhỏ, giống như một đạo kiếm mang, tản ra thăm thẳm hàn quang. Có lẽ, cái kia Mạnh Hiểu Phong nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới là, hắn tại kế hoạch mượn Minh Hải phức tạp hoàn cảnh diệt trừ Trác Phàm đồng thời, cái này con kiến hôi đoán cốt cảnh, cũng tại đối với hắn mưu đồ làm loạn. Cái này nếu như bị hắn biết được lời nói, nhất định sẽ cười to liên tục, cùng nghe một chuyện cười không thể nghi ngờ. Đoán cốt cảnh sát thánh người, cái này sao có thể? Coi như hắn đứng đấy bất động, cái này con kiến hôi cũng không có động đến hắn một sợi lông năng lực đi. Thế nhưng là hắn làm sao đều đoán không được là, trong mắt của hắn con kiến cỏ này, thân thể phía trên lưỡi đao thế nhưng là rất đầy đủ. Ai, cái này Minh Hải lúc nào thành nói chuyện yêu đương địa phương? Bỗng nhiên, nương theo lấy từng đạo tiếng sóng biển vang lên, một đạo già nua than nhẹ đột ngột vang lên. Sợ hãi cả kinh, Trác Phàm hai người chuyển bài nhìn lại chính gặp tại cái kia bờ biển trên bờ cát, đồ chân đi lại một lưng gù lão nhân, sau lưng còn vác một cái giỏ trúc. Vừa đi còn một bên tất tất dẫn dẫn, nói một mình. Nhưng là hắn lời nói, lại là rất rõ ràng địa truyền vào hai người trong tai, cũng không có bị sóng biển che giấu. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm trong mắt hiện ra hồ nghi, kỳ quái, cái này Minh trong biển còn sẽ có người sao? Minh Hải bên trong hành tẩu,
đều là âm hồn lưu vong người, có thể ở chỗ này đi, đều không phải là người, mà chính là hồn. Lỗ tai hơi hơi động động, đã sớm đem hắn mỗi một chữ rõ ràng lọt vào tai, lão giả kia quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra một trương hiền lành khuôn mặt, cười nói, thế nào, chẳng lẽ các ngươi là người sao? Vuốt vuốt chén trà, Sở Khuynh Thành chuyện đương nhiên, chúng ta đương nhiên là người. Người có thân thể lưu giữ hồn, căn bản đến không minh hải. Nơi này đều là không thân thể chi u hồn, vô luận là linh thú cũng tốt, người cũng được, ở chỗ này đều không phải là sinh linh, mà chính là tử linh. Nhếch miệng cười một tiếng, lão giả kia sâu xa nói, các ngươi có phải hay không còn không biết mình đã chết a? Bình thường trải qua chiến đấu khốc liệt bỏ mình, tự bạo mà chết, linh hồn đều sẽ có chút tàn khuyết, đợi đến minh hải mới có thể dần dần tụ hợp lại, có chút ý thức không rõ là bình thường. Đi qua một thời gian, liền có thể chậm rãi hồi, không quan trọng, ha ha ha. Mi mắt nhẹ nhàng nhăn lại, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ một phen, cảm thấy hơi kinh ngạc. Nguyên lai cho dù tự bạo bỏ mình, cũng còn có khôi phục khả năng, vỡ vụn linh hồn, sẽ ở minh hải đoàn tụ. Sau đó hắn chặn lại nói, tiền bối, có phải tất cả linh hồn tiêu tán người, đều có thể ở chỗ này trọng sinh hồn phách? Vậy cũng chưa chắc, minh hải cứ như vậy lớn, chỗ nào dung hạ được nhiều như vậy du hồn dã quỷ? Chỉ nhìn người hữu duyên đi, chậm rãi lắc đầu, lão giả kia không khỏi cười khổ một tiếng, may mắn đi vào minh hải linh tán hồn phách, có thể có một đường sinh cơ, còn có luân hồi khả năng. Nhưng đại đa số, lại là vĩnh viễn tiêu tán ở giữa thiên địa. Cái này minh hải là minh đế quản lý, hắn có thể cứu đến một bộ phận người, nhưng không có khả năng cứu được tất cả mọi người. Bất luận cái gì sinh linh, cuối cùng vẫn diệt mới là bình thường, có thể trọng sinh hoàn toàn là kiếm được, cho nên cho dù người chết, cũng không nên có quá lớn oán niệm, bởi vì đó là cần phải. Nghe đến hắn lời nói, Trác Phàm hai người không sai gật đầu, lòng có cảm giác. Xác thực, trên đời có quá nhiều không cam lòng, mới có thể sinh oán niệm. Minh đế đạo này chàng, chẳng lẽ cũng là tiêu mất những thứ này oán khí sở thiết sao? Truyền thuyết minh đế trưởng là sinh tử chi đạo, bởi vậy bị truyền vì Diêm La giống như nhân vật, khiến người ta sợ hãi, nhưng trên thực tế, có lẽ là cái đại ái người cũng khó nói. Đúng, các ngươi hai người trẻ tuổi là làm sao chết a? Muốn độ minh hải à, lão phu chở ngươi nhóm đoạn đường. Bỗng nhiên, lão giả kia vừa nhìn về phía Trác Phàm hai người cười nói. Độ minh hải, không khỏi sững sờ, Trác Phàm ngạc nhiên nói. Không sai gật đầu, lão giả kia trả lời, đúng vậy a, một độ minh hải chạm quá khứ, chỉ cần ngươi để xuống kiếp trước hết thảy, vượt qua minh hải, thì có vãng sinh cơ hội. Quên đi tất cả. Đúng vậy a, trí nhớ, cảm giác, thân tình, ái tình, phẫn hận, tức giận, cửu oán, tham lam. Tất cả mọi thứ. Cái kia có không muốn độ sao? Có, rất nhiều không muốn độ. Sau cùng thì ở lại đây minh trong biển. Tựa như các người dạng này người yêu, phần lớn là, sau cùng đều táng thân tại trong biển những cái kia hải linh thú miệng, bị bọn họ hấp thụ linh hồn lực lượng. Vậy chỉ cần vượt qua, liền có thể vãng sinh. Cũng không phải, vượt biển muốn chỉnh một tháng, tại đoạn này trong lúc đó bên trong, người muốn đem tất cả mọi thứ để xuống, ném bỏ vào cái này minh trong biển, mới có vãng sinh cơ hội. Nếu là đến bỉ ngạn, người còn có chưa để xuống chi vật lời nói, liền sẽ hồn bay phách tán, tan biến tại minh hải bên trong. Chỗ lấy cuối cùng, chân chính có vãng sinh tư cách, ít càng thêm ít. Nghe hắn lời nói, Trác Phàm hai người cảm thấy không sai, cái này minh hải là cái để ngươi chặt đứt quá khứ, bắt đầu tân sinh hoạt trạm trung chuyển. Chỉ là người sống một đời, hết thảy đều để xuống, liền cũng tương đương cả đời này cái gì cũng không có lưu, sống uổng phí cả đời. Cái gọi là bắt đầu lại từ đầu, chỉ là để ngươi một lần nữa trở lại khởi điểm mà thôi. Bỗng dưng, Trác Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, trở lại khởi điểm. Nguồn gốc quyết. Chẳng lẽ, nguồn gốc quyết hàm nghĩa chân chính, là để xuống. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm cảm thấy mình tâm cảnh, lại có tiếp xúc động. Lão giả kia thật sâu nhìn lấy bọn hắn, lại kêu một tiếng, uy, các ngươi muốn hay không vượt biển a? Nếu là không độ lời nói, minh hải âm khí nặng. Sớm muộn đem các ngươi tất cả đều tiêu trừ hấp thu, các ngươi nhưng là trắng trắng đoàn tụ linh hồn. Tiền bối, chúng ta không phải tử linh, chúng ta chỉ là tìm đến minh đế đạo tràng. Cái gì, các ngươi là lấy thần hồn hình thức tiến đến? Đúng vậy. Ai, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a?
bất đắc dĩ dao động cái đầu, lão giả kia chỉ cái kia bao la biển lớn thở dài, bao nhiêu năm chưa từng gặp qua sinh linh, nghĩ không ra lại có tham lam người xâm nhập. Ngươi cũng đã biết, muốn đạt tới Minh Đế đạo tràng, nhất định phải đi qua mảnh này sóng biển, trong lúc đó trừ vô số hải linh thú âm linh ngăn cản, còn muốn trải qua ba cửa ải, qua võ tướng, mới có thể đạt tới mục đích. Có bao nhiêu người tài trí sĩ, đều mệnh tang ở trên con đường này, nghĩ không ra các ngươi cái này một đôi ân ái người yêu, lại cũng phạm dạng này tham niệm, cần gì chứ? Các ngươi đều cùng một chỗ đúng không? Thế nào, trước kia rất nhiều người tới sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng từ xưa đến nay, thì ngươi có thể giải khai đáp án sao? Sắc mặt nghiêm một chút, lão giả kia bình tĩnh gật đầu, mà lại có thể giải khai Minh Đế đại nhân thơ mê, hẳn là người đại trí đại dũng. Nhưng dù vậy, qua nhiều năm như vậy, vẫn là không một người có thể còn sống trở về, các ngươi a, ha ha ha. Cần gì chứ? Ách, chưa phát giác trì trệ, Sở Khuynh Thành cảm thấy một trận lo sợ, sau đó nhìn về phía lão giả kia một mặt rực rỡ cười nói, hắc hắc, tiền bối, chúng ta thay đổi chủ ý, không đi cái gì Minh Đế đạo tràng, chúng ta muốn trở về, không biết làm sao hồi a. Hừ, bây giờ nghĩ trở về, muộn. Chưa phát giác nhẹ hừ một tiếng, lão giả kia lại nhất chỉ bờ biển nói, Minh Hải đến không dễ dàng, đi càng không dễ. Các ngươi như muốn trở về, tất phải đi qua Minh Đế đạo tràng mới có thể, nếu không thì vĩnh viễn ở lại đây vừa chờ chết đi. Cái gì, đây không phải là còn phải thông qua Minh Hải, qua ba cửa ải ngũ tướng. Đúng vậy a, các ngươi đây tự tìm, quái đến người nào. Lông mày nhíu lại, lão giả kia sùi cười ra tiếng. Cảm thấy trầm ngâm, Trác Phàm mỉm cười, nhìn về phía có chút buồn rầu Sở Khuynh Thành nói, không có gì đáng ngại, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, sinh tử cũng không quan trọng. Trước khi tới, chúng ta đã trải qua, không phải sao? Nghe được lời này, Sở Khuynh Thành gật đầu một cái, cảm thấy cũng là thản nhiên rất nhiều, sau đó liền vừa nhìn về phía lão giả kia phương hướng, đúng, đi Minh Đế đạo tràng, ngài độ chúng ta à? À, người đâu? Thế nhưng là, cái chỗ kia sớm đã không có lão giả bóng người. Có điều rất nhanh, lão đầu cái kia như có như không thanh âm, lại là lần nữa truyền ra, lão phu chỉ độ lưu vong người, cho tới bây giờ mặc kệ hữu duyên bối phận, nếu là thiên ý tạo hóa làm, chúng ta tự sẽ lại gặp nhau, ha ha ha. Từng tiếng cười to vang vọng bên tai, như dư âm lượn lờ, bốn phương tám hướng truyền đến, lại là không phân rõ lão giả ở phương hướng nào. Lão tiền bối, người mặc kệ chúng ta. Sở Khuynh Thành hướng về hư không kêu sợ hãi liên tục, nhưng là lại không có một câu tiếng vang hưởng ứng. Trác Phàm liếc nhìn nàng một cái, không quan trọng nhún nhún vai, cười nói, hắn là độ người chết, không độ người sống, chờ chúng ta chết về sau, đoán chừng hắn hội lại độ chúng ta a, ha ha ha. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi, muốn là chúng ta chết thật, ta còn không dùng hắn độ đâu. Vì sao, có lần trọng sinh cơ hội a? Có thể đó là dùng ngươi cả một đời tồn tại đổi a, riêng là rất nhiều người, ta đều không muốn quên nhớ, giống sư phụ a, sư thúc a, sư tỷ a, còn có. Nói đến đây, Sở Khuynh Thành dừng một cái, nhìn lén Trác Phàm liếc một chút, lại là không nói. Trong lòng hết thảy rõ ràng, Trác Phàm mỉm cười, nếu không muốn quên, vậy chúng ta lần này thì phải sống vượt qua. Mãnh liệt gật đầu một cái, Sở Khuynh Thành một mặt kiên định. Sau đó Trác Phàm liền mang theo Sở Khuynh Thành, trong nháy mắt hướng ba đảo hung dũng mặt biển bay đi, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên nơi này là Minh Đế đạo tràng, nhưng có lẽ là muốn đối đi vào người trắc nghiệm a, ngược lại là không có hạn chế bọn họ lực lượng. Trừ không có thân thể bên ngoài, bọn họ tất cả thực lực tất cả đều cùng ở bên ngoài lúc không khác nhau chút nào. Bất quá điểm này, Sở Khuynh Thành lại là không biết, chỉ là nhìn lấy Trác Phàm cũng bay được. Không khỏi ngạc nhiên nói a, ngươi ở chỗ này thế mà có thể lăng không phi hành. Ách, có lẽ là bởi vì Minh Hải duyên cớ, ta thân thể nhẹ nhàng, muốn là ở bên ngoài, ta khẳng định tung bay không đứng dậy, nhưng bây giờ ta tính toán quỷ, ha ha ha. Cười khan một tiếng, lấp liếm cho qua, Sở Khuynh Thành cũng không nghi ngờ, tiếp tục phi hành. Giống. Bỗng nhiên, một tiếng thú hống ngửa mặt lên trời huýt dài, nhưng nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Một cái dao long bỗng nhiên từ mặt biển nhất phi trùng thiên, tóe lên bọt nước, tứ tán mà bay, một trương miệng to như chậu máu, bỗng nhiên hướng Trác Phàm hai người táp tới. Bọn họ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã là mắt tối sầm lại, phanh phanh phanh.
phạch một cái liền bị cái kia giao long nuốt vào trong bụng. Sau đó cái kia giao long tiếp tục một cái trở về, chui vào mặt biển, cùng người không việc gì một dạng yên ổn du động tại bên trong biển sâu. Bên cạnh hải linh thú ào ào ghé mắt, không dám đánh nhiễu. Thế mà, đúng lúc này, cái kia giao long lại là chợt trì trệ, dừng lại, tiếp lấy chính là một trận co rút, sắc mặt đều thống khổ bắt đầu vặn vẹo. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, bạo liệt trong biển, cái kia giao long lưng bỗng dưng nổ tung một cái lỗ máu, từng đạo màu đen liệt diễm, tại miệng vết thương kia không ngừng bị bỏng, cũng tại đốt cháy cái kia nhiệt xúc ngũ tạng lục phủ. Trác Phàm mang theo Sở Khuynh Thành, theo miệng vết thương kia xông ra, trong mắt tản ra khủng bố hắc viêm. Nhìn lấy đây hết thảy, Sở Khuynh Thành hoàn toàn nhìn ngốc, kêu sợ hãi liên tục qua, Trác Phàm, người thật lợi hại, cái này giao long thế nhưng là 10 cấp linh thú, người thế mà thoáng cái thì theo hắn trong bụng lao ra, đến tột cùng làm sao làm được. Còn có cái kia hắc hỏa, người làm sao nhen nhóm. Có lẽ ta hiện tại thành tử linh, năng lực mạnh lên đi. Trác Phàm cười khan một tiếng, tiếp tục qua loa tắc trách, dù sao ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thật sâu nhìn lấy hắn, Sở Khuynh Thành không rõ ràng cho lắm, nhưng nghĩ mãi mà không rõ thì không nghĩ, dù sao Trác Phàm cái này đoán cốt cảnh, vừa đến Minh Hải cái này tất cả đều là tử linh địa phương, một chút thì biến cá nhân giống như, lại biết bay, thực lực lại mạnh kinh. Chẳng lẽ nói, biến thành quỷ thật mạnh hơn người, vậy ta làm sao không thay đổi đâu? Hống hống hống. Lúc này, tựa hồ là nghe đến đó bạo động, lại là vài tiếng thú hống phát ra, toàn bộ Minh Hải hoàn toàn sôi trào. Tại một đám cấp thấp linh thú, thất kinh né tránh dưới, từng cái dài mấy trăm trượng quái vật khổng lồ, đột một địa cùng nhau bơi tới Trác Phàm hai người trước mặt, chỉ là giây lát công phu, liền có mấy trăm con nhiều, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Sở Khuynh Thành nhìn lấy những thứ này chỉ ở tông môn sách tranh bên trong được chứng kiến quái vật, không khỏi nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy lên cao. Trác Phàm, đây đều là trên 10 cấp linh thú A, đều cũng có là cấp 12, đạt tới thánh giả đỉnh phong trình độ. Chúng ta, lần này chết chắc. Thế thì chưa hẳn, liền xem như cấp 12 linh thú, xuất hiện ở đây cũng là tử linh, chỉ sợ sớm đã không có trước người thực lực. Miệng phía trên nói như vậy lấy, nhưng Trác Phàm trong lòng cơ số, là hắn diệt thế lôi viêm, siêu việt thánh thú lực lượng, nhất định có thể đem bọn hắn áp chế. Kết quả là, Trác Phàm mắt trái bên trong, một đạo lam mang lóe qua, màu đen lôi viêm liền muốn lần nữa tế ra. Thế nhưng là, còn không đợi cái kia khủng bố lôi viêm đem mảnh này Minh Hải bị bỏng, những cái kia quái vật khổng lồ đã là ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng, hướng về Trác Phàm thấp giọng cúi đầu xuống tới. Từng đạo nặng nề giọng nói, cũng là bỗng dưng truyền đến hắn trong tai. Biển Ngao đại nhân sứ giả, chúng ta không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài. Vừa mới tử diễm giao long có nhiều đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Mời sứ giả đại nhân thứ tội. Vừa mới nói xong, bọn người thú, cũng là ngăn không được cúi đầu, rất là cung kính. Không khỏi sững sờ, Sở Khuynh Thành triệt để mộng, Biển Ngao. Đó là cái gì? Chỉ có Trác Phàm cảm thấy không sai, sờ sờ chính mình mắt trái, có tính toán. Lôi viêm tuy nhiên có thể áp chế bọn hắn, nhưng không cách nào điều động bọn họ. Tránh thức để bọn hắn cam tâm tình nguyện, cúi đầu thần sưng, là Biển Ngao con mắt này. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới, Phong Thiên Biển Ngao là trên biển bá chủ, hải linh thú nghe hắn hiệu lệnh, không có gì tốt hiếm lạ, chỉ là. Các ngươi hiện tại đều là tử linh, quy về Minh Hải, lễ tạ thần nghe Biển Ngao đại nhân phân công sao? Chúng ta là hải linh thú, Biển Ngao đại nhân là chúng ta thủy tổ, mặc kệ sinh tử, chúng ta đều nghe đại nhân phân công. Không biết bây giờ, Biển Ngao đại nhân như thế nào? Là sinh hay là? Nói đến đây, những người kia không dám nói tiếp nữa, tựa hồ sợ khinh nhờn Biển Ngao uy nghiêm. Minh bạch bọn họ lo lắng, Trác Phàm ho nhẹ một tiếng nói, Biển Ngao đại nhân hiện tại sống, không cần lo lắng. Chỉ bất quá là năm đó tại hạ luyện công cướp cò, khó có thể cứu chữa lúc, Biển Ngao đại nhân lấy chính mình một cái thụ thương phế mắt cứu trợ, ta mới lấy mạng sống. Nói như vậy, Biển Ngao đại nhân cũng là ta ân nhân cứu mạng. Há, nói như vậy, Biển Ngao đại nhân đối với nhân loại oán phẫn tiêu mất không ít a, dạng này thuận tiện. Miễn cho một mực vây ở oán phẫn bên trong ra không được, tăng thêm phiền não. Mà lại, đại nhân nguyện ý lấy một con mắt cứu các hạ tánh mạng, cũng nói Biển Ngao đại nhân đối các hạ coi trọng. Chỉ tiếc hiện tại ngài thân cư Minh Hải, nghĩ đến cũng là gặp đại nạn,
không biết chúng ta có hay không có thể trợ giúp ngài địa phương. Chúng ta muốn tìm Minh Đế đạo tràng, có thể hay không dẫn đường. Vui mừng trong bụng, Trác Phàm lúc này nói ra. Chưa phát giác trì trệ, chúng linh thú lẫn nhau nhìn một chút, có chút khó khăn, muốn đi Minh Đế đạo tràng, tất yếu trải qua ba cửa ải ngũ tướng. Vốn là chúng ta ở đây cũng có ngăn cản chức vụ, nhưng ngài là biển ngao đại nhân coi trọng nhân loại, chúng ta những thứ này hải linh thú liền cũng không tiện ngăn cản. Nhưng muốn một hơi đến Minh Đế tràng sở, cũng không có khả năng, cái kia ba đạo cửa lớn, chúng ta cũng không thông qua. Vậy các ngươi liền dẫn ta đi ba cửa ải liền có thể, còn lại ta đến. Đại nhân, xin thứ cho chúng ta nhiều lời, cái kia ba cửa ải thủ tướng đều là không phải phàm nhân, ngài lần này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ta hiện tại đều là một đạo thần hồn, còn từ đâu tới nhiều như vậy hung cắt câu chuyện. Ta không đi, mới đã định trước chết chắc đâu. Nghe đến hắn lời nói, chúng hải linh thú liếc nhìn nhau, hết là khẽ gật đầu, đáp ứng nói, vậy thì tốt, mời đại nhân phía trên ta trên lưng, ta cõng các ngươi đi. Vậy làm phiền. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm cũng không khách khí, mang theo Sở Khuynh Thành liền phía trên một cái cấp 12 hải linh thú trên thân, sau đó giống như hoàng đế đi tuần giống như, cái kia bóng người to lớn tại phía trước du động, còn lại mấy trăm con khủng bố thân hình, ở bên hộ vệ. Một số du trải qua cấp thấp linh thú nhóm, căn bản không biết phát sinh cái gì, chỉ thấy nhiều như vậy hung thần ác sát quang minh chính đại biểu tình, lúc này đầu co rụt lại, thì vội vàng trốn đi, một khỏa trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra. Sở Khuynh Thành cùng Trác Phàm đứng chung một chỗ, giống như về sau tại những linh thú này bên trong bị tiền hô hậu ủng, kính ý có thêm, lại là có chút giật mình lo lắng. Thỉnh thoảng thật sâu nhìn một bên Trác Phàm liếc một chút, trở thành có chút mê mang. Cái này Trác Phàm ở bên ngoài là cái đoán cốt cảnh quản gia, tuy nhiên địa vị không thấp, nhưng chung quy là bày mưu tính kế phụ tá. Nhưng làm sao đến nơi đây, phảng phất là tầm mắt bao quát non sông đế vương đồng dạng. Đến tột cùng cái nào hắn, mới là hắn bộ mặt thật sự đâu. Chẳng lẽ nói, đóng lại làm người đến, hắn càng thích hợp làm quỷ. Xưng bá âm tào địa phủ, quỷ vương. Trong lúc nhất thời, Sở Khuynh Thành trong lòng suy nghĩ lung tung, nhất thời không biên giới ranh giới. Ồn ào linh thú đội ngũ trùng trùng điệp điệp, rất nhanh không có bóng dáng. Một cái thân ảnh già nua, sau lưng bọn họ chậm rãi hiển hiện, xa xa nhìn lại, không khỏi cười khẽ một tiếng, ha ha. Người khác đi ải thứ nhất đều là xông qua những thứ này hải linh thú trùng điệp phong tỏa, chật vật không chịu nổi mới vừa tới. Tiểu tử này ngược lại tốt, bị đám người kia mang tới đi. Hừ hừ, chẳng lẽ, hắn cũng là hắn sao? Nửa canh giờ về sau, Trác Phàm hai người tới một tòa cự đại trước sơn môn, hai cái đỏ bừng trụ lớn, đứng ở trước cửa, đủ có cao mấy chục trượng. Tuy nhiên đứng sừng sững ở trong biển, nhưng vẫn là lóng lánh khiếp người ánh sáng. To lớn thân hình chậm rãi dừng lại, cái kia cõng bọn họ hải linh thú, quay đầu xem bọn hắn liếc một chút, đại nhân, đã đến, đây chính là cửa khẩu thứ nhất, bá thiên môn. Ồ, chố mắt nhìn, Trác Phàm tung người một cái, cùng Sở Khuynh Thành nhảy xuống, tại cái kia mấy chục trưởng cự môn nhìn đằng trước nhìn, nghi nói cái này đệ nhất môn, là muốn chính chúng ta đẩy ra sao. Gật gật đầu, cái kia hải linh thú đáp, không tệ, cái này bá thiên môn cần phải có vô tận lực lượng. Mới có thể mở ra. Đợi sau khi cửa mở, mới có thể nhìn thấy bên trong thủ quan đại tướng. Muốn là liền cửa đều mở không ra lời nói, căn bản không có tư cách đi vào. Trước kia có không ít người, cũng là dừng bước tại môn này trước, đều là chút thánh giả cấp bậc nhân vật A. T. Ngăn không được hít sâu một hơi, Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt đều là lo lắng. Yên tâm đi, những cái kia thánh giả một phương diện đối phó hải linh thú. Một phương diện mở cửa, tự nhiên mở không ra. Chúng ta bây giờ nhiều an toàn, có thể toàn lực ứng phó, ta đi thử xem. Mỉm cười, Trác Phàm cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, sau đó liền tới đến môn kia trước, ra sức toàn lực, dùng lực đẩy. Phốc, một tiếng vang trầm phát ra, môn lại không nhúc nhích tí nào. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Trác Phàm cảm thấy không sai, môn này coi là thật cẩn trọng, nếu là không cầm suốt toàn lực lời nói. Đoán chừng liền điều khe cửa có mở hay không. Nghĩ như vậy, Trác Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay duỗi lên, riêng là cánh tay phải, dần dần tản mát ra hào quang màu đỏ. Muốn đem cửa này đẩy ra, kỳ lân tí lực lượng tuyệt đối không thể thiếu. Tuy nhiên hắn hiện tại là thần hồn trạng thái, nhưng hắn cùng chính mình thân thể liên hệ, cũng không có bị chặt đứt,
mượn dùng kỳ lân thần lực, cũng là rất dễ dàng, tựa như hắn lúc trước mượn dùng diệt thế lôi viêm đồng tử lôi viêm đồng dạng. Ong ong ong, Minh Hải bên ngoài, quang trụ bên cạnh, Trác Phàm thân thể hai con ngươi nhẹ hợp, nhưng là một đầu cánh tay phải, lại là tản ra sáng chói hồng mang, thậm chí ngay cả bốn phía không gian đều đi theo chấn động. Mi mắt nhẹ rung, Diễm Hoàng nhìn lấy lần này quang cảnh, đầy mặt ngạc nhiên, lại là không rõ nội tình. Bách Lý Ngự Vũ cùng Sương Nhi hai người liếc nhìn nhau, sắc mặt đều là nhìn không được trầm xuống. Vừa mới hắn thân thể chỉ tại không ngừng lắc lư, có chút dị dạng, chẳng lẽ ở bên trong gặp phải nguy hiểm. Miệng phía trên nhẹ giọng nỉ non, Bách Lý Ngự Vũ nhìn Sương Nhi một cái nói, ta đi vào giúp hắn một tay, nơi này ngươi nhìn lấy. Suy nghĩ một chút, lại cẩn thận xem đối diện Diễm Hoàng liếc một chút, Sương Nhi bình tĩnh gật đầu. Không nói hai lời, Bách Lý Ngự Vũ lập tức khoanh chân ngồi xuống, thân thể run lên, một đạo u ám quang ảnh bỗng dưng theo thân thể thoát ra, tiến vào quang trụ, nháy mắt không thấy tăm hơi, đã là thần hồn xuất khiếu, theo tiến vào Minh Hải. Một phương diện khác, mình dưới đáy biển, bá trước cổng trời, bên phải cánh tay nói đạo hồng quang lấp lóe phía dưới, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, đụng đến một tiếng, liền nhất trưởng đánh ra, hung hăng đẩy hướng cái kia nặng nề cự môn, phát ra vang động trời động. Mãnh liệt sóng âm hướng bốn phía khuếch tán ra, cho dù là cái này Minh Hải vô tận ngàn dặm chi địa, cũng là ngăn không được chợt sôi trào lên. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, biển động lật trời, không ít đáy biển hang động tại cái này rung mạnh phía dưới, đều đang không ngừng lay động vỡ vụn, thậm chí đáy biển chỗ sâu, cũng bắt đầu nứt ra từng cái cự may, gây nên chấn động dưới biển. Không ít cấp thấp hải linh thú, nơi nào thấy qua lần này tràng diện. Không khỏi đều là chạy tứ phía, chạy trối chết, kinh hoàng một mảnh. Thế nhưng là dù vậy, cái kia to lớn cửa đá, nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả một chút cho bụi đều không chấn xuống tới. Dương mắt nhìn cái này cự thạch vài lần, Trác Phàm không có thu lực, ngược lại trong mắt càng thêm kiên định rất nhiều, dưới chân đạp mạnh, cánh tay phải hồng mang cũng trở thành lóa mắt, cắn chặt răng, hết sức đẩy. Chỉ chốc lát sau, tại cái này âm khí âm u minh dưới đáy biển, đúng là đầu bốc lên mồ hôi nóng, lưng đều ướt nhẹp. Bất quá dù vậy phí sức, cửa đá kia vẫn như cũ vững như bàn thạch, không có nửa phần muốn di động ý tứ. Sở Khuynh Thành ở một bên nhìn đến khẩn trương, không khỏi cũng tới đẩy về trước phía trên một thanh, trợ người yêu một chút sức lực. Đáng tiếc, lấy nàng cái kia yếu đuối thân thể, tuy nói là quy nguyên cảnh, nhưng ở cái này cửa đá trước mặt, cũng bất quá gió mát lướt nhẹ qua đại thụ, không có nửa điểm chứng dùng. Hô! Sốt cục, Trác Phàm mệt mỏi thở hồng hộc, đứng thẳng lưng lên, cuối cùng từ bỏ trọi cứng cửa đá, cha cha cái chán mồ hôi bất đắc dĩ nói, tính toán, xem ra cửa này dày nặng, không phải lực lượng có khả năng dung chuyển. Vậy chúng ta muốn làm sao? Đồng dạng chà chà giữa cổ đổ mồ hôi, Sở Khuynh Thành nhìn về phía Trác Phàm hỏi, nếu là không đẩy ra cái này cự môn, chúng ta làm sao thông qua ải thứ nhất, quay trở lại a? Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, đẩy ra cánh cửa này, là Minh Đế ra đề bài. Thế nhưng là đã đẩy không ra, cái kia cũng chỉ phải lách qua nan đề, mưu lợi đi. Mưu lợi? Đúng vậy a. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Trác Phàm lần nữa nhìn chăm chú về phía đại môn kia, trong mắt ngưng tụ, mắt trái bên trong, từng đạo màu đen liệt diễm đột ngột đến giấy lên, diệt thế lôi viêm đồng tử, đốt. Oanh! Vừa dứt lời, nhưng nghe một tiếng oanh minh tiếng vang, một mảng lớn đen nhánh liệt diễm đã là trong nháy mắt bò lên trên cái kia cự môn cháy hừng hực. Chỉ là trong nháy mắt, cửa đá kia phía trên liền bị thiêu ra một cái 2 mét vuông hang lớn tới. Phảng phất là một cái con chuột nhỏ, tại khác trước cửa nhà, đánh ra một cái thông đạo giống như. Chúng hải linh thú gặp này, vừa sợ có sợ, nhìn lẫn nhau, lại quay đầu cùng nhau nhìn chăm chú về phía Trác Phàm chỗ đó, cảm thấy một trận tán thưởng. Không hổ là hải ngao đại nhân nhìn bên trong nhân loại, quả thật không tầm thường a. Nhiều năm như vậy, cánh cửa này từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra, vạn vạn không nghĩ đến, hiện tại lại là đánh như vậy mở. Chỉ là không biết. Như thế vượt qua kiểm tra, bên trong vị kia đại nhân nghĩ như thế nào? Cảm thấy có chút do dự, một cái cấp 12 hải linh thú trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, nhìn về phía Trác Phàm hai người chân thành nói, công tử, bên trong cũng là thủ quan người, các ngươi là từ xưa đến nay cái thứ nhất nhìn thấy người khác, chúc các ngươi may mắn đi. Cảm ơn. Mỉm cười, Trác Phàm hướng chúng linh thú ôm một cái quyền,
liền lôi kéo đã là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Sở Khuynh Thành tay, thì vui vẻ địa đi vào. Nhìn lấy bọn hắn bóng người dần dần biến mất, chúng linh thú mới nhất thời ồn ào lên, có càng là trâu đầu ghé tai, tất dẫn không ngừng, cửa thứ nhất này không phải muốn đẩy ra cửa đá, mới tính xông qua một nửa a, bọn họ như thế tiến, có hợp hay không ý a? Mặc kệ có hợp hay không ý, đều là bên trong vị kia đại nhân phân tích, mắc mớ gì đến chúng ta. Không khỏi bật cười lắc lắc đầu, cầm đầu một con linh thú thở dài lên tiếng, chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, cửa thứ nhất này còn có thể đem cửa đánh nát tiến. Chỉ là, môn này thế mà còn mẹ nó thật có thể đánh nát. Nhớ năm đó, lão phu vừa tới nơi đây lúc, đâm đến đầu rơi máu chảy, đều không đem môn này đâm vào một chút khe hở đến, không có nghĩ rằng hôm nay. Ha ha, Hải Ngao đại nhân sứ giả, thật là có bản lĩnh. Lời vừa nói ra, bọn người linh thú cũng là ngăn không được gật đầu, đầy mặt tán thưởng. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn lộ ra đã lâu kính ngưỡng chi sắc, một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, đã là trong nháy mắt theo cái kia đốt lên cửa động phía trên, đột ngột đến khuấy động đi ra, các ngươi thật lớn mật, dám tại lão phu trên cửa chính thiêu cái động tiến đến, các ngươi đây là trần trụi gian lận, không có kết quả tốt. Ách, thân thể trì trệ, chúng linh thú liếc nhìn nhau, không khỏi lại lộ ra vẻ lo lắng. Nhìn đến như vậy làm quả nhiên không được, vị đại nhân kia không cho phép a. Kể từ đó, sứ giả đại nhân bọn họ muốn thông qua nơi này, ngược lại càng khó, ai? Một cái trống rỗng trong đại sảnh, liếc một chút nhìn không thấy bờ, chỉ có một cái không tính lộng lẫy hủ chiếc ghế gỗ, rơi vào ngay phía trước vị trí, phía trên ngồi đấy một cái keo kiệt chân đại hán, mãn kiểm cầu nhiêm, nhìn qua 40 trên dưới, nhưng trong mắt chỗ sâu lại là vô tận thâm thúy, còn có từng tia tức giận. Tại chăm chú nhìn phía trước hai người. Vỗ nhẹ nhẹ đập có chút kinh hãi Sở Khuynh Thành, Trác Phàm tiến lên một bước, ôm ôm quyền nói, tiền bối, chúng ta tới vượt quan, không là minh đế đạo tràng truyền thừa cùng bảo vật, chỉ vì còn sống trở về. Người có người đề thi, ta có ta giải pháp, chỉ cần ta thông qua môn kia, đi vào trước mặt ngươi, chẳng khác nào ta thắng một nửa, ngươi lại quản ta như thế nào đâu. Lão phu là không muốn quản ngươi làm sao tiến đến, bất quá ngươi phải biết. Phía trước cái kia cửa ải ngươi nếu có thể đường đường chính chính qua được, vậy lão phu cái này liên quan, ngươi cũng rất dễ chịu đi. Thản nhiên cười, đại hán kia trên mặt hiện ra một đạo vẻ thần bí, chỉ tiếc, ngươi ở trước cửa mưu lợi, tại lão phu nơi này thì lại khó thông qua. Nhân sinh có lúc, là không thể làm xảo, riêng là tại cực kỳ thời điểm then chốt, ngươi hiểu không? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm nghe hắn trong lời nói có hàm ý, nhưng còn không phải quá rõ. Đành phải sắc mặt nghiêm một chút, cung kính ôm quyền, cái kia không biết tiền bối, chúng ta nên như thế nào thông qua ngươi nơi này. Rất đơn giản, đánh thắng ta. Cười lạnh, đại hán kia nhìn về phía Trác Phàm hai người, trêu tức lên tiếng, nếu như các ngươi có thể đẩy cửa tiến đến, muốn đánh thắng ta thì rất đơn giản, đáng tiếc hiện tại. Ha ha ha, hiện tại như thế nào? Song đồng ngưng tụ, Trác Phàm lúc này liền ôm quyền, quát to, xin tiền bối chỉ giáo. Vừa mới nói xong, Trác Phàm đã là dưới chân bỗng nhiên một bước, đụng một tiếng, thì trong nháy mắt hướng đại hán kia phóng đi, trong tay kỳ lân tí tản mát ra dạng rỡ ánh sáng. Phốc! Thế mà, một tiếng vang trầm phát ra, Trác Phàm kỳ lân tí vừa mới vung ra, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thân thể liền đã bị một cỗ cự lực đánh đến sau bay ra ngoài, trên không trung đánh không biết nhiều ít cái té ngã, mới vừa dừng thân lại. Chờ ngẩng đầu nhìn lại. Lại chỉ thấy đại hán kia vẫn như cũ khoan thai tự đắc ngồi tại khô mộc trên ghế, trong mắt mang theo chế nhạo, hai cái đầu ngón tay tại trước mặt hơi rung nhẹ một chút. Làm sao có thể? Trong mắt ngăn không được co rụt lại, Trác Phàm không khỏi quá sợ hãi, một trái tim cũng là ngăn không được chìm xuống phía dưới đi. Hắn vừa mới xuất thủ, chỉ bất quá thăm dò mà thôi, cho nên chỉ xuất kỳ lân tí, hắn các loại thần thông đều lưu làm đòn sát thủ, riêng là những cái kia đánh lén chuyên dụng. Thế nhưng là, cũng là một đợt hỏi thăm này, lại là để lòng hắn tiếp theo trận ý lạnh, thật lâu không rời. Hắn cái này kỳ lân tí uy lực trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng, nếu là chỉ so lực lượng, thánh giả cũng không dám đón đỡ. Nhưng là nam nhân này, thế mà chỉ dùng hai ngón tay liền đem hắn bắn bay. Mà lại hắn còn không có cảm giác được bất luận cái gì hắn năng lượng phun trào, chỉ là đơn thuần lực lượng mà thôi, hai ngón tay lực lượng, thế mà cường hãn như vậy. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm trên mặt đã phủ đầy ngưng trọng, dạng này cao thủ, bằng hắn thực lực bây giờ, làm sao có thể đánh bại.
Hưu. Thế mà, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió lên, tựa hồ là muốn giúp Trác Phàm bận bịu. Sở Khuynh Thành chẳng biết lúc nào, một cái lắc mình, đi vào đại hán kia trước mặt, một cái hiện ra xương lạnh bàn tay, đột ngột hướng hắn trán vỗ tới. Khuynh Thành, không muốn. Chưa phát giác giật mình, Trác Phàm giống to lên tiếng, ngươi không phải đối thủ của hắn, không nên chọc giận hắn. Thế nhưng là một trưởng này, đã thu không trở lại. Liếc mắt nhẹ liếc một cái gần trong gang tấc cái kia khuôn mặt tươi cười, đại hán kia không khỏi sùi cười một tiếng, tiểu nha đầu, nơi này không có ngươi sự tình, ra ngoài. Hô! Nhẹ nhàng một hơi, lại giống như cuồng phong bạo vũ, đại hán kia một đạo thở nhẹ, lại là trong nháy mắt đem Sở Khuynh Thành thổi đến cách xa vạn dặm, không thấy tăm hơi. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm nhất thời hoảng hốt, Khuynh Thành. Ngươi đem nàng thổi đi nơi nào? Các ngươi mục đích, Minh Đế đạo tràng. Đối xử lạnh nhạt xem hắn, đại hán kia không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, thế nào, ta người này không tệ a. Các ngươi ưa thích mưu lợi, ta thì cho các ngươi mưu lợi cơ hội, giúp các ngươi bên trong một người xách tới trước chỗ đó, không dùng sông tam quan. Đương nhiên, tiểu cô nương kia một người tại Minh Đế chỗ đó, sẽ phải chịu cái gì đãi ngộ, ta cũng không biết, ha ha ha. Cảm thấy chưa phát giác run lên, Trác Phàm song quyền không khỏi chăm chú nắm lại đến, sau đó phải đồng tử bên trong một nói vầng sáng màu vàng óng thoáng hiện, chợt một chút thì biến mất không thấy gì nữa. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Bạch, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào hắn chính đối diện, phải đồng tử bên trong nháy mắt biến thành hai đạo màu vàng vầng sáng, mắt trái bên trong cũng là màu đen lôi viêm sáng rực thiêu đốt, không minh thần đồng tầng thứ hai. Lôi viêm phá không. Hô! Khủng bố hắc viêm, giống như một con rắn độc, đột một hướng đại hán kia bắn tới. Khoảng cách gần như vậy, hắn vạn vạn không có đào thoát khả năng. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hắc viêm tàn phá bừa bãi. Trác Phàm chậm rãi rơi xuống thân thể đến, chăm chú nhìn phía trước cái kia tối như mực một đoàn, trên mặt ngưng trọng không giảm chút nào. Bởi vì hắn tuyệt không tin, cao thủ như thế. Hội dễ dàng như vậy thì để cho mình đánh lén đắc thủ. Riêng là, đang bị cái này hắc viêm đánh trúng nháy mắt, hắn lại không kinh hoàng chút nào cùng hoảng sợ, cũng không có kinh hãi tiếng kêu to, cái này thật sự là quá không tìm thường, khiến người ta run sợ không dám yên lòng. Đụng! Quả nhiên, một đạo rung mạnh, đoàn kia đoàn đen nhánh nhất thời khuếch tán ra đến, lộ ra bên trong lông tóc không hư hại đại hán, còn có hắn dưới trướng cái kia cái ghế gỗ, lại cũng không có nửa phần thiêu đốt dấu vết. Tuy nhiên tâm lý sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nhìn thấy lần này tình cảnh, Trác Phàm vẫn là không nhịn được kinh hãi giật mình, lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn cái này hắc viêm không dính vào người còn tốt, một khi dính vào người, tất làm cho đối phương chết không có chỗ chôn. Nhưng là hiện tại, lông đều thương tổn không đại hắn kia một cái, lại là cái tình huống như thế nào? Nhìn lấy cái kia không hiểu ánh mắt, đại hán không khỏi bật cười một tiếng, thở dài, ai, không minh thần đồng. Kỳ lân chi lực, còn có ngọn lửa màu đen này, đều là đồ tốt ra. Chỉ tiếc tạp mà không chuyên, không thể dùng hết khả năng, thông hiểu đạo lý. Tiểu tử, tiểu thông minh không phải đại trí tuệ, bàng môn tà đạo cũng không thể dùng đến chỉ thế thiên hạ. Ngươi, không thông qua ta cái này liên quan, trở về đi. Trở về. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm lại là một mặt kiên định, đừng nói Khuynh Thành đã bị ngươi đưa đi, chỉ nói trở về đó là một con đường chết. Ta lại sao có thể trở về? Ta có thể không muốn trở thành nơi này tử linh, vĩnh viễn tại cái này minh hải bên trong phiêu đãng. Nói, Trác Phàm đã là đột ngột đến một bước chân, trong nháy mắt bay lên không trung, trong hai con ngươi đều lập lòe lên nói đạo ánh đen, hai ngón khép lại, một cỗ kinh khủng kiếm khí cũng là bỗng nhiên xuất hiện tại giữa ngón tay phía trước. Diệt thế kiếm đạo, thí thiên. Hưu. Một kiếm huy động, kiếm cương mãnh liệt. Từ kiếm đồng về sau, Trác Phàm cũng cuối cùng lĩnh ngộ ngũ kiếm hợp nhất diệt thế kiếm đạo, một kiếm ra, thiên hạ diệt. Màu đen kiếm phong, phảng phất là thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái, đột ngột đến hướng đại hán kia phóng đi. Trong mắt nhìn không được run run, đại hán kia cuối cùng lộ ra nghiêm mặt, cười lớn một tiếng, ha ha ha. Xem ra ngươi cũng không phải là tạp mà không chuyên, kiếm này đế kiếm nói ngược lại là lĩnh ngộ rất sâu, còn thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Bất quá, muốn đối phó lão phu. Còn không dễ dàng như vậy, bá quyền. Đụng. Không còn chỉ là dùng hai ngón tay, mà chính là nguyên toàn bộ quyền đầu, đại hán kia bỗng nhiên hướng kiếm kia cương vung đi, lại là một tiếng ầm vang,
kiếm cương trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán, Trác Phàm cũng là bởi vì cái kia lực phản chấn, đột ngột đến bị đánh bay ra ngoài, nháy mắt không thấy tăm hơi. Chờ hết thảy đều bình tĩnh về sau, đại hán kia chậm rãi thu hồi quyền đầu, cúi đầu xem xét, lại là nhìn không được bật cười lên, nghĩ không ra lão phu cũng có gian lận thời điểm, rõ ràng nói qua muốn linh vương đối linh vương, nhưng vẫn là đem lực lượng tăng lên tới hoàng giai. Tiểu tử kia, theo lý thuyết có thể thông qua nơi này, chỉ bất quá. Lão phu mục đích còn không có đạt tới a, ha ha ha. Chậm rãi rũ tay xuống đến, cái kia trên mu bàn tay, một đạo rõ ràng bạch ấn, thình lình hiển hiện. A, một phương diện khác, Trác Phàm kêu to không ngừng, bị cái kia cự lực chấn động đến một mực hướng về sau bay lên, sau cùng đúng là trực tiếp theo cái kia đốt lên cửa lớn cửa động thẳng bay ra ngoài, phốc một tiếng, liền đụng vào một bộ thân thể mềm mại phía trên. Đợi lạch cạch một tiếng, rớt xuống, cũng là bị một cái như ngọn núi bàn tay lôi ở. Ngay sau đó, từng cái cao như núi đầu lâu ào ào tiếp cận đến, chăm chú nhìn hắn không thả, lao nhao, đây không phải sứ giả đại nhân à, ngài không có sao chứ? Sứ giả đại nhân, bên trong vị kia đại nhân không có làm bị thương ngươi đi. Sứ giả đại nhân, ngài bên người cái kia nữ oa đây, làm sao không có theo ngươi đi ra đến? Một đám linh thú lao nhao, làm cho đầu hắn đều lớn hơn, chỉ là hắn cũng không đoái hoài tới những thứ này hảo tâm hải linh thú hỏi han, một cái thông minh, đứng dậy, liền xem thương thế trên người, lại là rất kỳ quái, không có chút nào tổn thương. Chẳng lẽ nói, bên trong người cũng vô hại ta chi ý? Nếu không vừa mới cái kia cự lực xông lên, ta không chết thì cũng trọng thương. Cảm thấy do dự một chút, Trác Phàm lại lòng sinh nghi hoặc, nhìn về phía chung quanh những cái kia linh thú hỏi, bên trong người kia đến tột cùng là ai? Làm sao lợi hại như vậy, mà lại tựa như nhìn trời đế, kiếm đế còn có kỳ lân đều rất quen bộ dáng. Ách, cái này, chưa phát giác trì trệ, chúng linh thú ảo ảo nghiêng đầu đi, ngậm miệng không nói. Chỉ một thoáng, vừa mới còn ầm ĩ khắp trốn linh thú nhóm, trong nháy mắt liền không có thanh âm. Nhìn chằm chằm bọn họ không thả, Trác Phàm biết trong lòng bọn họ rõ ràng, liền vội ho một tiếng, uy hiếp nói, các ngươi không phải nói sinh tử đều tôn hải ngao đại nhân chi mệnh sao? Hiện tại ta thay đại nhân hỏi ý kiến hỏi các ngươi vì sao không nói? Hải ngao đại nhân hắn biết, chúng ta không cần đến nói. Lập tức, liền có một con linh thú đoạt trả lời trước, chúng linh thú nghe xong, cùng nhau gật đầu. Ra mặt co lại, Trác Phàm không còn gì để nói. Đám gia hỏa này rất hiển nhiên từng chiếm được mệnh lệnh, không được lộ ra người kia mảy may tin tức. Thế nhưng là biết người biết ta, vừa rồi trăm trận trăm thắng. Càng là cường giả như vậy, hắn hiện tại chiêu số ra hết, rất hiển nhiên đối đầu không được, nhưng muốn dùng trí lời nói, liền đối phương nội tình đều không rõ ràng, lại căn bản không có khả năng a. Nghĩ tới đây, Trác Phàm con ngươi loạn chuyển, đổi lại một loại hỏi pháp ai, bên trong đại hán kia thực lực mạnh như thế, là thánh giả đi. Vậy ta vô luận như thế nào đều đánh không lại, ta một giới linh vương, không phải thánh giả đối thủ. Ha ha ha, sứ giả đại nhân, tuy nhiên nói như vậy có chút quá mức, nhưng ta vẫn cảm thấy ngài có chút chẳng biết xấu hổ. Vị đại nhân kia, có thể tuyệt sẽ không cố ý khi dễ ngài. Há, này làm sao nói? Hắc hắc, có lẽ ngài không biết, vị đại nhân kia coi trọng nhất công bình, bao quát cái này cửa đá cũng thế, đối với người vượt ải đều là tự mình chế tạo. Ngài nếu là linh vương cảnh lời nói, cái này cửa đá nhất định có thể bằng linh vương cảnh đẩy mạnh, ngài cũng nhất định có cơ hội thông qua vị đại nhân kia chấn giữ. Bởi vì vị đại nhân kia, cũng sẽ dùng tương ứng lực lượng, cũng chính là linh vương cảnh, đến cùng ngài đối địch. Cái kia làm sao có thể? Không khỏi giật mình, Trác Phàm không thể tin, hắn tùy ý ngáp một cái, phủi phủi đầu ngón tay là có thể đem người thổi ra cách xa vạn dặm, đây cũng là linh vương. Liền xem như thánh giả. Cũng không đủ a. Thản nhiên cười, chúng linh thú từ chối cho ý kiến địa lắc đầu, cùng một đẳng cấp chênh lệch, nhưng cũng là rất lớn, cái này cũng phải nhìn cá nhân đối lực lượng trưởng khống. Bất quá có một chút người nói đúng, vị đại nhân kia linh vương cảnh lúc, thật đúng là đi chọn qua thánh giả. Tuy nói không thể thành công, nhưng năm đó toàn thân hắn trở ra cũng là chấn động một thời. Về sau hắn trở thành thánh giả, liền cùng trăm con cấp 12 linh thú so lực, vững vàng chiếm thượng phong. Khiến linh thú giới khuất nhục một đoạn thời gian. Lại về sau kỳ lân đại nhân ra mặt, mới miễn cưỡng cùng người kia liều cái tương xứng mà thôi. Không khỏi giật mình,
Trác Phàm nhịn không được đại kêu ra tiếng, cùng Kỳ Lân so lực mà không bại, đây chẳng phải là... Ngô! Bỗng nhiên che miệng, con linh thú kia phát hiện tự mình nói sai, vội vàng đung đưa to lớn móng vuốt, vội vàng nói, đặc sứ đại nhân, đây đều là ngươi đoán a, ta không nói gì. Thế nhưng là, Trác Phàm đã nghe không được hắn dặn dò, chỉ là thật sâu nhíu mày, sau đó lại nhìn xem cái kia cự môn, cảm thấy rốt cục không sai. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm vừa tung người, nhảy xuống cái kia mềm mại móng vuốt, chậm rãi đi vào cự môn trước, dương mắt nhìn hắn cái kia vừa mới thiêu ra hang lớn, không khỏi lộ ra chế nhạo nụ cười. Sau đó đụng một tiếng, song trưởng đẩy lên cửa đá, trên cánh tay phải hồng mang lần nữa đại phóng. Chúng linh thú gặp này, ào ào không hiểu ây. Đặc sứ đại nhân, ngài đây là đang làm cái gì? Cửa này ngài không phải đã qua sao? Hiện tại ngươi muốn làm, muốn đi chọn chiến bên trong vị kia đại nhân tài đúng a? Cửa này, ta người qua, tâm lại không qua. Khóe miệng xẹt qua một đạo buồn vô cớ, Trác Phàm sâu xa nói, bên trong tiền bối kia nói đúng, nhân sinh đại đạo, không nên đầu cơ trục lợi. Cửa này đo là tâm, mà không phải lực, không có đùa nghịch tiểu thông minh chỗ trống. Nói, Trác Phàm đã là thật sâu nhắm lại hai con ngươi, dùng hết lực lượng toàn thân bắt đầu đẩy mạnh lên cửa đá đến, đại não một mảnh chạy không, chỉ là chuyên chú đẩy, không muốn hắn vụn vặt. Đại hán kia lỗ tai khẽ nhúc nhích, tựa hồ biết bên ngoài sự tình, khóe miệng chưa phát giác nhếch lên một cái vui vẻ đường cong, không hổ là hắn a, không kiêu không ngạo về sau, ngộ tính coi là thật đến. Một canh giờ, hai canh giờ, đại môn kia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ba canh giờ, sau bốn canh giờ, vẫn là cái này tình huống. Trác Phàm cứ như vậy một mực đẩy, không có nửa phần lòng lực, mà lại hai mắt cũng một mực nhắm, mặt không đổi sắc, chỉ có kiên nghị, thậm chí toàn thân cao thấp bị mồ hôi thấm ướt, cũng không phát giác. Vây xem những cái kia hải linh thú nhóm, từng cái ngốc trừng trong mắt, thì nhìn lấy người này cùng cửa đá, tựa hồ hợp lại cùng nhau giống như, không nhúc nhích, thời gian dài như vậy, cũng là rất là kỳ lạ. Cái này rõ ràng vẫn là không đẩy được a, hắn làm sao còn muốn kiên trì. Mà lại tiếp tục như vậy, càng kiên trì, lực lượng càng nhỏ, còn không bằng nghỉ ngơi một chút. Kết quả là, bọn họ liền muốn khuyên một chút, nhưng là còn không đợi bọn hắn mở miệng, Trác Phàm chính mình đã lỏng lực, thân thể chậm rãi lui về phía sau lui, nhưng hai con ngươi lại vẫn không có mở ra. Liếc nhìn nhau, chúng linh thú không sai gật đầu, đây là tạm thời từ bỏ, muốn nghỉ ngơi. Đụng. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn phát ra, lúc này đem những linh thú này giật mình, dương mắt nhìn lên, lại chính gặp cái kia cẩn trọng cửa đá, ầm ầm một tiếng rung động về sau, một số cho bụi không khỏi tung bay rơi xuống, đúng là động. Trong mắt co rụt lại, chúng linh thú lại nhìn về phía Trác Phàm lúc, đã thấy hắn dù chưa mở ra hai con ngươi, nhưng là hồng mang nội liếm, đẩy cửa hai tay cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá, cũng là như thế nhìn qua so lúc trước nhu yếu rất nhiều hai tay, lại là tại từng tiếng ầm ầm tiếng vang dưới, đem cái kia cẩn trọng cửa lớn mở ra, lộ ra bên trong càng rộng lớn hơn thiên địa. Từ từ mở mắt, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một tia vui vẻ, chậm rãi cất bước, quang minh chính đại địa đi vào. Đợi lần nữa đi vào đại hán kia trước mặt lúc, Trác Phàm không hề nói gì, chỉ là nắm chắc quả đấm, nhẹ nhàng vung về phía trước một cái. Phốc! Một đạo vô hình quyền kình, đột nhiên phóng tới đại hán mặt. Đại hán kia cũng không còn như lúc trước như vậy lãnh đạm, đưa tay một quyền phản ra, đụng một tiếng, đánh vào quyền kình kia phía trên, nhất thời tản mát ra vô tận trùng kích phá, ngàn dặm bên trong, đại địa toái nứt, một mảnh hất bụi cát bay. Cho dù là bên ngoài cửa Minh Hải, cũng là lần nữa nhấc lên cuồng phong biển động, dẫn tới một số hải thú run rẩy không ngừng. Rắc! Sau một khắc, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, đại hán kia dưới trướng chiếc ghế, nhất thời bẻ gãy, ngã trên mặt đất. Liếc mắt liếc cái kia gỗ vụn liếc một chút, đại hán lại nhìn về phía Trác Phàm, vui vẻ gật đầu, ngươi thắng, cửa này. Ngươi thông qua. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Cúi người hành lễ, Trác Phàm hướng về đại hán thật sâu bái hạ. Cũng không có làm rõ thân phận đối phương, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt. Thật sâu liếc hắn một cái, đại hán kia chậm rãi hướng hắn đi tới, thăm thẳm lên tiếng, lực chi cực vì bạo, bạo chi cực vì bá. Cuồng bá chi đạo, hủy thiên diệt địa, không gì không phá. Nhưng thế gian không có vĩnh viễn không thôi cuồng bạo, cho nên bá chi cực vì kiệt. Lực chi kiệt quệ, tự hủy đường, bởi vậy bá chi ngọn nguồn vì tính, tính như xử nữ,
động như gió bão, trong chớp mắt, thiên địa rung chuyển, sau về an bình. Ngươi, biết ta đang nói cái gì sao? Bá là một trong nháy mắt, tính vì vĩnh hằng. Cuồng phong bạo vũ chỉ là nhất thời, một mực lâu dài vẫn là gió mát mặt trời gay gắt. Chánh thức bá đạo, không tại hủy thiên diệt địa, mà tại bình tĩnh bên trong thiên địa. Khẽ gật đầu, Trác Phàm thản nhiên nói. Hài lòng gật đầu, đại hán kia cười nói, không tệ, chính mình lĩnh ngộ, dù sao cũng so lão phu tận tình khuyên bảo trình bày, muốn khó hơn nhiều. Đây là ngươi thông quan bằng chứng, đi thôi. Nói, đại hán kia hai cái đầu ngón tay nhẹ nhàng tại Trác Phàm cái trán một chút, một đạo sáng chói thất thải hào quang chính là thoáng qua một trôi qua, biến mất ở giữa. Bỗng dưng, Trác Phàm thân thể lắc một cái, trong lòng trong sáng rộng rãi, tựa hồ rất nhiều cảm ngộ, tâm cảnh lại có tăng lên rất nhiều giống như. Tiền bối, như vậy cửa thứ hai tại cái gì phương vị? Bình tĩnh một chút tâm tình, Trác Phàm lần nữa ngẩng đầu hỏi. Khóe miệng một phát, đại hán kia không nói hai lời, một chảo hắn đầu vai, liền đem hắn hung hăng ném ra, nháy mắt không thấy tăm hơi, ta đưa ngươi đi, ha ha ha. Hiu, a, à. Tiếng kêu sợ hãi càng ngày càng xa, đại hán kia nhìn lấy Trác Phàm đi xa bóng người, hớn hở gật đầu. Lúc này, ông một đạo nhẹ vang lên, một lão giả bóng người chậm rãi xuất hiện tại hắn sau lưng. Nếu là Trác Phàm ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ nhận ra. Cái này không phải liền là bọn họ tại Minh trên bờ biển nhìn thấy cái kia vượt biển lão nhân sao? Xem ra thiên ma đại hóa quyết thật khác biệt tiếng vọng, lão phu bá đạo, tuy nhiên hắn chỉ là nhập môn, nhưng xác thực tiếp nhận a. Phun ra một hơi thật dài, đại hán kia cảm thán lên tiếng. Tên lão giả kia gặp này, cũng là khẽ gật đầu, cười nói, đúng vậy a, cứ như vậy, chúng ta năm đó kế hoạch, thì có hy vọng đạt thành. Oanh! Thế mà! Còn không đợi hắn tiếng nói kết thúc, một tiếng vang thật lớn lại là chợt tại Minh Hải trên không nổ tung, toàn bộ Minh Hải cũng đang không ngừng đong đưa lên. Sắc mặt trầm xuống, hai người liếc nhìn nhau, đều là nhìn không được ngưng trọng lên, cơ hồ là cắn chặt hàm răng, đồng thời lóe ra hai chữ thiên đế. Một phương diện khác, u ám dưới đáy biển một đạo lưu quang xẹt qua, đụng một tiếng, nện ở một cái cao 2 mét cửa gỗ phía trên, nhất thời liền đem cửa phi đụng thành nát nhừ. Biến thành một đống gỗ mục đầu. Đây là, chỗ nào a? Trác Phàm chậm rãi đứng dậy, phốc đánh một chút trên thân cho bụi, nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, một mặt kỳ dị nói. Hô! Một đạo khói đen luồn lên, chỉ là trong chớp mắt liền tới đến trước người hắn, trầm thấp tiếng nói, qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào cửa thứ hai, ta cũng đã lâu chưa thấy qua người sống, ha ha ha. Chưa phát giác sợ hãi cả kinh. Trác Phàm lúc này giật mình, dưới chân liền thực sự, liền vội vàng chạy ra 100 mét khoảng cách, chờ dừng thân lại, quay đầu đi xem lúc, đã thấy chẳng biết lúc nào, hắn vừa mới nơi ở, chính phiêu hốt một đạo nồng đậm hắc khí, thấy không rõ bên trong là ai. Tiền bối, ngài cũng là cửa thứ hai người giữ cửa. Nghĩ đến cũng là ảnh hưởng rất lớn nhân vật, Trác Phàm lúc này thật sâu bái hạ, thỉnh thoảng còn đang quan sát hắn quanh người, riêng là cái kia phá nát cửa gỗ. Càng làm cho hắn ngăn không được giật mình, cái này không phải là cửa thứ hai đóng cửa a, vậy ta có phải đã tính toán vào cửa? Hắc khí trở nên hoảng hốt, lộ ra hư vô mờ mịt, phát ra đạo đạo tà tiếu, khặc khặc khặc, đương nhiên, người đều đem chúng ta phi đụng thành bộ dáng này, chẳng lẽ còn không tính vào cửa sao? Ách, vậy vãn bối sau đó nên làm như thế nào, mới tính vượt qua kiểm tra? Đánh bại ta, lại là đánh bại ngài, cùng ải thứ nhất giống nhau sao? Không khỏi giật mình, Trác Phàm lớn tiếng nói. Lần nữa phát ra từng tiếng nụ cười quỷ quyệt, hắc khí kia trêu chọc lên tiếng, hắc hắc hắc. Lão phu cũng không giống như ải thứ nhất cái kia quê mùa như vậy trung hậu, bắt đầu thi trước tiên để ngươi vật nhỏ này thêm nhiệt, lão phu thế nhưng là trực tiếp bắt đầu thi. Mà lại, lão phu đây chính là thi mệnh, hoặc là duy nhất một lần thông qua, hoặc là thì giữ mệnh lại. Thân thể không khỏi chấn động, Trác Phàm sắc mặt đại biến, giật nảy cả mình. Thông qua ải thứ nhất hắn, hoàn toàn minh bạch, cái này người giữ cửa đều là bực nào nhân vật. Lúc trước đại hán kia không có tâm muốn giết hắn, mà lại hướng dẫn từng bước, tại dẫn đạo hắn nắm giữ mới đạo thống. Thế nhưng là người này, lại là vừa lên đến thì động thủ, hơn nữa còn là duy nhất một lần quyết chiến. Chính mình đối với hắn không có nửa phần giải, cái nào có một chút phần thắng. Ây, tiền bối, không biết ngài động thủ có cái gì quy củ sao?
tỷ như ngài cũng lấy linh vương cảnh tu vi động thủ với ta. Khặc khặc khặc, ngươi suy nghĩ nhiều, lão phu không giống cái kia quê mùa dễ nói chuyện như vậy, muốn động thủ thì tất sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ha ha ha, tiếp chiêu đi. Hiu. Vừa mới nói xong, cái kia đạo hắc khí đột ngột đến hóa thành một đạo mũi tên, bỗng nhiên hướng Trác Phàm phóng đi. Trong mắt chừng một cái, Trác Phàm căn bản không kịp phản ứng tới là chuyện gì xảy ra, hắc khí kia đã là siêu một chút, chui vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, nhưng gặp thân thể một trận phồng lên, cuồn cuộn hắc khí từ trên người hắn tiêu tán đi ra, sau đó một đạo hắc ảnh liền ngột đến xuất hiện tại hắn sau lưng, cùng hắn lưng tựa lưng sát bên. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lý do an toàn, vẫn là vội vàng một bước cước bộ, cùng sau lưng bóng người kia kéo dài khoảng cách. Chờ dừng lại quay người sau, đập vào mi mắt tràng cảnh, lại là làm hắn lúc này quá sợ hãi. Ngươi, ngươi! Hắc hắc hắc, đúng vậy a, ta chính là ngươi. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà tiếu, bóng đen kia cũng xoay người lại, lại là lộ ra một trương khiến Trác Phàm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa gương mặt. Chính hắn. Không sai, bóng đen này thế mà biến thành một cái khác hắn, chẳng những diện mạo giống, thần thái cũng giống, thậm chí thân hình cũng bình thường. Trác Phàm nhìn lấy bóng đen kia, quả thực thì cùng chiếu giống như tấm gương, giống như đúc. Da mặt chưa phát giác hơi hơi rút rút, Trác Phàm không còn gì để nói, bật cười nói tiền bối, ngài. Ngài đây là ý gì? Đây chính là cửa thứ hai khảo nghiệm, biết người biết ta. Ta cười một tiếng, bóng đen kia quả thực cùng Trác Phàm giống như đúc, lão phu cũng không khi dễ ngươi, thì dùng ngươi chính mình thực lực, đối chính ngươi. Lại nói, lớn nhất giải chính mình người, cần phải liền là chính ngươi a. Nhưng tương tự, lão phu cái này cái thứ hai Trác Phàm cũng giống vậy rất giải ngươi. Cứ như vậy, tay trái đối tay phải, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Ha ha ha. Mi mắt ngăn không được run run, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, khẽ gật đầu, một trái tim ngược lại buông ra. Tuy nhiên đem chính mình làm đối thủ, có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng tối thiểu lực lượng ngang nhau, chỉ cần chiến pháp thỏa đáng, vẫn là có cơ hội thắng lợi. Thế nhưng là những lão gia hỏa này đều là thâm bất khả trắc quái vật. Nếu là thật sự đem thực lực chân chính lấy ra lời nói, chính mình lại là không có chút nào phần thắng có thể nói. Nhìn như vậy lời nói, cửa này ngược lại so ải thứ nhất tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Trác Phàm sắc mặt dần dần bình ổn xuống tới, giơ tay lên nói, mời ra chiêu. Gào to, thẳng lạnh nhạt a. Thấy hắn như thế bộ dáng, người kia không khỏi cười khẽ một tiếng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, mặt đối với mình so mặt đối với chúng ta dễ dàng sao? Ha ha ha, nhưng lão phu hôm nay liền nói cho ngươi, tất cả mọi người là bị chính mình đánh bại. Một đời người bên trong, mặc kệ là như thế nào cường giả, tránh thức đối thủ, chỉ có một người, chính là mình. Trong mắt tinh mang lóe lên, người kia ngón tay nhất thời hóa thành kiếm chỉ, hướng về Trác Phàm bên kia chính là phủ đầu một bổ, diệt thế kiếm đạo, hủy. Hưu, khủng bố kiếm cương, hiện ra đen nhánh kiếm mang, đột ngột hướng Trác Phàm chỗ đó phóng đi. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, Trác Phàm cảm thấy kinh hãi, làm sao có thể. Cái này phục chế phẩm chẳng những phục chế hắn lực lượng, liền hắn chiêu số đều có thể phục chế. Mà lại cái này diệt thế kiếm đạo là đúng 5 loại kiếm đạo lĩnh hội đến cấp độ sâu, mới có thể lĩnh ngộ sử xuất. Hắn cũng bất quá gần nhất mới tìm hiểu ra không lâu, cho dù người này không còn có tại kiếm đế tu vi, nhưng cũng không thể tùy ý bước vào người khác đạo thống đi. Cái này là căn bản không thể nào làm được sự tình, kiếm đạo là chỉ thuộc về ngộ kiếm người chuyên trúc kỳ kỹ, sao lại thế? Thế nhưng là, hắn hiện tại đã chú ý chẳng phải nhiều, mắt thấy cái kia khủng bố kiếm cương đánh tới, lập tức đồng dạng khép lại hai ngón, một cái diệt thế kiếm đạo lập tức trở về. Đụng! Hai đạo đồng dạng khủng bố kiếm cương hung hăng đụng vào nhau, phát ra chấn thiên bạo hưởng, dẫn tới đại địa chấn chiến, biển động liên tiếp phát sinh. Trác Phàm đang lui về phía sau hai bước, mới miễn cưỡng ngừng lại, nhưng là đối diện cái kia phục chế phẩm, lại là dương dương tự đắc địa đứng ở đó, không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Làm sao có thể? Thấy tình cảnh này, Trác Phàm càng kinh hãi hơn, không phải nói hắn lực lượng cùng ta đồng dạng sao? Làm sao đồng dạng chiêu số, hắn sẽ chiếm tại thượng phong? Ta cười một tiếng, cái kia phục chế phẩm từ chối cho ý kiến. Lại nói trên đời này lớn nhất giải chính mình là mình, nhưng nhất không giải chính mình, còn là mình. Trác Phàm a, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có phần thắng sao?
mi mắt lắc một cái, Trác Phàm khuôn mặt dần dần trầm xuống, hai con người biến đến mức dị thường cẩn thận. Đem chính mình chiêu thức đều phục chế người, lực lượng còn mạnh hơn với mình, càng trọng yếu là, hắn so với chính mình càng giải chính mình. Như thế tới nói, quả nhiên là rất khó có phần thắng. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm tâm hung hăng chìm xuống, xem như gặp phải bình sinh đối thủ lớn nhất. Bạch, lóe lên một cái, chẳng biết lúc nào, cái kia phục chế phẩm đúng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đợi lần sau xuất hiện lúc, đã là đi vào hắn sau lưng. Cái trán chợt chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, Trác Phàm quay đầu xem xét, đã thấy người kia phải đồng tử bên trong thế mà lóe ra một nói vầng sáng màu vàng óng. Đáng chết, liền không minh thần đồng. Thế nhưng là đáy lòng của hắn chửi mắng còn không có mắng ra, cái kia vầng sáng màu vàng óng đã là chợt hóa vì hai đạo, mắt trái bên trong, màu đen lôi viêm cũng tại sáng rực bốc cháy lên. Hỏng bét, là lão tử đánh lén thần kỹ, lôi viêm phá không. Chỉ một thoáng, Trác Phàm toàn bộ quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, một trái tim kém chút liền muốn nhảy ra. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới, cũng có ngày, chính mình sẽ bị cái này vô địch sát kỹ cho khóa chặt. Mà cái kia phục chế phẩm, thì là khóe miệng xẹt qua tà dị, trong mắt hiện ra lạnh lẽo, như trước kia hắn đối mặt hắn địch nhân lúc, lộ ra thần sắc giống như đúc. Nghìn cân treo sợi tóc, lửa xém lông mày. Trác Phàm không dám thất lễ, vội vàng đối chọi gay gắt. Đồng dạng phải đồng tử lóe lên hai đạo vòng vàng, mắt trái màu đen lôi viêm tàn phá bừa bãi lên, lôi viêm phá không, lúc này bắn ra. Đụng, hai cái đồng dạng chiêu thức, lần nữa chạm vào nhau, bộc phát ra tranh tranh oanh minh bạo hưởng. Khủng bố màu đen lôi viêm, đột ngột đến hướng bốn phía khuếch tán ra, đốt sạch bát hoang. Cho dù là bốn phía nước biển, đều bốc hơi thành hư vô. Trác Phàm tại lực phản chấn dưới, bị chấn ra ngoài ngàn mét. Hai cái tròng mắt bỗng dưng đau đớn, từng tia tinh hồng máu tươi, cũng là ngăn không được chảy xuống. Lại ngẩng đầu nhìn cái kia phục chế phẩm, em gái ngươi, êm đẹp địa đứng tại phía trước, còn lộ ra khiêu khích nụ cười. Tức xạ mặt lại hạ xuống, Trác Phàm cảm thấy trầm hơn. Cái này phục chế phẩm hiện tại lộ ra nhưng đã nghịch thiên, không những mình chỗ có chiêu số đạo thống đều không sai tại ngực, nhàn quen đến không thể quen hơn. Mà lại lực lượng còn rõ ràng siêu việt chính mình rất nhiều. Cái này càng đánh xuống, cơ hội thắng thì trở thành xa vời. Bỗng dưng, Trác Phàm đã là cau mày thảm đạm, không biết nên như thế nào chỗ chi. Cái kia phục chế phẩm gặp này, nhịn không được cười to lên, thế nào, vừa mới hào khí đi đâu. Ngươi không phải cảm thấy, cái này liên quan lại so với ải thứ nhất dễ dàng sao? Tiền bối, ngươi vì sao càng muốn làm như thế tuyệt đây? Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì sao? Hả, nguyên lai ngươi một mực không cho là ta muốn giết ngươi à, ha ha ha. Thản nhiên cười, cái kia phục chế phẩm từ chối cho ý kiến, vậy ngươi có biết hay không, lão phu ở chỗ này bao lâu? Cũng là bởi vì không có thân thể, ta muốn vĩnh viễn tại cái này Minh Hải bên trong không thấy ánh mặt trời. Minh Hải không phải có luân hồi pháp à, ngươi vì sao không luân hồi đâu? Luân hồi. Tà dị địa liếc hắn một cái kia phục chế phẩm chưa phát giác xùy cười ra tiếng, luân hồi muốn thả phía dưới tất cả mọi thứ, lão phu không bỏ xuống được đồ vật thực sự quá nhiều, làm sao luân hồi. Bất quá, lão phu có chính mình biện pháp, cho dù không đi luân hồi, cũng có thể chuyển sinh. Cũng là đem người sống nguyên thần tiêu diệt, sau đó mượn hắn thân thể luân hồi. Chỉ là nhiều năm như vậy, đều không có người sống đến nơi đây. Hiện tại tốt, ta phục chế ngươi nguyên thần. Chỉ cần ngươi bản chủ chết, ta liền có thể mượn phục chế nguyên thần trở lại trong cơ thể ngươi, một lần nữa làm người, khặc khặc khặc. Một tiếng cười gian, cái kia phục chế phẩm lần nữa mạnh mẽ dậm chân, tựa như Trác Phàm phóng đi, kiếm trong tay chỉ không ngừng huy động, phong thiên, ngút trời, chống trời, bổ thiên, các loại kiếm đạo, đủ loại, tất cả đều hướng Trác Phàm chán bổ tới. Sợ hãi cả kinh, Trác Phàm lúc này liên tiếp lui về phía sau, né tránh cái này cuồng phong bạo vũ. Giống như điên cuồng chém giết, mà lại cái kia đạo đạo kiếm khí bên trong, thật đúng là hàm ý trần trụi sát ý, khiến lúc này chuẩn bị lông tơ đứng thẳng, không dám tiếp tục có lòng khinh thị. Phốc phốc phốc, chợt, vài tiếng trầm đục phát ra, Trác Phàm hai tay cùng đầu vai đã là bị ba đạo kiếm khí xẹt qua, đau nhập nội tâm. Đây chính là thần hồn trạng thái, một khi thụ thương, cái kia đau đớn là thân thể mấy trăm lần không thôi. Bất quá, Trác Phàm đã là quen thuộc. Chỉ là đối mặt cái này phục chế phẩm theo đuổi không bỏ,
lại là không biết nên ứng đối ra sao. Bỗng dưng, Trác Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt lần nữa lập lòe ra hy vọng ánh sáng. Cái này phục chế phẩm nắm giữ là hắn trước kia kỹ năng, không biết vừa mới lĩnh ngộ, phải chăng cũng phục chế đi đâu. Nghĩ tới đây, Trác Phàm tại cái kia đạo đạo kiếm khí phong tỏa dưới, chợt bất động, chỉ là chậm rãi nâng lên cánh tay phải, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Lực chi cực, bá đạo diệt thiên, chỉ ở một sát. Kỳ lân phách quyền. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Trác Phàm cái kia nhìn như nhẹ nhàng một quyền, bỗng nhiên hướng đối phương đập tới. Chỉ là tại quyền đến phần cuối lúc, lại là nhất thời lập lòe lên chói mắt hồng quang, giống như núi lửa bạo phát giống như, đâm vào mắt người không mở ra được tới. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, không gian đều dường như nổ bể ra đến, toàn bộ minh hải đều trong nháy mắt sôi trào. Khủng bố quyền kình, xé mở trước mặt hết thảy trở ngại, hung hăng hướng cái kia phục chế phẩm phóng đi. Bốn phía những cái kia bay loạn kiếm khí, tại cái này đáng sợ quyền kình phía dưới, ào ào phân mảnh, tiêu tán vô tung. Tại ải thứ nhất ngộ đến lực chi cực, phách thiên đạo, phối hợp kỳ lân thần tí uy lực, coi là thật không thể khinh thường. Một quyền này chi uy, chỉ sợ liền thánh giả thần thánh chân thân đều không dám tùy tiện ngăn cản. Bất quá, cái kia phục chế người gặp này, lại là mỉm cười, không chút phật lòng. Sau đó, tại Trác Phàm thật không thể tin ánh mắt bên trong, cái kia nhẹ nhàng một quyền, cũng là chậm rãi nâng lên. Mà lại cái kia tính như xử nữ bộ dáng, đúng là so Trác Phàm vừa mới càng thêm đứng im được nhiều, quả thực tựa như không gian đều ngưng kết một dạng. Chẳng lẽ nói, liền chiêu này hắn? Ha ha ha, ta nói qua, ta chính là ngươi. Ngươi có cái gì, ta thì có cái gì? Nhếch miệng cười một tiếng, phục chế phẩm một quyền kia cuối cùng đập ra, mà lại, ta mạnh hơn ngươi. Đụng. Song quyền tấn công, thiên địa sụp đổ nứt, nước biển chảy ngược. Trong không gian đều xuất hiện màu đen vết nứt, đang không ngừng hướng bốn phía sụp đổ xuống. Chỉ bất quá, tại cái kia hướng bốn phương tám hướng phát tán vô tận sóng xung kích bên trong, mạnh mẽ nhất một đạo, lại là hung hăng hướng Trác Phàm chỗ đó phóng đi. Rất hiển nhiên, tại vừa mới đối quyền về sau, Trác Phàm một quyền lại bị cái kia phục chế phẩm đè chế. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, Trác Phàm quả thực không thể tin được đây là thật, hắn lại bị đồ giả mạo đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đụng! Thế mà, hắn cũng không cần đến nghĩ, cái kia cỗ xông lên cự lực đã là hung hăng đụng ở trên người hắn, lúc này liền đem hắn đâm vào một giảm có hơn, toàn bộ thân thể đều là một trận đau đớn, trong nháy mắt hư yếu rất nhiều. Đợi rơi xuống mặt đất lúc, đã là lại bất lực đứng dậy, sắc mặt thuần một màu trắng. May mắn hắn hiện tại là âm thân thể, không máu không nội tạng, không phải vậy vừa mới cái kia một chút, đoán chừng hiện tại liền ruột đều nên lật ra tới. Hiu! Một cái lắc mình, lần nữa đi vào bên cạnh hắn, cái kia đồ giả mạo chăm chú nhìn hắn không thả, lộ ra tà dị tiếu dung, ha ha ha. Ngươi thua, như vậy cái này liên quan ngươi là xông không qua, mà lại lão phu cũng muốn mượn ngươi nguyên thần sống lại, ha ha ha. Ôi ôi ôi, từng ngụm thở hổn hển, Trác Phàm muốn nỗ lực chống đỡ lấy thân thể, lại là bất đắc dĩ, một cái lảo đảo, lại ngã xuống, cũng đã không thể phản kích, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Thoạt nhìn là nhận mệnh giống như, ủ rũ. Thấy tình cảnh này, cái kia phục chế phẩm không khỏi lần nữa cười lớn một tiếng, nâng lên nhất trưởng, liền muốn hung hăng hướng Trác Phàm chán phái đi. Kết thúc, ta chính chủ, Trác Phàm. Không minh thần đồng tầng thứ 8, thuấn không. Thế mà, đúng lúc này, Trác Phàm lại là bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, phải đồng tử bên trong, chớp động lên tám nói vầng sáng màu vàng óng. Phốc, một tiếng vang trầm. Cái kia đồ giả mạo trên ngực, bỗng dưng mặc một cái động, thân hình hắn cũng là đột nhiên đến dừng lại, không nhúc nhích. Trác Phàm hung tợn theo dõi hắn, dưới thân kiếm chỉ hơi hơi rung động, cười lạnh thành tiếng, thế nào, người không là phục chế ta tất cả lực lượng cùng chiêu thức sao? Chẳng lẽ không biết, không minh thần đồng tầng thứ 8, có thể đem ta bất luận cái gì công kích, tại không gian tùy ý chuyển di, thậm chí di chuyển tức thời đến trên người ngươi sao? Cái này, mi mắt hơi hơi động một cái. Cái kia phục chế phẩm sắc mặt nặng trầm xuống, nhưng rất nhanh lại lộ ra tà dị tiếu dung, cái này ta đương nhiên biết, chỉ bất quá không thèm để ý mà thôi. Cảm thấy run lên, Trác Phàm chăm chú nhìn hắn không thả. Xùy cười một tiếng, phục chế phẩm chỉ Trác Phàm ở ngực nói, ngươi nhìn xem chính ngươi đi. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm cúi đầu nhìn lại, lại là bỗng nhiên giật mình. Chẳng biết lúc nào,
hắn trước ngực mình, thế mà cũng mặc một cái to lớn đại động khẩu, thì cùng cái kia phục chế phẩm giống như đúc. Ách! Thế mà, làm hắn đang nhìn hướng cái kia phục chế phẩm lúc, phục chế phẩm ở ngực thương tổn, đã biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt tràn đầy mê hoặc không hiểu, Trác Phàm trong nháy mắt mê mang. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta là ai a? Phục chế phẩm gặp này, nhịn không được cười lớn một tiếng, ta đã sớm nói, ta chính là ngươi, ngươi thương ta chẳng khác nào tại thương tổn chính ngươi, giết ta chẳng khác nào tại giết ngươi. Ngươi tại trên người của ta lưu phía dưới bất luận cái gì thương thế, đều sẽ ở trên thân thể ngươi thể hiện, ngươi không làm gì được ta. Thân thể ngăn không được chấn động. Trác Phàm quả thực không thể tin được đây là thật, khuôn mặt một trận co rúm lên, cái này sao có thể? Vậy ngươi tại trên người của ta tạo thành thương thế, ngươi làm sao không có việc gì? Khóe miệng xẹt qua thần bí mỉm cười, phục chế phẩm từ chối cho ý kiến. Nhìn chằm chằm hắn không thả, Trác Phàm trong mắt mê hoặc càng ngày càng cái gì, thậm chí cũng không biết chính mình nên như thế nào chỗ chi. Cái này phục chế phẩm, vô luận chính mình cường lực đến đâu lượng, đều tuyệt đối không đả thương được hắn một sợi lông, tuy nói hắn đã mạnh hơn chính mình được nhiều. Có thể là như vậy lời nói, mình còn có cái gì thủ thắng chi đạo. Cái này cửa thứ hai nếu là cái cửa khẩu, thì cần phải có vượt quan khả năng, không cần phải khó giải a. Không có thì thật sâu nhíu lại, Trác Phàm trăm bề không hiểu được. Phục chế phẩm lạnh lùng theo dõi hắn, lại là càng cười càng tà dị, thân thể cũng đang chậm rãi hướng không trung bay lên. Chờ 100 mét không chung lúc, mới hét lớn một tiếng, một cái lao xuống, kiếm trong tay chỉ, hung hăng hướng Trác Phàm vọt tới, chính chủ, vĩnh biệt, từ nay về sau, ta chính là Trác Phàm, ha 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 ha. Cuồng mãnh sát khí, tới gần trước mặt, Trác Phàm lại là vẫn như cũng nghĩ mãi mà không rõ. Hắn vì sao lại có ta không minh thần đồng, vì cái gì liên diệt thế lôi viêm cũng có. Những lực lượng này cũng coi như... Ngay cả ta vừa mới lĩnh ngộ bá quyền cùng kiếm đạo cũng không có sai biệt. Cái này căn bản là cùng là một người, ngoại nhân coi như đánh cắp, cũng không có khả năng đem ngộ đạo cảm thụ cùng tâm đắc trộm đi, coi như đế cấp cao thủ cũng chỗ không đến a, chẳng lẽ nói. Chợt, Trác Phàm nghĩ đến một vấn đề, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia cùng chính mình giống như đúc gương mặt, khóe miệng lộ ra tà dị cùng sát cơ lúc, lại là trong mắt nhất định, hai tay vươn ra. Làm ra một cái lớn mật quyết ý. Phục chế phẩm kiếm chỉ theo Trác Phàm lồng ngực một kiếm xuyên qua, hai người thân thể bỗng nhiên đụng vào nhau, hai khỏa đầu giao thoa sát bên. Thế nhưng là, cái kia phục chế phẩm lại là cũng không có thắng lợi vui sướng, Trác Phàm cũng là sắc mặt bình tĩnh, lại không có ngưng trọng cùng hận ý. Lúc nào phát hiện, khóe miệng hơi hơi run run, phục chế phẩm thăm thẳm lên tiếng. Nở nụ cười hớn hở, Trác Phàm thản nhiên nói. Vừa mới không lâu, ta giết không chết ngươi, chính mình ngược lại thụ thương, ta liền biết, chúng ta vốn là một thể. Huống hồ ngươi cũng một mực tại nói, ngươi chính là ta, Trác Nhất Phàm. Ngươi thắng, Trác Phàm. Xem ra lần này, ta không thể như lần trước một dạng, đoạt xá trọng sinh, ha ha ha. Một tiếng cười khẽ, phục chế phẩm lúc này hóa thành một đoàn hắc khí, dung nhập Trác Phàm thể nội. Khóe miệng hơi vểnh, Trác Phàm trước mắt một trận mơ hồ. Đợi lại rõ ràng về sau, lại chỉ thấy mình chính hoàn hảo không chút tổn hại địa ngồi trên mặt đất phía trên, trước mặt vẫn là vậy mình đụng nát cửa gỗ, chỉ bất quá chung quanh lại rất bình tĩnh, không giống vừa mới đại chiến sau bộ dáng. Một đạo hắc ảnh theo dưới người hắn ngọ nguậy nhẹ nhàng rời đi, tại 3 mét bên ngoài hình thành một cái thân mặc hắc bào bóng người, phát ra vui mừng tiếng chúc mừng đến Trác Phàm, người vượt qua kiểm tra. Đa tạ tiền bối. Chậm rãi đứng dậy. Trác Phàm hướng bóng đen kia khom người cúi đầu, trong mắt lóe ra nói đạo tinh mang, xin hỏi tiền bối, vừa mới hết thảy, xem như hoàn cảnh sao. Tính toán cũng không tính. Đây là giải thích thế nào? Huyễn cảnh cuối cùng giả, nhưng vừa mới như thật mà lại giả. Bóng đen kia trầm giọng nói, đó là ngươi tâm tại đung đưa trái phải, đi qua cùng hiện đang đung đưa. Sắc mặt nghiêm một chút, Trác Phàm hỏi lại, như là vừa vặn ta chết thật. Trong hiện thực cũng thực sẽ tiêu vong sao? Hội cũng sẽ không. Ý này làm sao giải? Chết là Trác Phàm, cái kia sống sót chính là Trác Nhất Phàm. Không chờ hắn tiếng nói kết thúc, Trác Phàm đã là liền nói ngay, hiện tại ta sẽ biến mất, trước kia ta sẽ trở về. Thản nhiên cười, bóng đen kia đạm mạc gật đầu, có thể nói như vậy, bất quá nói biến mất không khỏi qua, dù sao các ngươi vốn là một người. Cái gọi là lưu lại người.
càng xác thực, không bằng nói là tâm đi. Ma hoàng Trác Nhất phàm tâm, cùng hiện tại Trác phàm tâm, lại là giống nhau sao? Tỉ mỉ suy nghĩ nửa ngày, Trác phàm lắc đầu, Trác phàm theo phàm giai mà đến, Trác Nhất phàm là thánh vực thiên chi con cưng, bọn họ tâm tự nhiên không như vậy. Đã tâm khác biệt, vì sao ngươi còn muốn tiếp nhận hắn đâu? Thật sâu nhìn lấy hắn, bóng đen kia không khỏi cười khẽ một tiếng, ngươi phải biết, tâm khác biệt, thì đạo bất đồng, hai khỏa không như vậy tâm quy về một chỗ, rất dễ dàng gây nên xoắn suýt mâu thuẫn, sau cùng liền sinh tâm ma. Ngươi chưa trừ diệt hắn, còn muốn bao dung sao? Mỉm cười, Trác phàm lơ đễnh lắc lắc đầu, người tâm tư biến, bất luận trở nên càng tốt hơn vẫn là tệ hơn, trước kia chính mình cũng không cho phủ định. Dù sao bây giờ chỗ đi ra đường, đều là trước kia cái bóng chỗ làm nền, phủ định trước kia, cũng là lại hủy con đường hôm nay. Tựa như ta bắn hắn một kiếm, sau cùng thương tổn lại tại ta trên người mình, bởi vì chúng ta vốn là một thể. Rất tốt. Hài lòng gật đầu, bóng đen kia không khỏi khẽ cười một tiếng, rất nhiều thánh giả công thành danh toại về sau, liền đem chính mình trước kia cái bóng quên lãng, thậm chí cố ý xóa sạch, một lòng chỉ truy cầu càng cao đế cảnh, lại ai không biết, như thế cách làm, khiến đến bọn hắn tiêu trừ trong lòng nói cơ. Mỗi người đạo, đều là từ vừa mới bắt đầu in dấu xuống ấn ký, đem ấn ký này xóa đi, liền không còn cách nào thành đạo. Cho nên hiện tại thánh giả nhiều vô số kể, đế cảnh lại thiếu nhiều, đây là một nguyên nhân. Vãn bối thụ giáo, khom người cúi đầu, Trác phàm thành khẩn nói. Đạm mạc gật đầu, bóng đen kia chậm rãi bay tới Trác phàm trước mặt, duỗi ra một ngón tay, đâm tại Trác phàm trên trán, lóe ra thất thải hào quang, nếu là ngươi mở mắt ra, trở thành Trác Nhất phàm, vậy lão phu lập tức đưa ngươi trở về làm ngươi ma hoàng, nhưng may mà ngươi vẫn là Trác phàm, đây là cho ngươi thông quan bằng chứng, ha ha ha. Thân thể chấn động, Trác phàm cảm thấy mình trong lòng lần nữa không minh một mảnh, tựa hồ lại nhiều rất nhiều cảm ngộ, thể xác tinh thần một trận thư sướng. Đợi qua một chút, thích ứng về sau, hắn cảm thấy mình tâm cảnh lại có tăng lên, sau đó nhìn về phía bóng đen kia ôm quyền nói, như vậy tiền bối, ta có hay không có thể tiến về cửa thứ ba? Đương nhiên, ta đưa người đi. Vung tay lên, hoa một tiếng, Trác phàm trước mặt liền xuất hiện một cái đen nhánh cánh cửa. Trác phàm tỉ mỉ xem nửa ngày, còn không hiểu được là cái gì, liền bỗng cảm thấy sau lưng bị người đẩy, tại một đạo kinh hô bên trong nháy mắt thì ngã vào cái kia tối như mực cánh cửa bên trong, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó bóng đen kia lại vung tay lên, hắc môn cũng tiêu tán vì hư vô. Vù vù. Đúng lúc này, hai đạo tiếng xé gió vang lên, cái kia vượt biển lão giả và ải thứ nhất đại hán ào ào đi tới nơi này, gặp Trác phàm đã rời đi, mới hớn hở gật gật đầu. Nhìn tới, cửa này hắn cũng qua a, ta còn thực sự sợ hắn lại đi trở về đường xưa, thì bảo thủ. Đúng vậy a, dù sao hiện tại Trác phàm, thì là năm đó Trác Nhất phàm. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cái này thời điểm, bóng đen kia mới phảng phất có chút may mắn nói, ta cũng lo lắng, hắn sau cùng hội lại biến thành Trác Nhất phàm, vậy chúng ta thì thất bại trong gang tấc. Phải biết, Trác Nhất phàm là thuần túy nhất ma đạo tu giả, mà lại là loại kia nhỏ hẹp tiểu ma, không phải đại ma chi đạo, không cách nào đem thiên ma đại hóa quyết tinh túy, thông hiểu đạo lý, cũng không có khả năng truyền thừa chúng ta đạo thống. Nếu là sau cùng, Trác phàm đối với hắn trước kia cái bóng vẫn là có mang địch ý, không có mở rộng cửa lòng tiếp nhận lời nói, ánh mắt cùng lòng dạ đều sẽ lần nữa chật hẹp lên, không cách nào hải nạp bách xuyên. May mắn a. Nghe được lời này, hai người kia đều là gật đầu nói phải, tên lão giả kia càng là nói, rất nhiều người tự mình làm một ít sự tình, cảm giác đến chuyện đương nhiên, nhìn thấy người khác làm, liền lại hội đủ kiểu gạt bỏ. Ai không biết, những người kia đúng là mình cái bóng, chính mình cũng đúng là bọn họ cái bóng. Buồn cười thế nhân ngu dốt, vĩnh viễn bồi hồi tại cái bóng bên trong, các loại với mình cùng mình tranh chấp. Trác phàm có thể nhìn thẳng vào mình bây giờ, lại có thể bao dung trước kia chính mình, làm thành đại đạo, chúng ta khổ tâm rốt cục có manh mối. Lời nói đừng nói trước sớm, hắn nhưng là còn có một cửa muốn qua, sau cùng còn có minh đế khảo nghiệm. Nếu là bên trong có cái gì chuyện rắc rối, chúng ta vẫn như cũ phí công nhọc sức, người thắng lợi sau cùng, chỉ sợ sẽ là thiên đế đi. Chậm rãi khoát khoát tay, đại hán kia lại là vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Còn lại hai người nghe đến, cũng là ngăn không được thở dài một hơi, gật đầu. Ầm ầm. Chợt, một tiếng vang thật lớn phát ra, ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời,
sắc mặt càng thêm trở nên nặng nề. Cái này Minh Hải có chúng ta bốn người đế cảnh đại đạo chống đỡ, qua nhiều năm như vậy, không ngớt đế cũng không làm gì chúng ta được. Chỉ là hiện tại, bốn đạo bên trong, đã có hai đạo truyền đi. Hiện tại Minh Đế công Minh Hải kết giới, không biết còn có thể chống bao lâu, hy vọng có thể tại truyền đạo hoàn thành trước, chống đỡ a. Oanh! Vừa dứt lời, trên trời lại là nổ vang phát ra, dẫn tới toàn bộ hải dương không ngừng mà sôi trào lên, tất cả hải linh thú đều là run run rẩy rẩy địa trốn đi, bao quát những cái kia cấp 12 cũng giống vậy. A! Quen thuộc kêu sợ hãi vang lên lần nữa, bịch một tiếng, Trác Phàm bóng người lần nữa ngã xuống tại một cái kỳ hoa địa phương, mà lại nơi này, so phía trước cái kia hai cái còn kỳ hoa. Nơi này thế mà bầy đầy máy xay gió, ngựa gỗ, bàn đu dây, lung lay ghế dựa các loại. Nhi đồng đồ chơi. Da mặt ngăn không được co lại, Trác Phàm cảm thấy không còn gì để nói, đồng thời trên mặt cũng đầy là nghi hoặc. Ải thứ nhất là một đạo to lớn cửa đá, phàm nhân khó có thể đẩy ra, truyền là lực chi bá đạo. Cửa thứ hai là đem chính mình dẫn vào tâm cảnh, nhìn thẳng vào kiếp trước đương thời, vuốt lên tâm cảnh, luyện là tâm đạo. Tuy nhiên hai vị tiền bối cách làm đều khác hẳn với thường nhân, tự thể nghiệm, tới thì làm chính mình, nhưng cũng không mất phong cách quý phái, tiền bối cao nhân a. Thế nhưng là cái này cửa thứ ba tính toán chuyện gì xảy ra, nhì đồng chỗ vui chơi sao? 100 năm trước ta thì không cho tiểu tam tử mua loại vật này, được không? Cảm thấy oán thầm không ngừng. Nhưng Trác Phàm cũng không dám tự mình đoán bừa, chỉ là nhìn chung quanh một chút, giống như không có người nào ảnh, liền hét to nói, dám hỏi nơi này là cửa thứ ba sao? Không biết vị tiền bối nào giữ cửa, có thể hay không ra gặp một lần? Trầm mặc, không có âm thanh. Trác Phàm kỳ quái, tìm khắp tứ phía, nhưng như cũng không thấy một bóng người. Siêu! Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh tại hắn sau lưng lóe qua, Trác Phàm giật mình, quay đầu xem xét, lại giống tuếch. Cái gì cũng không có. 3. Lại là một tiếng vang nhỏ, có người tại hắn sau lưng vỗ một cái. Trác Phàm mãnh liệt quay đầu, nhưng như cũ cái gì đều không nhìn thấy, chưa phát giác bật cười một tiếng, tiền bối, ngài cũng đừng đùa nghịch tại hạ, lấy thực lực ngươi, ngươi muốn chơi chết ta, ta đều không có cách nào a. Ha ha ha, nhiều năm như vậy không người đến, ta đều ngạt chết, làm sao bỏ được chơi chết ngươi đây. Bỗng nhiên một đạo non nớt đồng âm tại bên tai vang lên, Trác Phàm giật mình, vội vàng quay đầu xem, nhưng như cũ cái gì cũng không nhìn thấy, chưa phát giác chăm chú nhíu mày đến, tiền bối, không biết cửa thứ ba muốn như thế nào thông qua, cũng là đánh bại ngài sao? Đánh bại ta làm gì? Một tiếng vui cười phát ra, đạo đồng kia âm vang lên lần nữa, đã ngươi nghĩ tới quan, cái này vượt qua kiểm tra đề mục cũng là chơi trốn tìm a, ngươi tìm tới ta, liền để ngươi thông quan, thế nào? Chơi trốn tìm. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm ngạc nhiên nói, cái này quá tùy tiện đi. Tùy tiện, ngươi cảm thấy tùy tiện sao? Không khỏi khẽ giật mình, đứa bé kia tựa hồ cũng là sững sờ một chút, trầm ngâm một chút, lần nữa nói, vậy liền chơi người gỗ a, người thắng thì thông quan. Em gái ngươi, thông quan đề mục có thể tùy tiện loạn đổi sao? Cũng quá mẹ nó không nghiêm cẩn đi, cùng phía trước cái kia hai vị tiền bối cao lớn bóng người. Quả thực hoàn toàn trái ngược a. Cái này, cũng là cửa thứ ba người giữ cửa. Da mặt ngăn không được co lại, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bật cười nói, tiền bối, ngài có thể đừng nói giỡn sao. Tuy nói ta cũng thật muốn thông quan, nhưng ngài cái đề mục này, có phải quá không tôn trọng ta? Tôn trọng, tiểu tử ngươi mới bao nhiêu lớn, muốn ta tôn trọng. Chợt một chút, đạo thân ảnh kia cuối cùng né qua Trác Phàm trước mặt, lại là cái 7-8 tuổi bé trai. Bất quá nhìn qua hắn tuy là cái nam hài, nhưng trong mắt chỗ sâu lại là lộ ra thâm thúy, khuôn mặt càng là cao ngạo vô cùng, liếc xéo lấy Trác Phàm không thả, lỗ mũi đều nhanh thông thiên giống như. Nhìn lấy hắn, Trác Phàm có một loại cực kỳ cảm giác quái dị, dường như lần thứ nhất tại bầu trời gặp phải tiểu tam tử giống như. Không sai, khi đó đối tiểu tam tử, hắn cũng nên xưng tiền bối, nhưng là đối mặt một cái vô luận tư tưởng vẫn là ngoại hình đều không thoát ly non nớt hài tử. Hắn thực sự ra không miệng. Ách, tiền bối cũng là thánh thú chết thảm. Phi, cái gì thánh thú, lão tử là nhân loại. Khinh thường bĩu môi, cái đứa bé kia nhẹ hừ một tiếng, cao ngạo địa ngẩng đầu lên, tiểu gia hỏa, thượng cổ đệ nhất thiên tài danh hào, người có từng nghe chưa? Ách, đệ nhất thiên tài. Hơi hơi sững sờ một chút, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ,
đây không phải là thiên đế à, thập đế xếp ở vị trí thứ nhất, cũng là hắn à. Phi, hắn là thành tựu tối cao, nhưng không nhất định là đệ nhất thiên tài à. Không cam lòng địa lắc lắc đầu, cái đứa bé kia một mặt tốt sắc, thiên tài cũng là thiếu niên đắc chí, thanh niên đắc chí, người già cũng phải chí loại kia không tầm thường người. Ngươi nhìn ta số tuổi, như thế dung mạo, như thế thư thái, như thế thanh xuân không hối hận, ngươi cảm thấy ta còn không tính thiếu niên đắc chí sao? Thiên đế hắn cái nào so cho ta? Hắn nhiều lắm là bảo trì 20 tuổi diện mạo, nói cách khác hắn 20 tuổi mới chí, tu luyện tới trình độ nhất định, dung nhan bất lão. Nhưng là ngươi nhìn ta, 8 tuổi đắc chí, người nào càng thiên tài? Hừ hừ, thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm suy nghĩ một chút, bỗng dưng giật mình, nghe nói thập đế bên trong, xếp hạng cuối cùng đồng đế, cũng là thiếu niên đắc đạo, chẳng lẽ ngài chính là? Uy, ngươi có thể đem xếp hạng cuối cùng 4 chữ này bỏ đi à? Da mặt ngăn không được co lại, đồng đế bất đắc dĩ liếc hắn một cái, khinh thường bĩu môi, đồng dạng là đế quân, nói người khác còn tốt. Riêng là thiên đế ba cái kia lão gia hỏa, còn ở phía trước chẳng biết xấu hổ địa thêm cái mạnh nhất tam đế, hết lần này tới lần khác đến ta chỗ này, thêm cái cuối cùng, các ngươi liền không thể thêm cái thiên tài nhất loại hình sao? Khi dễ ta người tiểu đúng hay không? Thản nhiên cười, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cung kính cúi đầu, xin lỗi, đế quân, tại hạ nói sai. Bất quá dù vậy, ngài cũng coi như vị vô cùng đế quân, hiếm có người cùng a, liền xem như tăng thêm hai chữ kia. Cũng là ngàn vạn người vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Ta thì lại không thích nghe các ngươi nói hai chữ kia, làm đến ta so cái kia 9 cái lão gia hỏa kém bao nhiêu giống như, hừ. Tức giận bất bình địa theo trong lỗ mũi phun ra hai ống khí thô, đồng đế sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt cũng bất thiện, quát lạnh nói, uy, tiểu tử, ngươi là đến vượt quan. Ách, là, không cần xông, ngươi trở về đi, không thông qua. Vì cái gì? Ta cái này còn chưa bắt đầu đây. Còn hỏi vì cái gì, cũng bởi vì ngươi nói hai chữ kia, ta nói không thông qua, cũng là không thông qua, ngươi xông cũng vô dụng, hừ. Hung hăng nguyết hắn một cái, đồng đế cao ngạo nâng lên đầu, hừ nhẹ lên tiếng, dám nói ta cuối cùng, ta để ngươi vĩnh viễn ở tại Minh Hải, cô độc sống quãng đời còn lại. Nghe được lời này, Trác Phàm nhất thời im lặng, dở khóc dở cười. Cái này đồng đế cho dù hình dạng là hài đồng, nhưng cũng là tu luyện vô số năm tháng đế quân, cùng lúc trước gặp phải cổ tam thông lại có khác nhau, là đường đường chính chính lão quái vật, cũng không phải là ấu niên kỳ, làm sao còn là một bộ hài đồng tính nết. Thật không biết hắn là làm sao xưng đế, hắn chỗ tìm hiểu đạo thống lại là cái gì. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn hiện đang cố ý làm khó dễ, chính mình lại là không có cách nào, đành phải xuất ra làm ban đầu hống tiểu tam tử biện pháp, bắt đầu hống thiếu niên này đế quân. Ai bảo bọn họ đều như thế, năm này tháng nọ ma luyện về sau, vẫn là hài đồng tính tình đâu. Ách, đế quân, vừa mới vãn bối có nhiều mạo phạm, không lựa lời nói. Trên thực tế, tại thập đế bên trong, vãn bối bội phục nhất cũng là đế quân ngài. Ưỡn lấy một gương mặt mo, Trác Phàm rực rỡ cười một tiếng, A-dua nói, ngài suy nghĩ một chút, từ xưa đến nay, người nào có ngài thiên phú cao a? Qua nhiều năm như vậy. Ta thì chưa thấy qua thiếu niên đắc đạo người. Coi như ta cái kia con nuôi cổ tam thông, lúc trước gặp phải lúc cũng là bởi vì thánh thú còn nhỏ, mới xem ra tu vi cao thâm, hiện tại không phải cũng lớn lên à. Chỉ có ngài, đồng nhan không già, truyền kỳ cả đời, hắn đế quân vỗ mông ngựa đều không kịp ngài à. Đoán chừng bọn họ cũng là ghen ghét ngài tài hoa, mới cố ý xem thường, đem ngài xếp tại cuối cùng. Theo ta thấy, ngài mới thật sự là thập đế đứng đầu à. Chố mắt nhìn, đồng đế nhìn về phía Trác Phàm, lộ ra rực rỡ nụ cười, thật. So vàng dòng bạc trắng đều thật, chỉ bằng ngài cái này tính trẻ con hình dạng, còn lại cửu đế vỗ mông ngựa đều không kịp, ta muốn hiện tại bọn hắn đối diện ngài ước ao ghen tị đây, ha ha ha. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm quả thực tại mở mắt nói lời bịa đặt. Tuy nói thiếu niên đắc đạo, xác thực khiến người ta kinh diễm, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhưng vị cao thủ kia, muốn cả đời làm cái chưa trưởng thành hoa hoa. Cái này đồng đế cũng là thiên phú quá cao, bây giờ nghĩ lớn lên đều chưa trưởng thành, chỉ có thể tự mình an ủi mình, hắn cửu đế lại có thể hâm mộ như thế cái năm tấc con trai đâu. Đừng nói cái kia chín vị, liền xem như Trác Phàm chính mình cái này ma hoàng cũng không muốn biến thành bộ dáng này, tuy nói hắn là đế quân. Hài lòng gật đầu,
cái này Đồng Đế quả nhiên người như tên, đơn thuần cực kỳ, đối với hắn cái này mông ngựa tương đương hưởng thụ, vừa mới còn âm trầm sắc mặt, lập tức liền cười đến không ngậm miệng được, liên tục gật đầu, người tiểu quỷ này vẫn có chút kiến thức. Cũng được, muốn vượt qua kiểm tra đúng không, ta thành toàn ngươi. Vốn là nghe ngươi vừa mới khen ta, ta để ngươi trực tiếp thông qua cũng không thành vấn đề. Bất quá dù nói thế nào, ta cũng là thay Minh Đế lão đầu kia kiểm tra, làm sao cũng phải ra cái đề mục, ý tứ, không phải vậy không tốt hướng hắn bàn giao. Đúng vậy, xin tiền bối chỉ giáo. Liên tục gật đầu, Trác Phàm trong lòng vui vẻ. Hai cửa trước, hắn tuy nhiên qua được gian nguy, nhưng lại đều có rất lớn thu hoạch. Cửa ải cuối cùng này, hắn nghĩ đến cần phải cũng không ít ích lợi, trong mắt cũng hiện ra hy vọng chi sắc. Nhẹ nhàng bước đi thong thả hai bước, Đồng Đế khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, chúng ta tới chơi bắt người trò chơi, ngươi muốn có thể bắt được ta, cái này liên quan thì qua. Ây! Chưa phát giác trì trệ, Trác Phàm ra mặt co lại, bật cười lắc đầu, đế quân, cái này. Có phải quá đơn giản? Không biết như thế một đứa bé con trò chơi, ngài có thâm ý gì sao? Có thể có thâm ý gì, giúp ngươi vượt qua kiểm tra a? Chỉ là vượt qua kiểm tra a. Nhẹ nhàng gãi gãi gương mặt, Trác Phàm trong lòng lại là có chút thất lạc. Lúc trước hắn sợ cửa khẩu rất khó khăn, chính mình không qua, hiện tại lại sợ cửa khẩu rất dễ dàng, chính mình học không đến cái gì. Ai, chính mình thật đúng là tiện a. Sớm đã nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Đồng Đế không khỏi khẽ cười một tiếng, sâu xa nói, thế nào, muốn tăng lớn độ khó khăn? Có thể a, vẫn là một dạng trò chơi. Ta để ngươi đời này đều không qua cái này cửa khẩu đều được, hừ hừ. Cảm thấy run lên, Trác Phàm lần nữa chăm chú chằm chằm hắn liếc một chút, giống như có điều ngộ ra. Thông qua hai cửa trước, hắn đã nhìn ra, những thứ này đế quân đều thâm tàng bất lộ, nhìn như hoang đường hành động về sau, tất có tầng sâu hàm nghĩa. Có lẽ cái này trò chơi nhỏ, cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, đã là đầy mặt nghiêm túc gật đầu. Như vậy, xin tiền bối chỉ giáo. Vừa dứt lời, Trác Phàm đột ngột đến nhất chảo dò ra, liền đi bắt Đồng Đế thân ảnh gầy nhỏ. Bạch! Thế mà, một cái phiêu hốt, Đồng Đế cái bóng đã là nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Đợi lại xuất hiện lúc, đã đi vào phía sau hắn, ngồi tại một cái ngựa gỗ phía trên lắc tới lắc lui, vui cười liên tục, thế nào, liền bản đế một chéo áo đều đạt không tới, người còn cảm thấy đơn giản sao? Hiu! Thế nhưng là chợt, lại là lóe lên một cái, Trác Phàm bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đồng thời một cái móng vuốt bỗng nhiên hướng Đồng Đế đầu vai tìm kiếm. Ta đương nhiên biết, lấy đế quân thân thủ, cho dù sớm đã áp chế rất nhiều, cũng không phải ta một chiêu có thể đắc thủ. Một tiếng cười khẽ, theo Đồng Đế sau lưng vang lên, Trác Phàm phải đồng tử bên trong lóe ra một nói vầng sáng màu vàng óng, một cái móng vuốt đã là lập tức muốn chịu đến Đồng Đế đầu vai. Bất quá, tựa hồ còn có chút không yên lòng, Trác Phàm ngay sau đó khích tướng, đương nhiên, đế quân nếu là dùng lại cái gì thần thông lời nói, vãn bối tự nhiên ngàn vạn lần cũng bắt không được ngươi. Kế khích tướng. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, Đồng Đế khóe miệng hơi hơi xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, ngươi yên tâm, chơi game lúc, bản đế rất nghiêm túc, sẽ không hư quy củ. Chỉ là dù vậy, ngươi thật có thể bắt được sao? Ngươi cái âm hiểm tiểu tử, ha ha ha. Ngựa gỗ nhẹ nhàng lay động, Trác Phàm nhìn về phía trước bóng người phóng đi, lại là theo lắc lư, càng ngày càng hư vô. Sau cùng không biết sao, cái kia lăng lệ móng vuốt, đúng là lướt qua Đồng Đế vai thò đầu ra, liền người ta một mảnh quần áo đều không chịu đến. Làm sao có thể, gần trong gang tấc, thế mà bắt không được. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, Trác Phàm cảm thấy kinh hãi. Đồng Đế thì là tại cái kia lung lay ngựa gỗ phía trên, phát ra chế nhạo tiếng cười. Lần này ta cũng không có di động, người không như cũ bắt không được ta sao? Ha ha ha! Vừa dứt lời, Đồng Đế một bước chân, một cái lui thân thể, lại lẻn đến một bên khác, ngồi tại một chương dao động trên giường, trên mặt đều là vui cười. Quay đầu chăm chú để mắt tới đi, Trác Phàm sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái này Đồng Đế thân pháp quá quỷ dị, vừa mới tựa hồ là sử dụng cái kia ngựa gỗ lay động chỉ trong gang tấc, thì nghiêng hắn tay chảo. Phần này đối chi tiết nắm chắc, thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục, không hổ là đế cảnh. Cho dù đem chính mình thực lực đè xuống, dựa vào tâm cảnh cùng kiến thức,
vẫn là như thế sắc bén, không như người thường. Mí mắt không khỏi nhẹ nhàng run run, Trác Phàm phải đồng tử bỗng nhiên chớp động lên ánh sáng màu vàng, hư không trệ. Ông! Một nói không gian ba động vang vọng, đồng đế không gian một trận ngưng kết. Trác Phàm không nói hai lời, xuất thủ lần nữa, hướng hắn chụp tới, thế nhưng là đợi hắn đi vào đồng đế trước mặt, vung về phía trước một cái chảo, lại là nhất thời vung hư không. Đồng đế toàn bộ thân thể, cũng trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Huyễn ảnh! Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Trác Phàm nhịn không được ám đạo. Ta nhưng vô dụng cái gì thần thông, chỉ là tại ngươi ra chiêu trước, ta liền đã chạy đi. Lúc này, đồng đế non nớt thanh âm tại hắn sau lưng vang lên, Trác Phàm bỗng nhiên quay đầu, lại là bỗng nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, đồng đế đã là ngồi tại một trận bàn đu dây phía trên, không ngừng đung đưa lấy hai cái chân nhỏ, khóe miệng mang theo cười nhạt ý. Thật nhanh! Cảm thấy trầm xuống. Trác Phàm càng thêm sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra cái này đế cấp cao thủ, cho dù thực lực bị áp chế, tốc độ còn có thể so với hắn không minh thần đồng nhanh. Quả nhiên, đế cảnh tu vi cùng thông thường cao thủ, không phải kém một điểm hai điểm. Trừ bản thân thực lực bên ngoài, đối mỗi người nói lĩnh ngộ, tiến tới vận dùng sức mạnh phân biệt, cũng là chênh lệch rất rộng a. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm trong mắt chiến ý càng sâu, đạp chân xuống, liền hung hăng hướng đồng đế phóng đi. Trong mắt không minh thần đồng ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ, Trác Phàm thân thể cũng là không ngừng lấp lóe, cặp kia chảo càng là nhẹ nhàng bay múa, như một cái lưới lớn giống như, hướng đồng đế thân thể trùm tới. Thế nhưng là, đồng đế thân thể lại là cũng dần dần như có như không lên, một hồi cao, một hồi thấp, tại cái kia đại trong lưới xuyên thẳng qua, chế nhạo tiếng cười, càng là bên tai không dứt, liên tiếp. Chỉ một thoáng, chỉ thấy mảnh này phủ đầy đồ chơi tràng sở. Một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh huyễn hóa vạn thiên, lẫn nhau truy đuổi, mãi đến sau hai canh giờ, vẫn không có kết quả. Rốt cục, Trác Phàm mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, rốt cuộc không chạy nổi. Đồng đế lại là vẫn như cũ vui cười, tại cái kia bàn đu dây phía trên đung đưa tới lui, tiểu quỷ, ngươi làm thế nào cái trò chơi cũng sẽ mệt mỏi a. Ngươi nhìn nhìn lại ta, hiện tại đều không mang theo thở mạnh. Nói nhảm, ngươi thế nhưng là đế quân. Cái này có thể so sao? Cảm thấy một trận oán thầm, Trác Phàm lại là không nói ra một câu. Ai, bất quá chỉ là cái bắt người trò chơi mà thôi, âm mưu quỷ kế, các loại vũ kỹ đều xuất ra, người không mệt mới là lạ chứ. Lần nữa thật sâu liếc hắn một cái, đồng đế không khỏi thở dài một tiếng, tiểu tử, biết tuyệt đối có thể phát hiện hang chuột động vật là cái gì không? Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm suy nghĩ một chút, mèo. Đần độn. Là chuột chính mình. Ngăn không được sùi cười một tiếng, đồng đế sâu xa nói, ngươi chỉ muốn bắt đến ta, căn bản không muốn chơi cái trò chơi này. Đã ngươi dung không đến trong này, lại như thế nào có thể tóm đến ta? Ngươi biết ta muốn làm sao tránh, muốn núp ở chỗ nào sao? Thân thể chấn động, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, giống như có điều ngộ ra. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm khép hờ hai con ngươi, điều thức một phen, đợi lại mở mắt ra lúc. Trong mắt đã là quét qua lúc trước mù mịt, lại hiện ra hào quang. Đồng đế gặp, khẽ gật đầu, cười nói, chúng ta lại đến. Tốt! Hét lớn một tiếng, Trác Phàm cũng là một mặt ý cười, đạp chân xuống, thì hướng đồng đế tiến lên. Nhưng là lần này, hắn nhất trảo lại vẫn là không có đụng phải đồng đế nửa mảnh quần áo. Bất quá lần này, hắn lại không giống vừa mới trầm trọng như vậy sắc mặt, ngược lại giống như là không quan trọng giống như... Lần nữa tìm đồng đế hạ lạc. Đợi lại tìm đến hắn bóng người lúc, liền lần nữa nhào tới. Như thế như vậy, hết lần này đến lần khác tái diễn lúc trước trình tự, Trác Phàm cái gì đều không nghĩ, tâm cùng thân thể cũng không còn trầm trọng như vậy, ngược lại có chút thích cái trò chơi này giống như, khóe miệng nụ cười cũng là càng liệt càng lớn. Chợt, Trác Phàm đang không ngừng lao vụt bên trong, đúng là có một loại cảm giác, đồng đế cái kia không ngừng lấp lóe bóng người. Tựa hồ ngay tại hắn có thể đụng tay đến chỗ giống như. 3. Rốt cục, một tiếng vang nhỏ, Trác Phàm tại lại một lần bắt ném đồng đế thân hình về sau, một cách tự nhiên hướng bên cạnh một chảo, lại là nhất thời bắt đến một cái tỉ mỉ cánh tay nhỏ. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm quay đầu nhìn lại, lại chính gặp đồng đế cái kia vui vẻ nụ cười, trong tay hắn cũng chính nắm thật chặt đồng đế cánh tay không thả. Ta, bắt đến. Chúc mừng, người vượt qua kiểm tra. Mỉm cười, đồng đế không còn như lúc trước như vậy tính trẻ con, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn,
tràn đầy tang thương cảm giác, hơi hơi gật đầu. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm trên mặt có chút hoảng hốt, vượt qua kiểm tra. Qua cái gì quan? Nhưng rất nhanh, hắn cùng đồng đế chơi cái trò chơi này, chính là vì qua cửa thứ ba. Chỉ bất quá tại hắn tránh thức đắm chìm trong này về sau, lại là đem tất cả mọi thứ đều quên, tại sao muốn truy đuổi cái này đế quân cũng quên. Hắn chỉ là đang không ngừng truy đuổi, vui ở bên trong, chỉ thế thôi. Xem ra ngươi thật dung nhập trong này, rất tốt. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, đồng đế vui vẻ cười cười, thế nào, tại trận này xem ra so sánh ấu trĩ trong trò chơi, có phải nhẹ nhõm rất nhiều. Không còn gánh vác quá nhiều nặng nề. Dương mắt nhìn về phía hắn, Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Khẽ cười một tiếng, đồng đế nhìn lên bầu trời, thở dài, tiểu gia hỏa, ngươi biết không? Thượng cổ thời kỳ, lão phu là thiên hạ đệ nhất thiên tài, thiếu niên đắc chí. Tất cả mọi người cảm thấy ta là nhân loại đệ nhất cao thủ, nhân loại hy vọng cùng đại biểu. Nhưng sau cùng, ta phải đạo nhân đế, lại là trọn vẹn so với bọn hắn 9 người muộn 100 ngàn năm, cũng chính là các ngươi nói thập đế cuối cùng, ngươi biết đây là tại sao không? Xin tiền bối chỉ giáo, chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm khom người cúi đầu. Thản nhiên cười, đồng đế tiếp tục nói, thiếu niên đắc chí, sao quanh trăng sáng, gánh chịu quá nhiều, kinh lịch quá ít. Nội tình không đủ, cảm ngộ không nhiều, tu vi kẻ tại thánh giả đỉnh phong chuẩn đế cảnh, chậm chạp không được đột phá. Sau cùng 9 người kia đều được đạo, duy chỉ có ta vẫn như cũ chỉ trệ không tiến. Ta cũng mê mang, đổi phế, phàn nàn, phí thời gian qua, đã từng ngẩng đầu hỏi trời xanh, ta nói đến tột cùng là cái gì, ta nói có chỗ nào không đủ. Ta đã từng đi thăm danh sư, không ngại học hỏi kẻ dưới, nhiều lần ma luyện, mới cuối cùng phát hiện, nguyên lai ta khiếm khuyết. Là lớn nhất cuộc sống bình thường. Cuộc sống bình thường. Không tệ, cũng là bình thường. Đạm mạc gật đầu, đồng đế bình tĩnh nói, người từ trẻ sơ sinh bắt đầu oa oa rơi xuống đất, không là tên đến, không là lợi đi, nhất là trên vai không gánh một thân nhẹ. Nhưng theo trưởng thành, danh lợi gia thân, truy cầu được nhiều, gánh chịu địa cũng liền nhiều. Riêng là ta, từ nhỏ liền là nhân gian số một, gánh chịu nhiều nhất nặng nhất, mặc kệ là vinh dự cũng tốt. Trách nhiệm cũng được, ta cao hứng cũng tốt, thống khổ cũng được, đều đã định trước ta không còn bình thường. Bởi vậy, ta cái kia 100.000 năm qua, khiếm khuyết cũng là bình thường, đây là ta trong lòng lỗ thủng. Mãi đến sau cùng, ta giả bộ hài đồng cùng một đám trẻ con vui vẻ hì hì, bổ túc trong lòng cái kia lỗ thủng về sau, vừa rồi ngưng kết đế cảnh đại đạo. Mà ta nói, cũng chính là bình thường chi đạo, trở về sơ tâm. Nói. Đồng đế ngược lại đi tới Trác Phàm trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn cười nói, tiểu quỷ, người từ ban đầu liền từ không gánh chịu cái gì, những cái kia tất cả về sau ngươi truy cầu hết thảy, đều là mình cầm lên. Mà đã ngươi cầm lấy, thì phải học được thả xuống được. Vừa mới ngươi không liền đem tất cả mọi thứ đều để xuống sao. Trở về sơ tâm, một khỏa tấm lòng son, dùng tâm nhìn thế giới, ngươi có thể tóm được ta. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Trịnh trọng ôm một cái quyền, Trác Phàm khom người bái hạ. Mỉm cười, đồng đế cùng nổi lên hai ngón tay, tại Trác Phàm cái trán nhẹ nhàng một xuyết, nổi lên từng đạo ánh sáng, đây là cho ngươi chứng minh, đi minh đế đạo tràng đi. Ở nơi đó, có càng nghiêm trọng khảo nghiệm. Thân thể chấn động mạnh một cái, Trác Phàm nhất thời cảm thấy một cỗ mát lạnh thẳng vào nội tâm, hắn cả trái tim đều trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, không còn nôn nóng. Ách, đế quân! Không biết minh đế đạo tràng nên đi như thế nào. Chờ thụ đồng đế sau khi tán thành, Trác Phàm lại khom người bái nói. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị, đồng đế nhất chỉ cách đó không xa một cái ngựa gỗ, cười nói, ngồi nó đi thôi, nó hội mang ngươi đến mục đích. Cái này. Da mặt ngăn không được co lại, Trác Phàm nhất thời không còn gì để nói, khổ sở nói, đế quân A, ngài còn có hay không lại bình thường một chút truyền tống công cụ. Cái này thật sự là... Thế nào, ngại không phong cách, ta chỗ ấy còn có cái mộc sư tử, vương giả phong phạm, cho ngươi đổi một cái. Không, không phải. Vội vã khoát khoát tay, Trác Phàm không khỏi liên tục cười khổ, không phải phong cách hay không vấn đề, thật sự là ngươi để cho ta ngồi một cái đầu gỗ đồ chơi đi gặp minh đế, thật sự là không tốt lắm ý tứ. Cái này có cái gì không có ý tứ, ta gặp lão gia hỏa kia, ta đô kỵ cái này đi. Sắc mặt trầm xuống, đồng đế hung hăng nguyết hắn một cái, mắng, vừa mới không phải đã nói cho ngươi,
phải học được để xuống sao? Liền những thứ này thế tục thành kiến ngươi đều không bỏ xuống được, ngươi còn thế nào thành đại đạo? Tính toán, ngươi không thông qua, đường cũ trở về đi. Ai, đừng đừng đừng, ta ngồi còn không được sao? Nghe đến đồng đế có đem hắn đánh lại dự định, Trác Phàm lúc này khoát khoát tay, sau đó một mặt khó xử ngồi đến cái kia ngựa gỗ phía trên. Chỉ bất quá lấy hắn lớn như vậy hình thể, hết lần này tới lần khác ngồi tại một cái nhi đồng lung lay lập tức, lại là có chút buồn cười. Hắn, đều so con ngựa kia đại. Đồng đế gặp này, cũng là ngăn không được vui lên. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm bật cười liên tục, đế quân, ngài ở chỗ này quá khó chịu, biến đổi biện pháp đùa nghịch ta tìm niềm vui đi. Bất quá ta cũng nhẫn, làm kính lão. Biết liền tốt, không cần phải nói đi ra, tất cả mọi người chừa chút thể diện nha, ha ha ha. Đi thôi. Ba. Một bàn tay, hung hăng đập vào cái kia mộc mông ngựa phía trên. Cái kia tiểu mã liền bỗng dưng lay động, sau đó đụng một tiếng, tựa như sao băng trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Trác Phàm còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã là siêu một tiếng, nhanh như điện chớp địa biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy hắn xa xa phương hướng rời đi, đồng đế không khỏi lộ ra mỉm cười nụ cười, sau cùng còn kém minh đế cái kia một đạo, lão bằng hữu, hết thảy đều dựa vào ngươi. Rầm rầm rầm, từng đạo chấn thiên hoàn toàn bạo hưởng. Chợt nổ tung toàn bộ bầu trời, minh hải sôi trào địa càng thêm mãnh liệt tàn phá bừa bãi. Đồng đế sắc mặt trầm xuống, ngửa đầu nhìn một chút trên trời, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thiên đế, ngươi rốt cục đến. Vừa dứt lời, đồng đế một bước chân, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đợi hắn lại hiện ra thân hình lúc, cũng đã đi vào mênh mông bầu trời phía dưới. Mà chỗ đó, sớm đã tụ tập ba đạo quen thuộc bóng người, cái kia vượt biển lão ông. Ải thứ nhất đại hán cùng cửa thứ hai hắc ảnh, tất cả đều đến đông đủ. Nhìn thấy hắn đến, những người kia không khỏi chặn lại nói, thế nào, hắn thông qua sao? Cái này không nói nhảm a, hắn không thông qua, ta có thể chạy tới nơi này. Không khỏi bật cười một tiếng, đồng đế lại khuôn mặt ngưng trọng nhìn hướng về bầu trời, cái kia đạo đạo vết nứt lan tràn chỗ, song quyền chưa phát giác chăm chú còn có thể chống bao lâu. Liếc nhìn nhau. Ba người kia đều là cùng nhau lắc đầu, sắc mặt đồng dạng nặng nề, thiên đế không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không, là chuyên phá kết giới thần kỹ. Bây giờ đế cảnh đại đạo, chỉ có minh đế một người cùng minh hải tương liên, bằng công lực của hắn, ta muốn trong vòng nửa canh giờ, minh hải tất phá, đến lúc đó. Nói cách khác, minh đế muốn tại cái này trong vòng nửa canh giờ, đem chính mình sinh tử đại đạo truyền đi, nếu không thì thất bại trong gang tấc. Mi mắt lắc một cái. Đồng đế cũng là trầm xuống sắc mặt. Sau đó, mọi người cùng nhau nhìn về phía nơi xa, một mảnh mây đen ngập đầu chỗ. Ở nơi đó, một đạo sao băng chính tốc độ ánh sáng địa xuyên thẳng qua tại tầng tầng âm phong gào thét bên trong. Oa, cái này ngựa gỗ làm sao nhanh như vậy? Lạnh lẽo cương phong thổi đến gương mặt đau nhức, Trác Phàm cưỡi tại ngựa gỗ phía trên, cũng là sợ hãi thán phục tại cái này đồ chơi động lực, thật đúng là cường hãn. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã là đi vào một tòa âm u đỉnh núi cao, ở nơi đó đứng lặng lấy một cái từ 3 mét vuông màu đen hòn đá lót đường bình đài, một cái chữ thập giá gỗ, đứng sừng sững ở trên bình đài. Đồng thời, còn có một cái thân ảnh quen thuộc, bị hung hăng buộc ở phía trên, tuy nhiên nỗ lực giãy giụa, lại là làm sao đều giãy giụa không ra. Không khỏi giật mình, Trác Phàm lúc này kêu to, Khuynh Thành. Bước ngoặt nguy hiểm, nghe đến cái này ấm áp kêu gọi. Chính đang không ngừng lắc nhích người Sở Khuynh Thành, cũng là bỗng dưng trì trệ, sau đó quay đầu nhìn lại, vui vẻ nói, Trác Phàm. Ách, thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy Trác Phàm dưới thân cái kia rõ ràng kém xa ngựa gỗ lúc, nhưng lại là ngăn không được sững sờ. Ân, ta nói, ngươi từ chỗ nào tìm đến như vậy kỳ hoa tỏa kỵ. Bất quá giờ này khắc này, nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, chỉ là giật mình một hồi, liền kích động hét lớn, Trác Phàm, nhanh tới cứu ta. Ngươi chờ, ta lập tức tới cứu ngươi. Không đợi ngựa gỗ an toàn hạ xuống, Trác Phàm đã là tung người một cái, nhảy đi xuống. Chỉ là tại hắn vừa mới rơi xuống đất trong tích tắc, lại là thân thể đột nhiên trì trệ, toàn bộ thân thể đã là hoàn toàn không thể động. Lại hướng xuống nhìn, lại chỉ thấy từng đạo u ám khí lưu, như là từ dưới đất duỗi ra quỷ trảo giống như, một phát bắt được hắn hai chân, làm hắn không thể động đậy. Diệt thế lôi viêm đồng tử, đốt. Trong lòng cả kinh,
Trác Phàm không nói hai lời, trong mắt màu đen lôi viêm bỗng nhiên phun ra. Sau đó liền nghe từng đạo kêu thê lương thảm thiết vang lên, những cái kia dòng khí màu xám cũng nhất thời bị thiêu địa biến mất thành hư vô, Trác Phàm thân thể lần nữa có thể hành động. Nhưng là đúng lúc này, một đạo âm trầm quát nhẹ lại là đột ngột vang lên, lớn mật, ai dám tại bản đế đạo tràng dương oai. Bạch, âm phong trận trận, từng đạo dòng khí màu xám từ trên 9 tầng trời rơi xuống, sau đó hóa thành một đạo âm trầm lão giả khuôn mặt, lạnh lùng nhìn hướng phía dưới hai người, trong mắt đều là trần trụi sát ý, không che giấu chút nào. Bản đế đạo tràng, thật sâu nhìn lấy hắn, Sở Khuynh Thành không khỏi mộng, hắn nói bản đế đạo tràng, chẳng lẽ hắn chính là... Không giống nhau nàng tiếng nói kết thúc, Trác Phàm đã là đuổi bước lên phía trước một bước, hướng lão giả kia khom người cúi đầu, vãn bối Trác Phàm, tham gia Minh Đế đại nhân. Minh Đế, thật sự là Minh Đế, hắn không phải đã chết sao? Hoàn toàn mắt trợn tròn, Sở Khuynh Thành như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, tự lẩm bẩm, thế nhưng là hắn như không chết lời nói, những người kia tranh giành Minh Hải địa đồ làm gì, trộm mộ gặp phải chủ gia, không muốn chết sao? Hiện tại, nàng đã không biết nên nói như thế nào những cái kia tham lam người tốt. Truyền thuyết thượng cổ thập đế vẫn lạc, tìm tới đạo trường của bọn họ, liền có thể có cơ hội đến bọn hắn truyền thừa, xưng đế thiên hạ. Nhưng là bây giờ, người ta không có vẫn lạc a, người thì ba ba chạy người ta trong nhà trộm bảo, đây không phải ông cụ thắt cổ, chán sống a. Minh Đế nghe được lời này, cũng là liếc mắt liếc một cái nàng, cười lạnh nói, lão phu chính là thập đế bên trong Minh Đế. Trưởng thế gian sinh tử, cho dù chết, cũng sẽ không tan thành mây khói. Ta cái này Minh Hải cho giữ nhiều như vậy oán linh quỷ quái, chẳng lẽ mình ngược lại không thể vào ở sao? Chuyện cười, hừ. Khóe miệng một xẹp, Sở Khuynh Thành đắng chát gật đầu, cảm thấy không sai. Đúng vậy a, cái này Minh Đế thế nhưng là thế gian tất cả oán linh tổ tông, cái này Minh Hải một mảnh oán linh nơi tụ tập, hắn lão đại này há có thể tùy tiện thì treo đâu. Ai? Bên ngoài những người kia thực sự quá ngây thơ, đào người nào mộ phần không tốt, nhất định phải đào Minh Đế. Thế nhưng là mình cũng không phải là đến đào mộ, chỉ là không cẩn thận xông tới, làm sao hết lần này tới lần khác đem mình treo ngược lên đây, thực sự quá oan đi. Minh Đế tiền bối thứ lỗi, hai người chúng ta nhất thời xông lầm quý địa, chỉ muốn sống trở về, cũng không phải là muốn ăn cắp ngài bảo vật gì. Mong rằng ngài đại nhân đại lượng, xá miễn chúng ta đi. Tiến lên một bước, Trác Phàm vội vã bái nói, ấn ngài quy củ, vãn bối cũng là sông tam quan đến, xin ngài dơ cao đánh khẽ. Vội vã gật đầu, Sở Khuynh Thành cũng là một mặt khẩn cầu nhìn về phía Minh Đế. Liếc mắt liếc một cái hắn, Minh Đế chưa phát giác cười lạnh một tiếng, ba cửa ải. Đúng vậy a, lão phu quy củ, là sông tam quan có thể đến nơi đây gặp lão phu, cũng không có nói nhất định phóng sinh a. Có cơ hội, không phải là nhất định. Cái này toàn ở lão phu cao hứng hay không? Ách, cái kia Minh Đế tiền bối hiện tại phải chăng cao hứng? Không cao hứng. Vì cái gì a? Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành cùng nhau hỏi. Suy cười một tiếng, Minh Đế khinh thường bĩu môi, lão phu thanh tu, bị một đám vô tri tiểu bối quấy rầy, há có thể cao hứng lên? Ầm ầm. Chợt, lại là một tiếng vang thật lớn tại cửu thiên phát ra, Minh Đế dương mắt nhìn xem, sắc mặt biến đến thoáng nặng nề một số. Có điều, lão phu cũng không làm khó các ngươi, cho các ngươi một lựa chọn. Hai người các ngươi, ta chỉ lưu một người ở đây, một người thả hội nhân gian, các ngươi làm quyết đoán đi. Hắn đi ta lưu. Cơ hồ là đồng thời, hai người cùng nhau xuất khẩu. Minh Đế nhẹ liếc hai người liếc một chút, nhịn không được cười to lên, ha ha ha. Nhanh như vậy đáp tới, lão phu cái này đề có phải ra đơn giản. Tốt, vậy chúng ta thì thay đổi một đề đi. Ai? Tiền bối, ngài thế nhưng là thượng cổ thập đế, sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết đâu. Nghe được lời này, Sở Khuynh Thành chưa phát giác quính lên, nhìn Trác Phàm liếc một chút, ngươi không phải nói thả một người rời đi, ngươi thì thả hắn đi thôi, ta lưu lại làm vong linh liền có thể. Trác Phàm nghe đến, khóe miệng xẹt qua vui vẻ, giữ im lặng. Bởi vì hắn biết, cái này để đơn giản, nhưng lại không đơn giản. Bởi vì hai người đều không đành lòng đối phương biến thành vong hồn chi thể. Tất nhiên ai cũng không muốn rời đi, cái này vẫn như cũ là khó giải. Minh Đế làm thượng cổ đại năng, đã ra này đề, trong lòng nhất định sớm đã có hắn đáp án. Thản nhiên cười, Minh Đế trong mắt chớp động lên thâm thúy u quang, lão phu nói qua, cho các ngươi một đường sinh cơ,
thì nhất định có sinh lộ để cho các ngươi đi. Chỉ bất quá, chính các ngươi không cách nào lựa chọn, lão phu giúp các ngươi chọn tốt. Vừa dứt lời, Minh Đế trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo màu xám quang trụ, phanh một chút, liền nện tại hư không, thiêu ra một cái động lớn tới. Đồng thời, từng trận tiếng la giết cùng tiếng nổ mạnh, cũng đột ngột đến từ bên trong truyền tới. Không khỏi khẽ giật mình, hai người định thần nhìn lại, lại chỉ thấy bên trong là một vài bức ngươi truy ta đuổi hình ảnh. Một đống màu xám dòng người, như thủy triều hướng mấy đạo quen thuộc bóng người dũng mãnh lao tới, nối liền không dứt. Lại thì ra là Mạnh Hiểu Phong cùng Triệu Thành bọn họ, tại bị một đám Minh Hải Oán Linh vây giết, bên trong còn có một đạo bóng hình xinh đẹp, đúng là Bách Lý Ngự Vũ. Nàng làm sao cũng tiến vào. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm cảm thấy sầu lo. Minh Đế liếc hắn một cái, thản nhiên nói, trong ba người này, có người cửu nhân, còn có người bằng hữu. Bây giờ lại để cho ngươi lựa chọn, chỉ có một người rời đi, ngươi lựa chọn ra sao? Hơi chậm lại, Trác Phàm trầm ngâm không nói. Lúc trước tại Sở Khuynh Thành cùng chính mình giữ hai người, hắn có thể không chút do dự đem sinh cơ lưu cho Sở Khuynh Thành. Dù sao mình mệnh là mình, chính mình xử trí như thế nào cũng không đáng kể, nhưng cầu không thẹn với lương tâm là đủ. Bất quá trăm dặm Ngự Vũ đột nhiên chạy vào, như bởi vì chính mình nhất niệm bị chết, coi là cả đời chi thẹn. Hắn Trác Phàm từ trước tới giờ không nợ người nhân tình, hiện tại đối mặt hai người làm ra lựa chọn, lại là tình thế khó xử, vô luận như thế nào tuyển, trong lòng đều tất nhiên bất an. Đi thôi. Tựa hồ nhìn ra Trác Phàm trong lòng xoắn suýt, Minh Đế không khỏi cười lớn một tiếng, một hơi trong nháy mắt phất qua hai người trước người, hai người liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã là rơi xuống đám kiệu án linh trong vòng vây. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, Mạnh Hiểu Phong cùng một tên hư huyễn bóng người lão giả đối nhất trưởng, liên tục lui hai bước, khí huyết cuồn cuộn. Tuy nói hắn hiện tại cũng không có khí huyết, nhưng chính là cái kia cảm giác, thân thể đều hư huyễn. Nương, trong này còn có thánh giả cấp bậc oán linh. Cái này Minh Hải quả nhiên không đơn giản. A, Khuynh Thành, bọn họ rốt cục xuất hiện. Cái gì, nhìn thấy hai người bọn họ. Triệu Thành tại đánh lật một tên oán linh về sau, cũng là quay đầu nhìn lại, nhất thời đại hỉ, Trác quản gia, các ngươi đến tột cùng chạy đi đâu. Chúng ta đánh sau khi đi vào, thì không có nhìn thấy các ngươi bóng dáng, các ngươi không có sao chứ. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm cảm thấy suy nghĩ, tựa hồ minh bạch cái gì. Bọn họ có vẻ như không biết sông tam quan sự tình, chẳng lẽ cái này ba cửa ải chỉ là vì chính mình chuẩn bị. Không phải tất cả mọi người đều có cái này phúc báo, được đến đế cấp cao thủ dạy bảo. Bạch,